Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 421, căn nguyên huyết mạch. Tiêu Phàm đem Tân Lâm thân thể ôm thật chặt vào trong ngực, phải tay cầm thật chặt Tân Lâm tay trái thì chống đỡ tại Tân Lâm sau lưng tâm huyệt, hạo nhiên chính khí liên tục không ngừng đưa vào Tân Lâm thể nội, lại là hoàn toàn không có phản ứng. Uyển Thiên Thiên, Đường Nguyên bọn người làm thành một vòng, nhìn không chuyển mắt, bình tức tĩnh khí, ai cũng không dám lên tiếng. To lớn chỉ thủy xem, cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tiêu Phàm trong mắt, đã vằn vện tia máu, một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, khó mà tự kiềm chế. Tân Lâm sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, tựa như ngủ, chỉ là ngực không có chập trùng. A-di-đà Phật, Linh Vân Đại Sư thấp tuyên một tiếng niệm Phật, chậm rãi đi tới, duỗi ra hai ngón tay, khoác lên Tân Lâm mạch trên cổ tay, sắc mặt lập tức biến đổi, thật lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, đứng dậy, nhìn vẫn tại cho Tân Lâm dẫn độ chân khí nội thức Tiêu Phàm một chút, muốn nói lại thôi. Thân là thái cực môn đệ nhất cao thủ, Linh Vân Đại Sư chẳng những làm được một tay tốt thức ăn chay, cũng là y đạo quốc thủ. Thế nhưng là hắn đã hoàn toàn tại Tân Lâm trên thân dò xét không đến mạch đập. Nếu như là những bệnh nhân khác, Linh Vân Đại Sư đã có thể trực tiếp hướng gia thuộc tuyên bố tin dữ. Nhưng nhìn Tiêu Phàm cái này tuyệt không cam tâm dáng vẻ, Linh Vân Đại Sư cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Vừa rồi giao thủ thời điểm, Linh Vân Đại Sư ở xa ngoài mấy chục thước, nhưng cũng có thể cảm giác được Diệp Cô Vũ một kích kia cường đại lực sát thương, Tân Lâm cơ hồ là không che không đậy sinh thụ, kinh mạch đều đoạn là rất bình thường tình hình. Linh Vân Đại Sư mặc dù không biết Diệp Cô Vũ là vực ngoại thiên ưng giáo giáo chủ, Tây Á vua sát thủ, nhưng cũng thừa nhận, Diệp Cô Vũ một chiêu này, là hữu hiệu nhất rút củi dưới đáy nổi kế sách. Có hắn, Văn Tư Viễn, Tân Lâm, Yến Tây Lâu một đám cao thủ chấn thủ, Diệp Cô Vũ mạnh hơn, muốn vượt quan mà vào, tiến vào chỉ thủy xem mật thất dưới đất đi quấy nhiễu Tiêu Phàm bọn người thi pháp, gần như không có khả năng. Diệp Cô Vũ cũng không có khai thác loại kia ngốc nhất biện pháp, cùng nó nói mục tiêu của hắn là Tiêu Phàm. Còn không bằng nói hắn căn bản chính là hướng về phía Tân Lâm đến. Chỉ cần trọng thương Tân Lâm, Tiêu Phàm vô luận như thế nào cũng không thể ngồi yên không lý đến, điên đảo tam tài tuyệt sát trận lập phá. Diệp Cô Vũ hiển nhiên biết, Tân Lâm đối Tiêu Phàm trọng yếu họ. Chỉ là Tân Lâm cũng không phải tên soàng xính, mạnh như Diệp Cô Vũ, cũng chỉ có thể khai thác đánh lén biện pháp mới có thể may mắn đắc thủ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bóng người lóe lên, Văn Thiên chạy về. Xanh mặt, không rên một tiếng đi tới, cũng đưa tay dựng Tân Lâm mạch cổ tay, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, sư đệ. Nhị sư huynh, người khi đó cho già nhi thôi diễn mệnh lý, nàng là đoản mệnh chết hiểu chi tướng A. Không đợi Văn Thiên nói xong, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở miệng hỏi, thanh âm như là xé rách, ảm câm vô so. Văn Thiên không khỏi sững sờ, trầm ngâm khó trả lời. Tiêu Phàm ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Trầm ngâm thật lâu. Văn Thiên mới chậm rãi nói, sư đệ, tân cô nương lúc trước cũng không phải là đoản mệnh chết hiểu chi tướng, thất diệu cung thiếu chủ, phúc phận kéo dài. Nhưng là, từ khi ngươi cho lệnh tổ nghịch thiên cải mệnh về sau, hết thảy liền đều không thể ước đoán. Ngươi hẳn phải biết, mệnh lý thọ tướng, đều là sẽ thay đổi. Mặc dù nói, đồng dạng tình huống sẽ không khiến cho tướng mệnh lớn cải biến, nhưng nghịch thiên cải mệnh hiển nhiên là một ngoại lệ. Nghịch thiên cải mệnh, ứng kiếp người là ta. Sư đệ không nên quên. Tân cô nương trên thân có đồng mệnh cấm chế. Tướng mệnh của ngươi cải biến, nhất định sẽ ảnh hưởng đến tân cô nương. Văn Thiên sắc mặt ngữ khí đều trở nên 10 điểm ngưng trọng. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, ôm Tân Lâm, mãnh đứng lên, nhanh chân hướng về mật thất đi đến. Sư đệ, ngươi muốn làm gì? Cần biết thiên mệnh khó trái. Coi như thiên mệnh khó trái, lần này, ta cũng muốn nghịch thiên. Tiêu Phàm không chút do dự nói, cũng không quay đầu lại, ôm Tân Lâm tiến vào mật thất dưới đất. Ở bên trong đem cơ quan triệt để quan bế, đem tất cả mọi người ngăn cách bên ngoài. Văn Thiên sắc mặt, lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Lão gia tử, hắn muốn làm cái gì? Uyển Thiên Thiên rốt cục nhịn không được, vội vã mà hỏi thăm. Văn Thiên lắc đầu, trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí. Lúc đầu một trận chiến này đại hoạch toàn thắng, dù coi như không có ngay tại chỗ đánh chết kia ẩn núp trong bóng tối vực ngoại người hồ, chắc hẳn cũng đã trọng thương không dậy nổi, cho tới nay. Đặt ở đoàn người đỉnh đầu vẻ lo lắng rốt cục tán đi, tất cả mọi người có thể buông lỏng một hơi. Nhưng Tân Lâm tao ngộ loại này tai vạ bất ngờ, lại vô luận như thế nào đều cao hứng không nổi. Lão gia tử, thiếu chủ của chúng ta sẽ như thế nào? Sáu cô cũng ở một bên hỏi, thần sắc lo nghĩ không thôi. Văn Thiên nhìn nàng một chút,
thở dài, hay là không nói lời nào. Hắn cùng Linh Vân Đại Sư đối Tân Lâm Mạch Tượng phán đoán, là giống nhau như đúc. Mạch đập đã vô, trực tiếp điểm nói, Tân Lâm trên thực tế đã ngọc vẫn hương tiêu. Lão gia tử, người khả năng không biết, chúng ta Thất Diệu Cung lịch đại thánh nữ, đều có một nói bảo mệnh phù. Cái này nói bảo mệnh phù, là tại Tổng Đàn cung phụng. Mặc kệ thương nặng cỡ nào, chỉ cần có thể kịp thời đuổi tới Tổng Đàn, ăn vào bảo mệnh phù, liền có thể cứu mạng. Sáu cô vội vã nói, bảo mệnh phù, Văn Nhị Thái gia thọ lông mày bỗng nhiên giơ lên, nói. Đúng thế, bảo mệnh phù nhất định phải tại Tổng Đàn cung phụng, nói đêm đốt hương, mời tổ tông phù hộ, nếu như tùy thân mang theo, thời gian dài, liền sẽ mất đi tác dụng. Văn Thiên hỏi, từ nơi này đến các ngươi Thất Diệu Cung Tổng Đàn, nhất nhanh phải bao lâu? Sáu cô cùng bên người một tên Thất Diệu Cung nữ tử liếc nhau, nói, bây giờ lập tức cất cánh, thông chi bên kia trực tiếp ở phi trường nghênh đón, ngựa không dừng vó, 5-6 tiếng hẳn là không sai biệt lắm. 5-6 tiếng, Văn Thiên không khỏi nở nụ cười khổ, Tân Lâm sinh cơ đã tuyệt, đừng bảo là 5-6 tiếng, coi như kiên trì 5,6 phút, đều là hy vọng xa vời. Theo Văn Thiên cười khổ lắc đầu, sáu cô đám người tâm cũng liền một chút xíu chìm xuống dưới, sáu cô hay là chưa từ bỏ ý định, cắn răng hỏi, lão gia tử, thật không có biện pháp nào rồi sao? Có, ra ngoài ý định bên ngoài, Văn Thiên lại cho như thế một cái trả lời chắc chắn, đồng thời ngữ khí 10 điểm chắc chắn. À, đó là cái gì biện pháp? Mấy nữ nhân đều vội vã kêu lên, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Văn Thiên lại không nói thêm gì nữa, ánh mắt hướng về mật thất bên kia nhìn lại. Song mi nhíu chặt, thần sắc lo nghĩ vô so. Mọi người tại chỗ, chỉ có hắn rõ ràng, cái này cái gọi là biện pháp, muốn thật có hiệu lực, Tiêu Phàm muốn bốc lên bao lớn phong hiểm. Chỉ là loại tình hình này, nói cho đoàn người biết được cũng là uổng công, tự nhiên không bằng không nói. Văn Nhị Thái gia cũng không phải lắm mồm người, hiện tại cũng chỉ có thể mong đợi lịch đại tổ sư anh linh hiển thánh, phù hộ vô cực môn phúc phận kéo dài. Chỉ thủy xem mật thất dưới đất chính giữa. Ba cái bồ đoàn vẫn như cũ thành xếp theo hình tam giác sắp xếp, càn khôn đỉnh bên trong, mùi thuốc lạnh nhạt. Làm vô cực môn bảo vật trấn giáo, càn khôn đỉnh truyền đến Tiêu Phàm trong tay, đa số thời điểm là luyện dược, rất ít khi dùng tại cùng người đấu pháp. Chính như Văn Nhị Thái ra lời nói, Tiêu Phàm trạch tâm nhân hậu, lập thân đoan chính, cũng không phải là cái phần tử hiếu chiến. Tiêu Phàm ôm Tân Lâm, trực tiếp đi tới vô cực thiên tôn pho tượng trước đó, hai đầu gối quỳ xuống, thật sâu gõ phía dưới đi. Miệng bên trong thì thào cầu nguyện, Tiêu Phàm, nguyện lấy bản mệnh chân nguyên, căn nguyên huyết mạch đổi lấy Thất Diệu Cung Tân Lâm nhất phiết một đêm chi thọ, phủ phục tổ sư, anh linh phù hộ, thành toàn phen này tâm ý. Già nhi, cho lịch đại tổ sư dập đầu, nói, Tiêu Phàm ôm chặt Tân Lâm thân thể mềm mại, đưa nàng chắp tay trước ngực, lần nữa hạ bái. Ba quỳ chín lạy, nghỉ, Tiêu Phàm ôm Tân Lâm đứng lên, chậm rãi đi tới tam tài trận phòng chữ thiên trận cước chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Để Tân Lâm tựa ở mình đầu vai, tay trái ôm nhẹ lấy Tân Lâm, tay phải bấm quyết, miệng lẩm bẩm. Hàn quang lóe lên, máu tươi từ Tiêu Phàm cổ tay phải bên trong phun ra ngoài. Tiêu Phàm nội lực ép một cái, liên tiếp đỏ thắm huyết châu ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, như là huyết sắc chân châu, nhỏ xuống tại càn khôn đỉnh bên trong, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, lập tức tại trong mật thất tràn ngập ra. Tật, Tiêu Phàm lần nữa bấm quyết, cũng chỉ như kích. Một đạo hùng hậu pháp lực bỗng nhiên hướng càn khôn đỉnh vọt tới. Nguyên vốn đã yên tĩnh lại càn khôn đỉnh, lập tức quang hoa đại phóng, hỗn độn đồ án lần nữa tại miệng đỉnh thành hình, ước chừng một thước vuông, không ngừng xoay tròn, mùi máu tươi rất nhanh liền bị mùi thuốc che đậy kín. Cứ việc Tiêu Phàm lúc này vẫn chưa tại càn khôn đỉnh bên trong gia nhập dược liệu, nhưng càn khôn đỉnh gì cùng linh vật. Truyền thừa mấy ngàn năm, không biết luyện qua bao nhiêu chân quý dược liệu, những này tinh hoa của dược liệu. Coi như chỉ có cực ít một bộ phân bị càn khôn đỉnh tự thân hấp thu, giờ phút này phóng xuất ra một chút điểm, cái kia cũng là không như bình thường. Mùi thuốc càng ngày càng đậm, Tiêu Phàm sắc mặt lại càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo trán của hắn cuồn cuộn mà xuống, thậm chí thân thể đều không ngừng nhẹ nhàng run rẩy lên. Tân Lâm lần này tình hình, xa so Uyển Thiên Thiên bên trên lần bị thương này muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Kia một lần, Uyển Thiên Thiên chí ít còn có khí hơi thở, còn có thể mở miệng nói chuyện. Tiêu Phàm vì Uyển Thiên Thiên chữa thương, vẫn chưa bắt đầu dùng càn khôn đỉnh, bản mệnh chân nguyên tiêu hao không nhiều. Mà lần này, Tiêu Phàm bản mệnh chân nguyên ngay tại cuồn cuộn không tuyệt từ trong cơ thể hắn chảy ra. Bản mệnh chân nguyên sói mòn nhanh chóng, dù coi như cường đại như Tiêu Phàm, cũng rất nhanh liền ngăn cản không nổi. Mà càn khôn đỉnh bên trong mùi thuốc,
nhưng lại xa xa chưa từng đạt tới Tiêu Phàm hy vọng cái kia nồng độ. Lấy bản mệnh chân nguyên, căn nguyên huyết mạch đổi Tân Lâm nhất phiết một đêm chi thọ, nguyên bản là Tiêu Phàm mình đối đầu thương khẩn cầu, phải chăng có thể toại nguyện, quyền chủ động cũng không tại Tiêu Phàm trong tay, mà chi tại trời xanh chi thủ. Nhìn cái này tư thế, trời xanh tựa hồ cũng không nguyện ý cho Tiêu Phàm cơ hội này. Tiêu Phàm sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngay cả bờ môi đều biến thành trắng bệch nhan sắc, hiển nhiên liền muốn chống đỡ không nổi, tổ sư trên tường chợt truyền đến một cỗ không hiểu chi lực, bỗng nhiên đem Tiêu Phàm bao vây lại, cỗ lực lượng này vô hình vô chất, Tiêu Phàm lại tinh thần đại chấn, bỗng nhiên rất thẳng người, cũng chỉ như kích, một cỗ hùng hồn vô so pháp lực lần nữa hướng về càn khôn đỉnh vọt tới. Một canh giờ trôi qua, tầng hầm đặc đến không tản ra nổi mùi thuốc bỗng nhiên vì đó vừa thu lại, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, tựa hồ trong khoảnh khắc liền bị càn khôn đỉnh tất cả đều thu hồi đi. Lên, Tiêu Phàm đưa tay hướng về càn khôn đỉnh một chiêu, một viên đỏ tươi đan dược từ trong đỉnh bắn ra, rơi xuống Tiêu Phàm trong tay. Viên đan dược kia ân hồng tự huyết, hình dạng cũng không phải là tròn trịa, mà là thành hình bầu dục, chợt nhìn đi, chính là một giọt ngưng kết máu tươi, chỉ là màu sắc diễm lệ vô so. Già nhi, uống thuốc. Tiêu Phàm đem viên đan dược kia rất cẩn thận cho ăn tiến vào Tân Lâm miệng bên trong. Nhắc tới cũng kỳ, căn bản khỏi phải Tân Lâm nhấm nuốt, viên đan dược kia vào miệng là tan. Tiêu Phàm hai mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên Tân Lâm gương mặt, ngay cả mí mắt cũng không dám nháy một chút, tựa hồ sợ một cái chớp mắt, liền sẽ bỏ lỡ cái gì như. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua, nguyên bản không nhúc nhích Tân Lâm bỗng nhiên phát ra một tiếng trầm trầm, chậm rãi mở hai mắt ra. Già, Tiêu Phàm, ta muốn về nhà, tốt, ta đưa ngươi về nhà, chúng ta lập tức về nhà. Tiêu Phàm cúi người xuống, cái trán chống đỡ tại Tân Lâm trên trán, ấm áp nước mắt, nháy mắt ướt nhẹp Tân Lâm mặt tái nhợt gò má. Chương 422, Quang Minh Hồ, Lão Quân Núi. Một đêm này đối với kinh sư rất nhiều đại nhân vật mà nói, chú định không ngủ. Thực tế làm cho người rất chấn kinh, khuya khoát. Tiêu lão gia tử thế mà tự mình từ tổng bệnh viện trong phòng bệnh đem điện thoại đánh tới một vị nào đó quân đội đại lão đầu giường. Vị này quân đội đại lão, cùng Tiêu lão gia tử là lão thượng hạ cấp quan hệ. Cứ việc gần đây đến nay, Trung ương đối lãnh đạo cao cấp cán bộ tuổi tác dây đỏ càng bắt càng nghiêm, nhưng quân đội dây đỏ, hay là thả tương đối rộng, vị này quân đội đại lão tuổi gần thất tuần, vẫn như cũ chiếm giữ một tuyến chức vị quan trọng. Quân đội đại lão trước đó không lâu đạt được báo cáo, Tiêu lão gia tử đã bệnh tình nguy kịch. Thậm chí từ Tổng Bệnh viện chữa bệnh chuyên gia tổ tin tức truyền đến, nói lão gia tử trên cơ bản chịu không nổi hai ngày này. Kết quả, hơn nửa đêm, Tiêu lão gia tử trực tiếp đem điện thoại đánh tới hắn đầu giường. Vị này quân đội đại lão chấn kinh, có thể nghĩ. May mắn nào đó đảng người là kẻ vô thần, không phải vị này tuổi gần thất tuần lão quân đầu chỉ sợ muốn nghi thần nghi quỷ. Nhưng điện thoại bên kia truyền đến, quả thật là thanh âm của Tiêu lão, trung khí dồi dào, ngữ điệu to. Mảy may cũng không giống là bệnh nguy kịch, sắp cưỡi hạc đi Tây Phương già nua lão nhân. Cũng là rất nhiều năm trước, vị kia khí thôn nghìn dặm như hổ Tiêu đại tướng quân. So sánh dưới, Tiêu lão gia tử nói ra quái gì yêu cầu, liền không có chút nào làm cho người chú mục. Lão gia tử lời nói đến rất khách khí, nói là có chút việc muốn mời vị này quân đội đại lão hỗ trợ, nhìn xem có phải là có thuận gió máy bay dựng, có người cần lập tức đi Hoa Đông cái nào đó thành phố du lịch. Quân đội đại lão rốt cục xác nhận đây là lão gia tử tự mình đánh qua gọi điện thoại tới về sau, lập tức mỉm cười đáp ứng, liên thanh nói không có vấn đề. Trước mắt tại Thế Nguyên lão bên trong, Tiêu lão gia tử là lấy nghiêm tại kiềm chế bản thân nổi danh, rất ít lấy việc riêng tư của cá nhân phiền phức qua tổ chức. Điều kiện như vậy, ước chừng vẫn là hắn lần đầu hướng quân đội cao tầng nói ra. Một cái bị Tổng Bệnh viện tuyên bố bệnh tình nguy kịch lão nhân, bỗng nhiên khuya khoát sinh long hoạt hổ cho người ta gọi điện thoại. Chuyện này thực sự làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi, đừng bảo là chỉ là để hắn cho an bài một khung chuyên cơ, liền xem như lại khó để mục ra xuống tới, cũng phải nghĩ biện pháp giao nộp. Lão gia tử bỗng nhiên thân thể lớn an, cái tin tức kinh người này, như gió truyền khắp thành phố thủ đô chính đàn các ngõ ngách. Có người nhảy cẫng hoan hô, có người nổi trận lôi đình, có người ngây ra như phỗng, có trong lòng người mừng thầm. Quả nhiên là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Một đêm này, bao quát Ninh viện phó ở bên trong, Tổng Bệnh viện chữa bệnh chuyên gia tổ mỗi một vị chuyên gia, đều bị vang lên không ngừng điện thoại xào suốt cả một buổi tối, căn bản liền không có cách nào hảo hảo đi ngủ. Cái này ảo thuật làm sao biến, coi là thật để người hảo hảo khó hiểu. Kỳ thật đừng bảo là những cái kia đương quyền chính khách, coi như Ninh viện phó những này chữa bệnh chuyên gia,
cũng là từng cái oán thầm không thôi lão gia tử, ngài đây là muốn làm loại nào. Năm ngoái chơi một màn khởi tử hồi sinh, cái này vẫn chưa tới một năm, lại chơi một lần. Lão dạng này làm, còn có để hay không cho chúng ta những này học y sống rồi. Mặc dù Ninh viện phó chuyên cùng Tiêu Phàm trao đổi qua tâm đắc, đối Tiêu Phàm cái gọi là trung y thuật có toàn nhận thức mới, nhưng loại này kỳ thích một mà tiếp phát sinh, vẫn là để Ninh viện phó có chút không chịu nhận. Cùng hắn nhiều năm như vậy tiếp nhận chuyên nghiệp giáo dục, kinh nghiệm lâm sàng xuất nhập quá lớn. Cứ việc lão gia tử lần nữa chuyển nguy thành an, đối với Ninh viện phó y học danh dự, lại là một cái cự đại dốc lên, nhưng Ninh viện phó là cái nghiêm cẩn người, chân chính phần tử trí thức, thà rằng không cần cái này hữu danh vô thực danh dự, cũng rất muốn làm rõ ràng trong này nội tại nguyên nhân. Để một vị lớn y học nhà tin tưởng nghịch thiên cải mệnh dạng này sự tình, thực tế quá khó. Đêm khuya, một đài xe ben tại hai đài màu đen xe nhỏ hộ vệ phía dưới, thẳng chạy kinh ngoại ô cái nào đó cỡ nhỏ quân dụng sân bay. Đối với những cái kia đương quyền quân chính yếu nhân cực độ chấn kinh, Tiêu Phàm hoàn toàn không tâm tư đi để ý tới, hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem Tân Lâm đưa về Thất Diệu Cung Tổng Đàn. Vì thế, Tiêu Phàm không tiếc trực tiếp đi cầu lão gia tử, mời hắn cho quân đội đại lão dưới chỉ thị, điều động chuyên cơ. Quân đội động tác 10 điểm lưu loát, Tiêu Phàm chưa đuổi tới sân bay, một khung cỡ nhỏ quân dụng máy bay vận tải liền đã ở phi trường chờ lệnh, động cơ ầm ầm vận chuyển lại. Nhân viên phi hành đoàn cùng đài quan sát đều làm tốt trước khi cất cánh hết thảy công tác chuẩn bị. Một tên thiếu tá mang theo hai tên chiến sĩ, ở phi trường lối vào đứng lặng chờ. Là Tiêu trưởng phòng sao? Đại bôn tại lối vào chậm rãi ngừng lại, thiếu tá chạy bộ tiến lên, nhấc tay cúi chào, hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, không có lên tiếng, Tân Lâm co quắp tại trong ngực hắn, không nhúc nhích, sắc mặt thương bạch như tuyết. Thiếu tá cũng không có hỏi nhiều, hơn nửa đêm an bài quân dụng chuyên cơ ra khơi. Khẳng định là phát sinh đặc biệt khẩn yếu đại sự. Dạng này bí mật, hay là ít hỏi thăm chút vi diệu. Bí mật biết được quá nhiều, tuyệt không phải chuyện tốt, làm không tốt liền sẽ đưa tới họa sát thân. Đại bôn trực tiếp mở tiến vào sân bay đường băng, trực tiếp chạy tiến vào quân dụng máy bay vận tải cơ bụng. Quân cơ lập tức cất cánh, tại trong bầu trời đêm mênh mông, hướng về phía đông nam bay nhanh mà đi. Trong cabin, bầu không khí 10 điểm một ngạt, Tiêu Phàm một mực ôm chặt Tân Lâm. Hạo nhiên chính khí cuồn cuộn không tuyệt thua tiến vào Tân Lâm thể nội, bảo trì nàng sinh cơ không dứt. Cabin dưới ánh đèn lờ mờ, Tiêu Phàm sắc mặt cũng cùng Tân Lâm đồng dạng, không có chút nào huyết sắc. Sáu cô các nàng rõ ràng cảm giác được Tiêu Phàm trên thân chân khí không đủ, tinh nguyên chảy qua đặc biệt lợi hại. Tiêu Phàm ôm Tân Lâm tiến vào tầng hầm trước cùng ra tầng hầm về sau, cơ hồ là tưởng như hai người. Không hề nghi ngờ, vì cứu Tân Lâm, Tiêu Phàm đã dốc hết toàn lực. Chỉ là trong lúc này, ai cũng không tiện mở miệng xin hỏi. Bởi vì trong chiến đấu bị thương, sáu cô sắc mặt cũng không lớn tốt, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần, an ủi Tiêu Phàm, Tiêu chân nhân, chỉ cần có thể kịp thời chạy về tổng đàn, có bảo mệnh phù, thiếu chủ nhất định không có việc gì, người cứ yên tâm đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hay là không nói một lời. Có quan hệ bảo mệnh phù sự tình, Tân Lâm đã sớm đã nói với hắn, đây cũng là Tiêu Phàm vì cái gì hướng lịch đại tổ sư cầu nguyện. Nguyện lấy bản mệnh chân nguyên, căn nguyên huyết mạch đổi Tân Lâm nhất phiết một đêm tuổi thọ nguyên nhân. Chỉ bất quá mọi thứ quan tâm sẽ bị loạn, Thất Diệu Cung bảo mệnh phù, Tiêu Phàm chỉ là nghe nói, không có chân chính được chứng kiến, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Tân Lâm mạng sống như treo trên sợi tóc, không có chân chính nhìn thấy nàng chuyển nguy thành an, Tiêu Phàm treo lấy trái tim kia, vô luận như thế nào đều thả không xuống. Mùa hè, hừng đông phải tương đối sớm, hơn 2 giờ về sau. Quân dụng máy bay vững vàng đáp xuống Hoa Đông cái nào đó sân bay. Chính là chiều hà đầy trời, cực kỳ nghiên lệ. Đại bôn từ cơ bụng trực tiếp lái ra, từ một tên Thất Diệu Cung nữ Lê Nhi điều khiển, trực tiếp lái ra sân bay, hướng về đông nam phương hướng, tiếp tục xuất phát. Tiêu Phàm đem Tân Lâm nghiêng nghiêng đặt trong ngực mình, tay trái ôm nàng tinh xảo vòng eo, phải tay cầm thật chặt tay trái của nàng, góp ở bên tai của nàng, mỉm cười nói, già nhi, nhanh đến nhà. Mau nhìn, cái này cảnh sắc. Rất quen thuộc a. Giang Nam cảnh trí, cây xanh râm mát, quả nhiên cùng miền Bắc Trung Quốc phong quang khác lạ. Tân Lâm miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, ánh mắt thoảng qua nhiều vừa phân thần màu. Tiêu Phàm sớm đã cho nàng ăn vào có gây tê hiệu quả liệu thương đan thuốc, lại lấy chế huyệt thuật phong bế nàng đại bộ phận phân kinh mạch huyệt vị, Tân Lâm một chút cũng không cảm giác được đau đớn, chỉ là toàn thân không còn chút sức lực nào, uể oải, ngay cả một đầu ngón tay cũng không nguyện ý nâng lên. Cứ như vậy co quắp tại Tiêu Phàm trong ngực,
trong lòng lại là nói không nên lời bình an vui sướng. Chỉ cần Tiêu Phàm tại bên người nàng, nàng liền cái gì còn không sợ. Lại là hơn 2 giờ quá khứ, đại bôn từ trên đường cao tốc xuống tới, trải qua một cái tiểu thành thị, chuyển lên một đầu uốn lượn trong núi đường cái. Đầu này trong núi đường cái mặc dù không rộng, kiến tạo tiêu chuẩn cũng không thấp, toàn đường nhựa mặt, theo một con sông tu kiến, uốn lượn mà lên, ngoài cửa sổ phong cảnh thú mỹ chi cực. Lái xe Lê Nhi liền thấp giọng hướng Tiêu Phàm giải thích, nói ngọn núi này sườn núi chỗ có xây một cái cỡ lớn đập chứa nước, tên gọi Quang Minh Hồ, mà Thất Diệu Cung tổng đàn, liền xây ở Quang Minh Hồ giữa hồ một cái ngọn núi phía trên, gọi là Lão Quân Núi. Quang Minh đập chứa nước là thập niên 60 cả nước đại tu thủy lợi nông nghiệp công trình sản phẩm. Thất Diệu Cung tổng đàn tại Lão Quân trên núi khai phái ngàn năm lâu, gần vài chục năm nay biến thành một hòn đảo. Đối ngoại, Thất Diệu Cung tổng đàn là thế ở nơi này sơn dân, cơ hồ có rất ít người biết, Lão Quân trên núi những này lấy hái thuốc làm ruộng mà sống sơn dân, thế mà đa số là người mang tuyệt kỹ cao thủ, mà lại thuộc về một cái cực kỳ thần bí giang hồ môn phái. Dù sao bây giờ là tin tức xã hội, giang hồ môn phái loại sự tình này, cách phổ thông đại chúng thực tế quá xa xôi. Nơi đó cơ sở chính búa, phổ luận lúc trước Quang Minh công xã Quang Minh Hương, hay là hiện tại Quang Minh đập chứa nước quản lý chỗ, đối Lão Quân núi các sơn dân đều rất khách khí, trên cơ bản đối Lão Quân núi nội bộ sự vụ hoàn toàn không can thiệp. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, mỗi một vị mới lãnh đạo chủ yếu thượng nhiệm, đều sẽ có được thượng cấp điện thoại chỉ thị, yêu cầu đối Lão Quân núi sơn dân nhiều quan tâm, như không tất yếu. Không muốn đi can thiệp bọn hắn nói thường sinh hoạt cùng nội bộ sự vụ. Về phần tại sao có thể như vậy, nguyên nhân cũng giống vậy đơn giản. Lão Quân núi có tốt mấy vị cô nương, viễn giá tha hương, bây giờ đều là đại lãnh đạo phu nhân, thậm chí trong đó một vị, bản thân liền là phó bộ cấp, tay cầm quyền cao, đừng bảo là trong thôn trong huyện, liền xem như giảm tỉnh lý lãnh đạo, tùy tiện cũng không dám đắc tội. Nghe nói trước đây ít năm, trong thành phố đã từng có lãnh đạo đề nghị, muốn đem Quang Minh Hồ khai phát kiến thiết thành du lịch phong cảnh danh thắng khu, vì nơi đó xây dựng kinh tế góp một viên gạch. Kết quả cái này chương trình nghị sự tại ở hội nghị thường ủy thị ủy sau khi thông qua không bao lâu, tức lọt vào thượng cấp cường lực bác bỏ, trong tỉnh một vị nào đó cự đầu minh xác chỉ thị, vì bảo hộ Quang Minh Hồ nguồn nước, việc này không cần bàn lại. Vị kia đề nghị làm Quang Minh Hồ du lịch khu lãnh đạo thành phố, lập tức bị điều đi, đi nào đó bớt thẳng cơ quan làm cái xếp hạng dựa vào sau phó chức. Trực tiếp ngồi ghẻ lạnh. Bởi vậy có thể thấy được, phu nhân đảng thực lực là gì cùng to lớn. Từ đó về sau, Quang Minh Hồ cơ hồ liền thành, lại không người dám tại sách lời này gốc giả. Có dạng này cường ngạnh chỗ dựa, tăng thêm Lão Quân Yamamoto thân lại nơi sâu xa trong hồ, ra vào không tiện, huyện hương lãnh đạo, ai ăn no dỗi việc, muốn đi tìm Lão Quân núi phiền phức. Cũng may thượng cấp hàng năm đều có tiền khoản dưới phát. Lão Quân núi các sơn dân cũng chưa từng hướng cơ sở chính búa yêu cầu trợ cấp cái gì, một phái tự cấp tự túc điền viên quang cảnh, cơ sở các cán bộ cũng liền mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng, mọi việc không hỏi. Chương 423, Viên Sư Tỷ. Đại bôn ở bên hồ bến đỏ chỗ ngừng lại, Tiêu Phàm ôm Tân Lâm xuống xe, Tân Lâm thân cao trọn thon thả, tính không được 10 điểm kiều tiểu linh lung, Tiêu Phàm đưa nàng ôm vào trong ngực, lại là không tốn sức chút nào, tựa như ôm hải nhi. Tiêu Phàm đứng tại bến đỏ chỗ, trông về phía xa giữa hồ Lão Quân núi, khẽ gật đầu một cái, nói quả nhiên một nơi tuyệt vời phong thủy bảo địa. Từ phong thủy kham dư góc độ mà nói, Lão Quân vùng núi thế cực giai. Khó trách từ ngàn năm nay, Thất Diệu Cung truyền thừa không dứt, hưng thịnh dị thường. Mà lại, từ khi đi tới hồ khu, Tiêu Phàm liền có thể 10 phân cảm nhận được rõ ràng nơi đây tràn đầy thiên địa linh khí. Cái gọi là thiên địa linh khí, là thuật sư nhóm chuyên dụng xưng hô. Thuật pháp tu luyện, tự nhiên là thiên địa linh khí càng dày đặc càng tốt. Thất Diệu Cung là giang hồ truyền thừa, không phải thuật pháp truyền thừa. Bất quá tại thiên địa linh khí nồng đậm chỗ luyện tập võ thuật, tự nhiên cũng là làm ít công to. Huống hồ, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối cho rằng, Thất Diệu Cung chỉ sợ không thể xem là đơn thuần giang hồ truyền thừa, Thất Diệu Cung bảy lớn trong tuyệt kỹ, cuối cùng một hạng chính là trường sinh thuật. Mà trường sinh thuật không hề nghi ngờ thuộc về huyền học phạm trù, cùng võ học không dính dáng. Đương nhiên, Thất Diệu Cung trường sinh thuật, từ lâu thất truyền, mấy trăm năm qua, Thất Diệu Cung trên thực tế đã chỉ còn lại có 6 đại tuyệt kỹ, cũng trên thực tế biến thành chân chính trên ý nghĩa giang hồ truyền thừa, cùng thuật pháp huyền học đều không đáp giới. Lập tức mọi người cùng nhau xông lên giản dị xuồng máy, một tờ oanh minh, hướng về giữa hồ Lão Quân núi rất tiến vào. Loại này giản dị xuồng máy, dầu diesel động cơ trần trụi bên ngoài, tạp âm kinh người, dù là Tiêu Chân Nhân định lực không tồi,
cũng không khỏi phải nhíu mày. Hắn không là để ý mình quá ồn, hắn là sợ Nhao Nhao Tân Lâm. Tựa hồ biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì, Tân Lâm miễn cưỡng cười một tiếng, hướng về hắn khe khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không quan tâm. Tiêu Phàm cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn một cái. Tân Lâm liền bắn lên ngón trỏ trái, tại hắn lòng bàn tay cào một chút. Lão quân núi ở vào quang minh đập chứa nước chính giữa, xuồng máy đã đi ba gần 10 phút, mới đi đến chân núi lại gần bờ. Nói đến, chỗ này bến đỏ hẳn là đã ở sườn núi, lão quân núi nửa bộ sau, đã hoàn toàn bị nước hồ bao phủ, bất quá như trước vẫn là có mấy chục trăm mét sơn phong, thẳng tắp sừng sững tại trong hồ lớn ương một đầu phiến đá xếp thành đường mòn, uốn lượn mà lên, thâm nhập trong núi. Ngọn núi bên trên, cây rừng tươi tốt, vô số lục ấm ở giữa, ngẫu nhiên dần hiện ra tường đỏ ngói xanh, phòng ốc kiến trúc không ít. Trong đó không ít đều là hiện đại hóa gạch ngói xi măng kết cấu. Dù sao thời đại khác biệt, không có khả năng hay là lộng lẫy cao lớn lâu vũ, giường cột chạm trổ. Thật muốn như vậy, coi như dám không đem Quang Minh Hồ mở vì du lịch danh thắng khu, cũng sẽ có không ít du khách mộ danh mà đến, quấy rầy Thất Diệu Cung gia vị cao nhân thanh tu. Có lẽ chính là ra ngoài phương diện này cân nhắc, những kiến trúc này kiểu dáng đều tương đối quê mùa, một chút cũng dẫn không dậy nổi con lừa bạn nhóm hứng thú. Vừa bước lên lão quân núi thổ địa, Lê Nhi bọn người cả đám đều lộ ra hết sức kích động, quay người đối Tân Lâm nói, thiếu chủ, về đến nhà. Các nàng sáu người theo Tân Lâm cùng một chỗ, rời đi lão quân trước núi hướng chỉ thủy xem hầu hạ Tiêu Phàm, trong bất chi bất giác đã qua 4 năm. Mặc dù nói, Tiêu Phàm tuyệt không phải loại kia khiến người chán ghét xú nam nhân, càng chưa từng ở trước mặt các nàng làm bộ làm tịch làm gì, chủ khách rất là tương đắc. Nhưng rời nhà 4 năm, bỗng nhiên đạp lên cố thổ, hưng phấn trong lòng kích động, cảm thấy khó khăn nói đồng hồ. Đi thôi, giờ này khắc này, Tiêu Phàm tự nhiên vô tâm thưởng thức lão quân núi phong cảnh, chỉ muốn sớm một khắc đến Thất Diệu Cung tổng đàn. Lập tức chúng nữ vây quanh Tiêu Phàm, dọc theo cổ lão bàn đá xanh đường, từng bước mà lên, dần dần ẩn nhập nơi núi rừng sâu xa, nhàn nhạt sương mù đem một đoàn người thân hình hoàn toàn át. Ô ô, hướng trên núi đi không đến 20 mét, vừa quẹo qua một cái cua quẹo nói, hoàn toàn không có chút nào dự cảnh, hai viên đen nhánh tên nỏ, bỗng nhiên liền từ bên đường trên cây bắn ra, thẳng hướng Tiêu Phàm phóng tới, lực đạo mạnh mẽ dị thường. Đầu này trong núi đường mòn cực kỳ chật hẹp. Cơ hồ chỉ có thể cho một người tiến lên, hai người giao hội, nhất định phải nghiêng người mà qua. Tại dạng này chật hẹp trên đường nhỏ, vô luận trốn tránh xê dịch đều cực kỳ không dễ. Tiêu Phàm căn bản liền không có né tránh, cứ như vậy ôm Tân Lâm, con mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp hướng về phía trước, ngay cả tư thế đều chưa từng cải biến. Hai viên tên nỏ dán gương mặt của hắn hai bên, bay đi. Tên nỏ hướng hắn bay vụt mà đến ngắn ngủi nháy mắt, Tiêu Phàm đã đoán được, tên nỏ phi hành quỹ tích. Phát xạ tên nỏ người rõ ràng chỉ là cảnh cáo, không có muốn đả thương người ý tứ. Nếu như thế, cần gì phải né tránh? Tự nhiên, nếu là đổi người bình thường, khẳng định sẽ thất kinh, lung tung trốn tránh, ngược lại sẽ đem thân thể của mình đụng lên đi. Chỉ là tên nỏ thế tới cực nhanh, người bình thường dù coi như có thể phát giác, cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thời gian tới làm ra phản ứng gì. Chờ hắn kịp phản ứng, tên nỏ cũng sớm đã bay đi. Dừng lại, bóng người lóe lên. Một tên thân xuyên quần áo bó màu đen nữ tử, từ bên đường trên một thân cây nhảy xuống, đứng tại đường mòn chính giữa, bộ ngực sữa cao ngất, mắt phượng trợn lên, nổi giận đùng đùng quát. Trong tay bưng một bộ đen nhánh sáng bóng cỡ nhỏ nỏ máy, nỏ cơ phía trên, cũng đã lắp đặt hai viên đồng dạng đen nhánh sáng bóng tên nỏ. Đây mới thực là khá lắm, không phải loại kia ở trên bán gạt người hàng giả. Viên sư tỷ, là chúng ta a, ta là Lê. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng. Theo sát phía sau Lê Nhi liền là kêu la, ngữ khí vừa vui sướng lại mang theo trách cứ chỉ ý. Nàng liền đi tại Tiêu Phàm phía sau, vừa rồi hai cái kia tên nỏ, nhưng kém chút làm bị thương nàng. Lê Nhi là Thất Diệu Cung hạch tâm đệ tử một trong, từ cũng biết phiên sư tỷ trấn thủ nơi đây, chỉ là phụng mệnh làm việc. Bất quá mấy người các nàng đi theo phía sau, phiên sư tỷ hẳn là thấy rất rõ ràng mới đúng chứ, làm sao không hỏi xanh đỏ đen trắng, đi lên chính là hai mũi tên. Mặc dù ý đang cảnh cáo, nhưng các nàng liền đi theo Tiêu Phàm sau lưng, rất có thể bị tên nỏ làm bị thương. Loại này thép nỏ lực đạo cứng mạnh, Lê Nhi các nàng đều nhất thanh nhị sở. Khoảng cách gần bắn chúng, tuyệt đối so đường kính nhỏ tay súng tạo thành sát thương muốn kinh người được nhiều, một tiễn đem người bắn thủng đều không chút nào hiếm lạ. Ta biết ngươi là Lê Nhi, hắn là ai? Viên sư tỷ cũng không có cùng đồng môn sư muội cửu biệt trùng phùng mừng rỡ, vẫn như cũ sụ mặt, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Hỏi.
vị này viên sư tỷ tướng mạo ngược lại không kém, tính được rất có tư sắc, dáng người cũng lồi lõm sáng long lanh, 10 điểm mê người, chính là họ Cách quá lạnh, thậm chí so Tân Lâm họ Cách còn lạnh hơn bên trên 3 phân, trống giống nhiều mấy phân túc sát chi khí, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là trong lòng một hàn. Viên cô nương, tại hạ Tiêu Phàm, Vô Cực môn đời thứ 64 trưởng giáo, có việc gấp cầu kiến Thanh Loan cung chủ, mời viên cô nương tạo thuận lợi. Tiêu Phàm ôm Tân Lâm, tại đường núi phía trên, trường thân ngọc lập, cao giọng nói. Vô Cực môn rất đáng gờm a, trưởng giáo rất đáng gờm a, nơi này là Thất Diệu cung, không chào đón Vô Cực môn người. Viên sư tỷ lạnh như băng nói, không mang mảy may ấm áp. Từ khi Tiêu Phàm hành tẩu giang hồ đến nay, thật đúng là rất ít đụng phải hoàn toàn không đem Vô Cực môn để vào mắt người. Không đợi Tiêu Phàm lại mở miệng, Lê Nhi đã kêu to lên, viên sư tỷ, người thấy rõ ràng, đây là thiếu chủ. Thiếu chủ thụ thương, nhất định phải lập tức lên núi đi gặp cung chủ. Cái này viên sư tỷ làm người vốn là cứng nhắc vô so, Lê Nhi các nàng biết rõ, chỉ là không nghĩ tới ngay cả thiếu chủ thụ thương như thế quan trọng tình huống, viên sư tỷ thế mà cũng nhìn như không thấy. Cái này cũng quá cứng nhắc đi, ta biết là thiếu chủ về nhà, mọi người chúng ta đều hoan nghênh. Các ngươi có thể mang theo thiếu chủ lập tức lên núi đi gặp cung chủ, nhưng là cái này Vô Cực môn nam nhân, không được lên núi, đây là lão tổ tông định ra đến quy củ, ai đều không cho phá lệ. Ngươi, Lê Nhi lập tức tức giận đến mở to hai mắt nhìn, nửa ngày nói không ra lời. Tiêu Phàm song mi có chút nhăn lại, chậm rãi nói, viên cô nương, ta rất tôn trọng Thất Diệu cung quy củ. Nhưng là hôm nay, không quản các ngươi là cái gì quy củ, đều nhất định phải phá lệ. Ta nhất định phải lên núi. Ta minh xác nói cho ngươi, ta tuyệt sẽ không rời đi già. Tốt, vậy ngươi liền thử một chút. Viên sư tỷ không chút khách khí, trong tay màu đen nỏ cơ vừa nhấc, thẳng tắp chỉ hướng Tiêu Phàm, cười lạnh nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, rốt cuộc không kêu một tiếng, ôm Tân Lâm, cất bước hướng về phía trước, đối viên sư tỷ chỉ tay tới nỏ cơ, nhìn như không thấy. Dừng lại, viên sư tỷ lại là hét lớn một tiếng, kìm lòng không đặng lui về sau hai bước, giơ nỏ cơ cánh tay run nhẹ nhẹ một chút. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn nàng một chút, né người sang một bên, liền từ bên người nàng đi tới. Viên sư tỷ cắn răng một cái, dậm chân một cái, mặc kệ 37-21, liền muốn bóp nỏ cơ sắt răng, bỗng nhiên thấy hoa mắt, trên cổ tay một trận nhói nhói chuyển đến. Sau một khắc, nỏ cơ liền đến Tiêu Phàm trong tay, viên sư tỷ một đầu cánh tay phải mềm nhũn rũ xuống, rốt cuộc không nhấc lên nổi. Không khỏi hoa dung thất sắc, Tiêu Phàm giơ lên nỏ cơ, hướng về nơi xa vặn sắt răng. Hai chi đen nhánh tên nỏ xa xa bay ra ngoài, thoáng qua bóng dáng không gặp. Viên cô nương, đắc tội, Tiêu Phàm thấp giọng nói. Viên sư tỷ chỉ nghĩ đến trong tay trầm xuống, bắn không mũi tên nỏ cơ, lại trở lại trong tay nàng, lập tức sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, thật giống như nhìn xem một đầu quái thú. Nàng thậm chí ngay cả Tiêu Phàm là thế nào xuất thủ đều chưa từng thấy rõ ràng. Huống chi, Tiêu Phàm một cái tay từ đầu đến cuối ôm thật chặt Tân Lâm. Xuất thủ đoạt nàng nỏ cơ thời điểm, Tân Lâm vẫn như cũ vững vững vàng vàng tựa ở trong ngực hắn, không có nửa điểm sóc này. Từ đầu đến cuối, Tân Lâm đều không có mở miệng nói chuyện, càng chưa từng bởi vì vội vã lên núi, liền răn dạy viên sư tỷ. Đối Tiêu Phàm, Tân Lâm thực tế quá có lòng tin. Có cái này răn dạy công phu, Tiêu Phàm đã sớm thanh vấn đề giải quyết. Một đoàn người vòng qua đứng chết chân tại chỗ viên sư tỷ, tiếp tục lên núi. Lê Nhi khóe miệng hiện lên một tia thống khoái ý cười. Vị này viên sư tỷ hòa nói bên trong quá mức cứng nhắc, Lê Nhi các nàng ai đều không thích nàng. Hết lần này tới lần khác nàng lại là hạch tâm đệ tử, võ nghệ cao cường, Lê Nhi bọn người chỉ có thể không thể trêu vào lẫn mất lên, mắt thấy nàng bị Tiêu Phàm giáo huấn, tự nhiên lòng mang lớn sướng. Mắt thấy Tiêu Phàm bọn người dần dần từng bước đi đến, viên sư tỷ mới hồi phục tinh thần lại, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên, lập tức nhanh chóng lay động nỏ cơ dòng dọc. Cổ tay khẽ đảo, lại là hai viên đen nhánh tên nỏ nhận tại tiễn trong máng, nâng lên, chỉ hướng Tiêu Phàm bóng lưng, ngón tay chụp tại sắt răng bên trên, chậm chạp không có vặn xuống đi. Hiển nhiên Tiêu Phàm bọn người lại chuyển qua một ngã rẽ, lại cũng không nhìn thấy, lúc này mới dậm chân bình bịch, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bén nhọn thét dài, âm thanh chấn vân tiêu. Lần này đi Thất Diệu cung tổng đàn, cũng không chỉ nàng một người thủ vệ. Chương 424, Thanh Loan cung chủ. Lão quân núi bị nước hồ bao phủ nửa bộ sau phân, lộ ra mặt nước nửa phần trên phân, độ cao tương đối kỳ thật cũng không phải là quá cao, cũng chính là hơn 100 mét dáng vẻ. Nhưng cái này hơn 100 mét đỉnh núi, đều thấp thoáng tại xanh tươi tốt trong rừng cây.
Trong rừng cây, bàn đá xanh xếp thành đường nhỏ bốn phương thông suốt, thỉnh thoảng có thể tại sườn núi chỗ nhìn thấy mấy tòa nhà kiểu dáng thổ khí nhà gạch ngói, nông gia viện lạc, gà gáy chó sủa, một mảnh yên ắng tường hòa chi khí. Người bên ngoài chỉ biết, lão quân núi Sơn dân không trồng cây lúa, loại lá trà cùng dược liệu, đều rất có tiền. Bởi vì không phải du lịch khu, những này đá xanh đường mòn phía trên, không có khả năng có chỉ đường bài. Người bình thường đến nơi này, nhất định sẽ bị cái này nhện đồng dạng lít nha lít nhít trong núi đường mòn làm cho đầu óc choáng váng, chuyển lên cả ngày cũng tới không đến đỉnh núi. Tiêu Phàm bước nhanh đi ở phía trước, căn bản liền không cần đến Lê Nhi bọn hắn nhắc nhở, liền không có đi nhầm qua một cái chỗ rẽ. Lê Nhi các nàng được chứng kiến chỉ thủy xem phòng hộ pháp trận, đối này tự nhiên lơ đễnh. Cùng chỉ thủy xem phòng hộ pháp trận tương đối mà nói, lão quân núi bên này mê cung, còn chưa nói tới lợi hại cỡ nào. Xa xa, một cái đỏ chuyển xanh ngói nông gia viện lạc ngồi lạc tại sơn ở giữa một mảnh nhỏ trên đất bằng. Bàn đá xanh đường mòn trực tiếp thông hướng cái này hộ nông gia, tựa hồ đầu này đường nhỏ, chính là chuyên vì tòa này nông gia tiểu viện tu kiến. Cửa tiểu viện, một vị tóc trắng xóa bà lười biếng ngồi tại dây leo trên mặt ghế, trong tay dựng thẳng một cây trúc trượng, trong tay nắm lấy một thanh hạt dưa, chính đang từ từ thưởng thức, thần sắc biết bao dương dương tự đắc. Lão bà bên chân thì là một con gà mái mang theo mấy con gà con tại kiếm ăn, líu díu, vô cùng náo nhiệt. Cách đó không xa vòi nước dưới, hai tên phụ nữ trung niên thì tại tương giặt quần áo, cười cười nói nói, tốt một phái điển viên phong quang, núi hương cảnh trí, khiến người gặp một lần phía dưới liền thần thanh khí sảng, vui mừng quên tục. Tiêu Phàm ôm Tân Lâm, nhanh chân đi tới. Lão bà vẫn đục hai mắt, chậm rãi nhìn sang, vừa rơi xuống tại Tân Lâm trên mặt, cũng lúc đó ở giữa tinh quang bắn ra bốn phía. Sắc bén như đao. Lê Nhi bọn người xa xa liền dừng lại, hai tay rũ xuống giữa hai chân, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, không dám thở mạnh một cái, lại không dám ngẩng đầu nhìn lão bà một chút. Tựa hồ bà lão này bà chính là sơn tiêu quỷ quái, chỉ muốn nhìn lên một cái, lập tức liền sẽ bị câu hồn đoạt phách, vĩnh đọa luân hồi địa ngục. Tiêu chân nhân, mắt thấy Tiêu Phàm đến gần, lão bà chống trúc trượng, run rẩy đứng dậy, còng lưng eo, ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, chậm rãi hỏi. Duy nhất cùng cái khác nông thôn lão ẩu khác biệt chính là, lão bà này há mồm thời khắc, một ngụm răng chỉnh chỉnh tề tề, trắng noãn như mới. Đương nhiên, còn có một chút chỗ đặc biệt chính là, nàng nói là tiêu chuẩn kinh phiến tử. Ngay cả Tiêu Phàm cái này chính tông người của thủ đô, đều tìm không ra một điểm mau bệnh tới. Tiêu Phàm ôm Tân Lâm, khom người một cái thật sâu, cao giọng nói, bà, không dám nhận. Ta chính là Tiêu Phàm, cầu kiến Thanh Loan cung chủ. Tiêu chân nhân. Cung chủ sớm đã tính tới hôm nay sự tình, cũng biết ta giáo thánh nữ có hôm nay chi kiếp. Đã nhiên tiêu chân nhân đem giả nhi đưa đến nơi này, cũng coi như người tận chức tận trách. Hiện tại thanh thánh nữ giao cho chúng ta, mời tiêu chân nhân cái này liền xuống núi đi thôi. Lão bà này nhìn qua 10 điểm phúc hậu hiền lành, ai ngờ vừa thấy mặt liền hạ lệnh trục khách, không có nửa phân khách khí. Tiêu Phàm quả quyết lắc đầu, trầm giọng nói, mời bà thứ lỗi, ta nhất định phải gặp mặt Thanh Loan cung chủ. Đem giả nhi tự mình giao đến trong tay nàng. Nếu không, ta tuyệt không yên lòng. Lão bà đôi mắt già nua vẩn đục bên trong bỗng nhiên tinh quang đại phóng, lạnh lùng nói, tiêu chân nhân, thế gian nam tử, vô không bạc tình quả hạnh, tiêu chân nhân chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Liền không cần ở đây giả mù sa mưa diễn kịch, nếu không, giả nhi cũng không đến nỗi thụ dạng này trọng thương. Bút chướng này, chúng ta chậm rãi lại tính. Tiêu chân nhân, thời gian quý giá, không muốn lại kéo dài. Nói. Trong tay trúc trượng trên mặt đất một đòn nặng nề. Răng rắc một tiếng, nhìn như kiên cố vô so bàn đá xanh lập tức liền chia năm xẻ bảy. Lão bà này nội lực, vậy mà thâm hậu vô so, là cái thâm tàng bất lộ đại cao thủ. Chính ở bên kia tương giặt quần áo hai tên phụ nữ trung niên, cũng lập tức thả hạ y phục, đi nhanh tới, đứng tại lão bà sau lưng. Nguyên bản vô luận dáng người tướng mạo đều không có bất kỳ cái gì sáng chói, lại bình thường bất quá hai tên trung niên thôn phụ, như thế một chạm. Vòng eo ưỡn một cái thẳng, lập tức liền uyên đình nhạc trì, uy thế bức nhân. Hoa bà, ta thụ thương không trách Tiêu Phàm, để hắn đi gặp sư phụ. Mắt thấy hoa bà cùng người khí thế hùng hổ, Tân Lâm rốt cục ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng giải thích một câu. Mời thánh nữ thứ lỗi, lão quân đỉnh núi, không dung nam tử xa lạ đặt chân nửa bước, đây là lão tổ tông nhiều năm truyền thừa quy củ, không thể tại lão thái bà trong tay hư mất. Xin thứ cho ta không thể phụng mệnh. Hoa bà nghe vậy khom người vái chào, lời nói lại là cứng rắn, chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm cứu vãn chỗ. Tân Lâm sau mi có chút nhăn lại,
tựa hồ không biết nên như thế nào tìm từ. Tiêu chân nhân, thánh nữ chỉ hoãn không dậy nổi, mời ngươi lập tức giao người. Hoa bà nhìn về phía co quắp tại Tiêu Phàm trong ngực Tân Lâm, thần sắc càng thêm không vui, tựa hồ rất không hài lòng giả nhi cùng Tiêu Phàm ở giữa như thế thân mật quan hệ. Cũng không biết là nguyên nhân gì, cổ lão tương truyền, thất diệu cung nữ đệ tử, cơ hồ đều đối nam nhân có chút không hiểu thấu phản cảm. Tân Lâm là thất diệu cung thánh nữ, cung chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất, thân phận đáng tôn sùng cỡ nào, thế mà bị một người đàn ông tuổi trẻ như thế trước mặt mọi người ôm, tuy nói là bởi vì bản thân bị trọng thương nguyên nhân. Hoa bà hay là vô cùng không cao hứng. Hai tên trung niên nữ tử cũng nhao nhao sáng xuất binh lưỡi đao, mắt lom lom tiếp cận Tiêu Phàm, chỉ cùng Hoa bà ra lệnh một tiếng, liền muốn một cùng ra tay, từ Tiêu Phàm trong tay đem bản môn thánh nữ mạnh đoạt tới. Tiêu Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, lộ ra kiên quyết chi sắc. Hoa bà, đắc tội, hừ, chẳng lẽ người muốn động thủ không thành? Hoa bà trong tay trúc trượng lại là dừng lại, nhấc lên, một cỗ bức người khí tức đập vào mặt. Không hề nghi ngờ, vị này cổ hy lão ẩu là khó gặp đỉnh tiêm cao thủ, nếu không cũng sẽ không từ nàng tự mình trấn thủ thông hướng thất diệu cung tổng đàn cuối cùng một cửa ải. Bỗng nhiên ở giữa, Tiêu Phàm ngẩng đầu lên đến, hét to một tiếng từ trong miệng hắn phát ra. Kêu to vừa mở miệng, cũng không thế nào vang dội, lập tức càng nhổ càng cao, thoáng qua ở giữa, liền uyển như long ngâm hổ khiếu, chấn động đến núi Minh Cốc ứng, cả tòa lão quân núi đều bao phủ tại cái này vang vọng vân tiêu tiếng gào phía dưới. Lê Nhi bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu tiên ngăn cản không nổi, liên tục không ngừng đưa tay che lỗ tai, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Hoa bà cùng hai tên phụ nữ trung niên dù sao không phải bình thường, phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, một phát giác tình hình không đúng, lập tức liền nhấc lên đan điền chi khí, vận công ngăn cản. Tiêu Phàm tiếng gào càng ngày càng là vang dội, hai tên phụ nữ trung niên lập tức duy trì không được, đưa tay che lỗ tai, thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt cơ bắp run rẩy không thôi. Hoa bà một tay chống trúc trượng, tóc trắng phơ như là nhận gió lớn ảo ạt, thẳng tắp hướng về sau thổi lên, thân thể lại vững vàng đứng ở nơi đó, nguy nhưng bất động, thời gian uống cạn nửa chén trà quá khứ, hoa bà thân thể run lên, một cái tay khác cũng bắt lấy trúc trượng. Trúc trượng đầu trượng, từ vỡ tan bàn đá xanh trung ương từng tấc hướng xuống, dần dần xâm nhập kiên cố hoàng trong đất. Ngay tại vội vã hướng đỉnh núi chạy tới viên sư tỷ, vừa nghe đến cái này tiếng gào, hoàn toàn không có phòng bị. Một phát ngồi ngay đó, gấp vội vàng che hai lỗ tai, trừng to mắt nhìn về phía đỉnh núi, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Rất rõ ràng, Tiêu Phàm vừa rồi thật là đối nàng hạ thủ lưu tình. Coi là thật động thủ đối địch, nàng chỉ sợ tại Tiêu Phàm tay dưới một hiệp cũng duy trì không được. Nguyên bản rất là tâm cao khí ngạo nữ tử này, trong lúc nhất thời lại có chút nản lòng thoái chí. Răng rác, hoa bà cây kia bóng loáng đen nhánh, không biết dùng bao nhiêu năm trúc trượng, bỗng nhiên tràn ra một vết nứt. Trên mặt cơ bắp co quắp. Lớn mật, đúng lúc này, một tiếng nổi giận quát bỗng nhiên từ đỉnh núi vang lên, cuồn cuộn tiếng gầm bỗng nhiên tuôn ra, lập tức liền đem tiếng gào đứng vững. Hoa bà lập tức thần sắc buông lỏng, nặng lại đứng vững bước chân. Nguyên vốn đã hoàn toàn duy trì không được phụ nữ trung niên cùng Lê Nhi bọn người, cũng đình chỉ run rẩy cùng run rẩy, thở phào một hơi. Vô cực môn đời thứ 64 trưởng giáo Tiêu Phàm, cầu kiến Thanh Loan cung chủ. Tiêu Phàm tiếng gào vừa thu lại, chậm rãi nói, thanh âm trong sáng, ầm ầm lăn qua mọi người đỉnh đầu, xa xa truyền ra. Tiêu Phàm, người thật lớn mật, liền xem như sư phụ ngươi tự mình tới, cũng không dám tại lão quân núi làm càn như vậy. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ngươi đã trải qua vô địch thiên hạ rồi sao? Một cái uy nghiêm vô so nữ tử thanh âm, cũng cuồn cuộn từ đỉnh núi truyền đến, đầy ngập tức giận. Thất diệu cung tại lão quân núi lập phái ngàn năm, thật đúng là có rất ít người có can đảm như thế lấn tới cửa tới. Tiêu Phàm cái này là muốn bằng sức một mình, nhất cử đem thất diệu cung toàn bộ áp đảo. Không dám, cung chủ là tiền bối, Tiêu Phàm vô ý mạo phạm. Thực tế Già Nhi thương thế quá nặng, xin thứ cho Tiêu Phàm vô lễ. Hừ, Già Nhi là đệ tử của ta, chẳng lẽ ta sẽ không quan tâm nàng? Lão quân chi đỉnh, không cho phép nam tử xa lạ tiến vào, đây là ta giáo mấy trăm năm truyền thừa quy củ. Ngươi cầm cường ngạnh xông, rõ ràng chính là lấn ta thất diệu cung không người. Vô cực môn tại nơi khác hung bạo bá đạo, ta cũng mặc kệ ngươi. Nhưng nghĩ tại lão quân núi khoe khoang võ công, ngươi là tìm sai địa phương. Thanh Loan cung chủ nổi giận đùng đùng nói. Không dám, thất diệu cung nhân tài đông đúc, tiền bối càng là trong nước cao nhân, ngay cả sư phụ ta đều 10 điểm bội phục. Xin tiền bối lập tức cứu chữa Già Nhi, chỉ cần Già Nhi không việc gì, Tiêu Phàm nguyện hướng tiền bối đội gai nhận tội.
Hừ, Thanh Loan cung chủ lại là hừ lạnh một tiếng, thật lâu không nói. Mời cung chủ lòng từ bi. Lê Nhi bọn người nỗ lực đứng dậy, đồng loạt quỳ xuống, đầu dạp xuống đất, run giọng cầu khẩn nói. Để hắn đi lên, đỉnh núi trầm mặc một lát, Thanh Loan cung chủ trầm giọng nói. Cung chủ, Hoa bà giật nảy cả mình, kêu lên. Bất kỳ một cái nào truyền thừa, đều sẽ có một ít cố chấp người, kiên thủ cổ lão quy tắc, kiên quyết không chịu cải biến. Đỉnh núi lại không tiếng thở nữa. Hoa bà sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, lạnh hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, nhìn cũng không nhìn Tiêu Phàm một chút. Tiêu Phàm khẽ khom người, ôm Tân Lâm, nhanh chân hướng về phía trước, đẩy ra kia nông gia viện lạc một bên xương phòng cửa nhỏ, bên trong chất đống lấy rất nhiều tạp vật, tựa hồ thật lâu không từng có người ở qua. Tiêu Phàm cũng không để ý tới không hỏi, trực tiếp đi qua, đem khác một bên cửa nhỏ cũng đẩy ra, lại là một đầu dấu ở trong rừng cây đá xanh đường mòn, bất quá đi một hai mười bước, liền chuyển đến rừng cây một bên khác, vậy mà liền đã không nhìn thấy nông gia viện lạc, chỉ có một đầu đường nhỏ thông hướng nghiêng xuống phương, lại đi hơn trăm bước, địa thế mới lại dần dần hướng đi lên. Không thể nghi ngờ, đây mới là thông hướng Thất Diệu cung tổng đàn chân chính con đường, bình thường ngoại nhân, lại có thể nào tìm được dạng này bí ẩn đường đi. Coi như tìm được, cũng được trước qua Hoa bà một cửa ải kia. Ngược lại cũng coi là suy nghĩ khác người. Chương 425, Bảo Mệnh Phù. Tiêu Phàm rốt cục nhìn thấy đã nghe danh từ lâu Thất Diệu cung đương đại cung chủ Lâm Thanh Loan. Vị này Thanh Loan cung chủ nhìn qua bất quá 40 khen người, đoan trang chu chính, một bộ đồ đen váy đen, gió núi từ đến, tay áo tung bay, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Tiêu Phàm, lông mày bay vào tóc mai, mắt phượng ngậm uy, cùng Tân Lâm thanh lệ tú mỹ khác biệt quá nhiều. Vãn bối Tiêu Phàm, gặp qua Thanh Loan cung chủ. Tiêu Phàm có chút khom người, cao giọng nói, căn cứ Tân Lâm đối sư phụ nàng miêu tả, Lâm Thanh Loan số tuổi thật sự, tự nhiên không chỉ 40 tuổi, chỉ là nội công thâm hậu, bảo dưỡng đúng phương pháp, lộ ra xa so với tuổi thật muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Dù là như thế, riêng lấy tuổi tác mà nói, Lâm Thanh Loan so Văn Thiên đều muốn trẻ tuổi mấy chục tuổi, chớ đừng nói chi là cùng chỉ thủy tổ sư đánh đồng. Tiêu Phàm tự xưng vãn bối, tự nhiên là từ Tân Lâm trên thân mà nói. Sư phụ, Tân Lâm mở to mắt, nỗ lực gọi một tiếng, giấy dụa lấy muốn xuống tới cho sư phụ hành lễ, lại bị Tiêu Phàm một mực ôm, nơi nào chịu thả. Già, Tiêu Phàm thấp giọng kêu lên. Lâm Thanh Loan lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay lên, cùng ở sau lưng nàng hai tên cô gái trẻ tuổi liền là tiến lên, nhấc lên một cái bố chế cáng cứu thương, đi tới Tiêu Phàm trước mặt, không nói một lời. Trong đó một tên mặt tròn nữ lang, có lẽ là cảm thấy đối xử như thế vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân quá mức vô lễ, có chút băn khoăn, hướng về Tiêu Phàm áy náy cười một tiếng, nhưng cũng không dám nói chuyện. Làm phiền, Tiêu Phàm khách khí nói. Rốt cục đem Tân Lâm nhẹ nhàng thả tiến vào cáng cứu thương bên trong, động tác cẩn thận từng ly từng tí, tựa hồ sợ khiên động Tân Lâm thương thế, cho nàng tạo thành cho dù là một chút điểm thống khổ. Lâm Thanh Loan cũng là không nói một lời, xoay người rời đi, cũng không tiếp tục nhìn Tiêu Phàm một chút, tựa hồ vị này vô cực môn trưởng giáo, ở trong mắt nàng còn không bằng không khí như vậy để người chú ý. Chỉ có một tên tướng mạo thanh tú mùa hoa thiếu phụ lưu tại nguyên chỗ. Tiêu Phàm cũng không tức giận. Cứ như vậy đứng tại đá xanh đường mòn phía trên, mắt nhìn nhấc lên Tân Lâm cáng cứu thương dần dần đi xa, mặt mũi tràn đầy lo lắng chi ý. Tiêu chân nhân, tên kia tướng mạo thanh tú mùa hoa thiếu phụ ngậm cười nói. Tiêu Phàm hướng nàng khom người một chút, mùa hoa thiếu phụ bận bịu tức hoàn lễ, thấp giọng nói Tiêu chân nhân, già nhi thụ thương, cung chủ tâm tình không tốt, đối Tiêu chân nhân mất cấp bậc lễ nghĩa, tuyệt không phải cố ý lãnh đạm, còn xin Tiêu chân nhân rộng lòng tha thứ. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm. Trong lúc này, hắn thật đúng là không tâm tư đến so đo những này lễ nghi phiền phức. Thỉnh giáo vị đại tỷ này, ta nghe già nhi nói qua quý giáo bảo mệnh phù, lần này già nhi thụ bị thương rất nặng, không biết cái này bảo mệnh phù là có hay không có công hiệu thần kỳ như vậy. Tiêu Phàm hỏi, không chớp mắt tiếp cận mùa hoa thiếu phụ, thần thái mười phần chú ý. Mùa hoa thiếu phụ mười điểm tư văn hữu lễ, vội vàng nói, Tiêu chân nhân, ta gọi Lạc Nguyệt, tại cung chủ bên người phụ trách xử lý chút nói thường việc nhỏ. Vị này thanh tú thiếu phụ, kỳ thật chính là Lâm Thanh Loan thư ký. Lâm Thanh Loan cố ý đưa nàng lưu lại tiếp đãi Tiêu Phàm. Bất kể nói thế nào, Tiêu Phàm cũng là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, Lâm Thanh Loan cũng có thể tại ngôn từ bên trên đối với hắn rất không khách khí, bầy trưởng bối giá đỡ, nên giảng cứu cấp bậc lễ nghĩa, chung quy không thể thiếu. Có quan hệ ta giáo bảo mệnh phù, xác thực, bình thường đến nói, chỉ có cực vì nhân vật trọng yếu, cung chủ mới có thể vì đó tế luyện bảo mệnh phù.
Bảo mệnh phù nhất định phải từ nhỏ bắt đầu tế luyện, nguyên chủ chỉ ít tùy thân đeo 10 năm trở lên, để linh phù nhận chủ. Bình thường đến nói, nếu như là lâu dài ở tại lão quân trên núi, cái này linh phù liền không cần lấy xuống, có thể một mực tùy thân đeo. Chỉ có rời đi lão quân núi thời điểm, mới cần đem linh phù lưu tại tổng đàn, tiếp tục cung phụng tế luyện. Tiêu Chân Nhân chắc hẳn đã biết, bảo mệnh phù là căn nguyên tại lão quân núi nồng đậm thiên địa linh khí. Rời đi hoàn cảnh này, chỉ cần mấy ngày, bảo mệnh phù hiệu dụng liền sẽ yếu đi rất nhiều. Cho nên nói, loại này linh phù luyện chế cùng cung phụng, kỳ thật đều là vô cùng phiền phức. Liên quan tới bảo mệnh phù sự tình, Tiêu Phàm rất kỹ càng hỏi qua Tân Lâm. Phù lục luyện chế, vốn là thuật sư bí mật bất truyền. Tiêu Phàm thân là đại thuật sư, nghe nói có thần kỳ như vậy phù lục, đương nhiên phải truy vấn ngọn nguồn hỏi thăm rõ ràng. Thất diệu cung bảo mệnh phù, chỉ có thể nhằm vào tổn thương, đối tật bệnh là không có hiệu lực. Tỷ như nói Tân Lâm trước mắt loại tình hình này, bị thương nặng hấp hối, kịp thời ăn vào bảo mệnh phù, liền có hiệu quả. Nếu là bệnh nặng một trận, sinh cơ đoạn tuyệt, bảo mệnh phù liền không hiệu quả gì. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là độ kiếp một loại phương thức. Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, bình thường thủ đoạn hoàn toàn không cách nào lẩn tránh chết bệnh loại này kiếp số, có lẽ vô cực môn đến thiên nhân cảnh, có thể tìm tới ứng kiếp chi vật, có thể nghịch thiên cải mệnh. Mà thụ thương không phải bình thường quy luật tự nhiên, là cướp khổ một loại, thông qua một chút thuật pháp thủ đoạn, lại là có thể cải biến. Chỉ bất quá, loại này có thể lẩn tránh cải biến kiếp số, tại thuật pháp bên trong, bình thường được xưng là sinh cướp. Mà theo Tân Lâm lời nói, thất diệu cung bảo mệnh phù, đối với bất luận một vị nào người trọng thương đều có thể có tác dụng, nói cách khác, mặc kệ sinh cướp tử kiếp, bảo mệnh phù đều không xem. Tiêu Phàm chân chính nghi vấn ngay tại cái này phía trên. Thuật sư làm người đổi sinh cướp, cũng không làm khó dễ, chỉ cần có nhất định tạo nghệ thuật sư, đều có cùng loại thủ đoạn. Thủ đoạn cao minh hay không, liền muốn nhìn thuật sư trình độ cao thấp. Nhưng phải vì người đổi tử kiếp, lại cơ hồ đồng đẳng với nghịch thiên cải mệnh, độ khó chi lớn, tột đỉnh. Thất diệu cung bảo mệnh phù, lại có thể khám phá sinh tử, vô luận sinh cướp tử kiếp, đối xử như nhau, đối với Tiêu Phàm mà nói, loại tình hình này phi thường thú vị, cùng hắn trước kia sở học, rất là rời bỏ. Chỉ là Tân Lâm tuổi còn quá nhỏ, thành tài về sau liền tới đến chỉ thủy xem cùng hắn cộng đồng sinh hoạt, còn chưa thấy qua có vị nào đồng môn chân chính sử dụng qua bảo mệnh phù. Dù sao loại này linh phù luyện chế vô cùng phiền phức, hiểu được phương pháp luyện chế, chỉ có cung chủ cùng thánh nữ hai người, mỗi luyện chế một tờ linh phù, cần hao phí hơn nửa năm tinh lực cùng tâm huyết. Tân Lâm cho tới bây giờ, cũng chỉ là biết trên lý luận phương pháp luyện chế, còn chưa hề chân chính thử qua. Thất diệu cung môn nhân, trên cơ bản không có cái gì cơ sẽ có được chính mình bảo mệnh phù. Linh phù sau khi luyện thành, còn muốn nói đêm cung phụng, không thể gián đoạn, cái này mấy chục năm nóng lạnh chi công, cũng không thể coi thường. Loại này bảo mệnh phù, mỗi người trung thân chỉ có thể luyện chế một viên, một khi phục qua một lần, liền rốt cuộc luyện chế không ra viên thứ hai tới. Còn nữa bây giờ là xã hội mới, pháp chế nghiêm mật, giang hồ tranh đấu rất là giảm bớt, thất diệu cung nhân vật trọng yếu, càng là thâm cư không ra ngoài. An tâm tại lão quân núi hưởng thụ sinh hoạt, sẽ không dễ dàng ra ngoài, càng sẽ không dễ dàng cùng người giao thủ, thân chịu trọng thương. Bảo mệnh phù tại thất diệu cung đã dần dần thành vì một cái truyền thuyết. Chưa từng thấy tận mắt bảo mệnh phù kỳ hiệu, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối yên tâm không dưới. Lạc Nguyệt tựa hồ biết Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, thấp giọng nói cổ lão tương truyền, bảo mệnh phù 10 điểm linh nghiệm, mặc kệ thụ thương nặng cỡ nào, chỉ cần trở lại lão quân núi còn có một hơi tại. Ăn vào bảo mệnh phù, tính mệnh liền có thể bảo trụ. Nói đến đây, Lạc Nguyệt trần chờ. Cái này trần chờ, trốn chỗ nào qua được Tiêu Phàm ánh mắt, lập tức nhìn chằm chằm hỏi, Lạc cô nương, bảo mệnh phù có gì không ổn a? Mời ngươi nói cho ta. Lạc Nguyệt vội vàng cười một tiếng, nói Tiêu Chân Nhân hiểu lầm, bảo mệnh phù kỳ diệu vô so, không ổn là khẳng định không có, chỉ phải kịp thời ăn vào bảo mệnh phù, tính mệnh nhất định không ngại. Chính là, nếu như thương thế quá nặng, có khả năng ảnh hưởng đến phương diện khác khôi phục. Lạc Nguyệt nói đến rất mịt mờ, nhưng Tiêu Phàm cơ trí như vậy, chỗ nào có thể không rõ nàng lời ngầm. Quả thật thương thế quá nặng, ăn vào bảo mệnh phù, mệnh năng bảo trụ, nhưng võ công nội lực có thể khôi phục hay không như lúc ban đầu, kia liền không nói được. Thậm chí có khả năng cả đời nằm trên giường, cũng đứng lên không nổi nữa. Tình hình như vậy, bệnh viện lớn bên trong mỗi ngày đều có phát sinh. Chỉ cần người tại, khác, mặc kệ gian nan giường nào, tổng là có thể nghĩ ra biện pháp đến. Tiêu Phàm nhẹ nói, ngữ khí lại là kiên định vô so. Tiêu Chân Nhân nói đúng,
Tiêu chân nhân, cung chủ hiện tại bận quá, tạm thời không dứt ra được tới. Tiêu chân nhân nếu là không chê lão quân núi thô bỉ, mời trước trong núi ở lại, cùng già nhi không có vấn đề gì lớn, chắc hẳn cung chủ khẳng định còn muốn cùng tiêu chân nhân tự mình gặp mặt. Lạc Nguyệt rất khách khí nói, không có đạt được Tân Lâm tin tức xác thật, tiêu phàm như thế nào lại rời đi lão quân núi. Lúc này hướng Lạc Nguyệt khom người, nói, vậy liền phiền phức lạc cô nương. Lạc Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, nói, không khách khí. Tiêu chân nhân, mời tới bên này. Lập tức, Lạc Nguyệt dẫn tiêu phàm, dọc theo bên phải bàn đá xanh đường nhỏ, đi thẳng về phía trước. Có lẽ bởi vì tới gần đỉnh núi, đã là thất diệu cung tổng đàn căn bản trọng địa, trên đường đi đụng phải người dần dần nhiều hơn, không giống dưới chân núi như thế, không núi vắng vẻ, vết chân hiếm thấy. Như là tiêu phàm sở liệu, dọc theo con đường này đụng phải sơn dân, lấy nữ tính chiếm đa số, nam nhân rõ ràng so nữ nhân thiếu. Ngẫu nhiên nhìn thấy một cái nam nhân, cũng là bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, một bộ trung thực dáng vẻ, đục không giống đụng phải những nữ nhân kia, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, tràn đầy tự tin. Từ ngàn năm nay, thất diệu cung hạch tâm đều là nữ tính, âm thịnh dương suy, về phần cực điểm. Hết lần này tới lần khác dạng này một cái cực độ nữ tôn môn phái, trong giáo thánh nữ, cung chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất, lại nhất định phải cho một cái số nam nhân xung làm 7 năm bảo tiêu. Nghĩ đến sự thật này nhất định để thất diệu cung tuyệt đại đa số môn nhân cực kỳ bất mãn. Khó trách tiêu phàm đã lên núi, mặc kệ là viên sư tỷ hay là hoa bà, đều đối với hắn đầy không thân thiện. Thật không biết lúc trước chỉ thủy tổ sư cùng Thanh Loan cung chủ đánh cái gì cược, thế mà để Thanh Loan cung chủ đáp ứng dạng này khuất nhục điều kiện. Cần biết vô cực môn cùng thất diệu cung, chính là nhiều năm đối đầu, song phương chiến đấu không phải bao nhiêu năm. Trực tiếp đem thất diệu cung dự trữ cung chủ thắng trở về cho đồ đệ của mình khi cận vệ, chuyện như vậy, cũng thua thiệt chỉ thủy tổ sư làm ra được, lại không biết lão nhân ra đến cùng là dụng ý gì. Cùng viên sư tỷ hoa bà đồng dạng, trên đường đi đụng phải những nữ nhân kia, từng cái đối tiêu phàm đều là quắc mắt nhìn chừng chừng, tựa hồ một lời không hợp, liền muốn cùng nhau tiến lên, đem cái này tiểu bạch kiểm ăn sống nuốt tươi. Chỉ có Lạc Nguyệt đối tiêu phàm khách khí, xem chừng loại này khách khí, cũng chỉ là giả vờ, nghề nghiệp cần thôi, Lạc Nguyệt ở sâu trong nội tâm, có lẽ đối tiêu phàm càng thêm thống hận. Vừa nghĩ đến đây, tiêu phàm không khỏi sờ sờ cái cằm, nở nụ cười khổ. Chương 426, Thủ Cung Xa. Lạc Nguyệt đem tiêu phàm dẫn đến xây ở bên bờ vực một loạt nhà chế thức trong sân. Thất diệu cung tổng đàn, cũng không hề hoàn toàn chiếm cứ lão quân đỉnh núi, mà là tại đỉnh núi lệch phải một vùng. Chân chính đỉnh núi bên trên, không có người ở. Đỉnh núi lệch phải cái này một khối, địa thế tương đối nhẹ nhàng, có lợi cho tu kiến khá nhiều phòng ốc, cung cấp người ở lại. Đương nhiên, loại này tụ cư cũng là so ra mà nói. Mấy chục mấy trăm tòa nhà công trình kiến trúc phân bố tại lão quân núi trong rừng rậm. Lấm ta lấm tấm, không chút nào thu hút. Vì không làm cho người chú mục, thất diệu cung tại phương diện này hạ đủ công phu. Lạc Nguyệt dẫn dắt tiêu phàm tiến vào cái thứ hai viện tử. Cái viện này rất nhỏ, ba gian nhà trệt, đều là gạch ngói kết cấu, bên trong trang trí đồ dùng trong nhà càng 10 điểm đơn giản, nhưng để tiêu phàm ngoài ý muốn chính là, cái này vô cùng đơn giản hòa trong phòng, có tuyến tivi, tuyến đầy đủ mọi thứ. Xem ra bất kỳ một cái nào giang hồ môn phái, tại thủ vững truyền thừa đồng thời, cũng tại cùng lúc đều tiến vào. Thật giống như chỉ thủy xem, cũng giống vậy có truyền hình cáp, có máy tính tuyến cái này hiện đại hóa đồ vật. Bất quá chỉ thủy xem ngay tại kinh ngoại ô, lão quân núi lại cô treo giữa hồ, bốn phía đều bị khói trên sông mênh mông nước hồ ngăn trở, nơi này lại tại đỉnh núi, muốn thanh những tuyến lộ này tiếp tiến đến, nhưng so chỉ thủy xem bên kia phiền phức nhiều. Thất diệu cung tại bản địa thế lực, có thể thấy được chút ít. Hai tên thiếu nữ trẻ tuổi thấy Lạc Nguyệt vào cửa, lập tức tiến lên đón, cung cung kính kính cúi đầu làm lễ. Lạc Nguyệt hướng hai vị thiếu nữ khoát tay áo, lập tức quay đầu tướng mạo tiêu phàm, nói tiêu chân nhân, tạm thời ủy khuất ngươi ở đây ở lại một đêm. Nông thôn địa phương, cũng không thể cùng các ngươi thủ đô thành phố lớn tướng so, có cái gì chiêu đãi không chu đáo chỗ, còn xin tiêu chân nhân nhiều hơn tha thứ. Tiêu chân nhân có gì cần, cứ việc cùng với các nàng nói chính là. Tốt. Tạ ơn Lạc cô nương, đối với nơi này u tĩnh hoàn cảnh, khoáng đạt tầm mắt, tiêu phàm đều rất hài lòng. Lạc Nguyệt lại phân phó kia hai thiếu nữ vài câu, để các nàng ngàn vạn không thể lãnh đạm quý khách, liền là hướng tiêu phàm cáo từ. Cùng Lạc Nguyệt rời đi về sau, hai thiếu nữ nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt lập tức liền xảy ra biến hóa, lúc trước kia cỗ mơ hồ định ý tiêu tán không gặp, ngược lại tràn ngập tò mò chi sắc.
vừa rồi Tiêu Phàm lấy dài tiếng khóc đại náo lão quân núi, đã sớm đem Thất Diệu cung tổng đàn tất cả mọi người kinh động. Có quan hệ bản giáo thánh nữ cùng vô cực môn trưởng giáo truyền người sinh hoạt chung một chỗ sự tình, tại Thất Diệu cung tổng đàn cũng không phải là cái gì bí mật, cơ hồ tất cả hạch tâm rất rõ ràng trong thời gian này tiền căn hậu quả. Đối vô cực môn thậm chí Tiêu Phàm oán hận, đương nhiên cũng là có, nhưng đối với cái này tuổi trẻ đến cực điểm cô nương ra mà nói, càng nhiều tự nhiên hay là hiếu kỳ. Mọi người không chỉ một lần tại tự mình nghị luận, vô cực môn nam tử kia, đến cùng có tài đức gì, thế mà cần các nàng Thất Diệu cung thánh nữ tự mình hầu hạ. Thật không biết là cái gì cùng ba đầu sáu tay nhân vật lợi hại. Bây giờ gặp một lần phía dưới, vậy mà là như thế này một cái mi thanh mục tú, sắc mặt tái nhợt, dáng người cao gầy thậm chí hơi có vẻ thon gầy nhã nhặn nam tử, đầy người thư quyển khí tức, cùng đoàn người trong suy nghĩ cao lớn uy mãnh, hung thần ác sát bộ dáng, thực tế kém đến quá xa. Chính là người như vậy, thế mà còn chưa lên núi, liền đem cung chủ đều bước ra, tự mình tiếp chiêu. Nhìn qua, thật không có lợi hại như vậy a. Đối hai tên kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ suy nghĩ trong lòng, Tiêu Phàm tự nhiên như lòng bàn tay, như tại bình thường, xem ở Tân Lâm trên mặt, miễn không được muốn cùng hai cái tiểu nha đầu trò chuyện vài câu, dưới mắt lại thật không có tâm tư này. Lập tức chỉ là hướng hai thiếu nữ khẽ gật đầu, liền đi tiến vào trong phòng ngủ, đóng cửa phòng. Lấy ra một viên thuốc nuốt vào, khoanh chân ngồi tại tấm ván gỗ, hai tay bấm quyết, bắt đầu thổ nạp điều tức. Cùng Tây Ly giáo đại vu sư nhóm liên tiếp đấu pháp 3 ngày, lại hao tổn bản mệnh chân nguyên cùng căn nguyên huyết mạch vì Tân Lâm tục mệnh, một đường ngựa không dừng vó từ thủ đô chạy tới nơi này, từ đầu đến cuối, lấy hạo nhiên chính khí tại Tân Lâm thể nội duy trì sinh cơ. Dù là Tiêu Phàm thuật pháp cao thâm, nội lực hùng hậu, cũng cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Mặc dù trong lòng lo lắng lấy Tân Lâm an nguy, Tiêu Phàm hay là ép buộc mình ổn định lại tâm thần, luyện hóa dược lực, bổ sung chân nguyên. Cái này một khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong bất tri bất giác, đã mấy cái canh giờ trôi qua, mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời đen lại. Hai tên phụ trách tiếp đãi hắn thiếu nữ mấy lần tại cửa phòng ngủ bồi hồi, hỏi thăm Tiêu Phàm phải chăng muốn dùng bữa tối, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hai thiếu nữ chưa am thế sự, có chút không quyết định chắc chắn được. Bất quá cuối cùng vẫn là không dám đẩy cửa đi vào xem rõ ngọn ngành. Qua nhiều năm như vậy, Thất Diệu cung tổng đàn đến khách lạ, thực tế không nhiều. Nam nhân xa lạ xuất hiện tại lão quân đỉnh núi, càng là phượng mao lân giác, hai thiếu nữ thật đúng là không có bao nhiêu tiếp đãi khách nhân kinh nghiệm. Suốt cả một buổi tối, Tiêu Phàm đều không có đi ra khỏi phòng ngủ nửa bước. Bất quá đối với tả hữu hai bên trong viện động tĩnh, Tiêu Phàm lại là nhất thanh nhị sở. Nửa đêm lúc phân, cái này hai cái trong sân nhỏ đều ở tiến đến mấy người, từng cái bước chân nhẹ nhàng, hô hấp dài nhỏ, đều thân thủ không kém. Không thể nghi ngờ, những người này là phụ trách trông coi Tiêu Phàm. Trước mắt tại cái này lão quân trên núi, Tiêu Phàm thân phận khó xử nhất, bằng hữu khẳng định chưa nói tới, nhất định phải nói là địch nhân, tựa hồ cũng có chút miễn cưỡng. Thất Diệu cung thánh nữ, thế nhưng là cùng người kia cùng một chỗ sinh sống 4 năm, ra thì cùng xe, nhập thì cùng phòng, quan hệ mật thiết. Về phần vô cực môn cùng Thất Diệu cung từ ngàn năm nay gút mắc, thực sự hiểu rõ nội tình Thất Diệu cung, đã ít lại càng ít. Chí ít đã có hơn mấy chục năm, chưa từng xảy ra cái gì lớn xung đột. Chỉ là Tiêu Phàm hôm nay lấn tới cửa đến, Thất Diệu cung không người có thể ngăn, cuối cùng không thể không từ cung chủ tự thân xuất mã. Đối với Thất Diệu cung những này tự cao tự đại cao thủ mà nói, tính được là kỳ hổ thẹn lớn khinh. Cung chủ không nói gì, quả quyết không thể để cho Tiêu Phàm ra hỏa này vụng trộm chuồn mất. Đương nhiên, dựa theo tình lý đến phỏng đoán, Tiêu Phàm chuồn mất khả năng họ rất ít. Từ hắn kiên quyết không chịu đem Tân Lâm giao đến trong tay người khác thái độ đến xem, tại Tân Lâm không có xác thực kết quả trước đó, coi như đuổi đều đuổi không đi. Đối đây hết thảy, Tiêu Phàm chỉ làm không biết, bình yên thổ nạp điều tức, tĩnh dưỡng thân thể, chỉ ngẫu nhiên ra đi một chút, dựa vào lan can trông về phía xa, thưởng thức một chút lão quân núi cùng quang minh hồ tú mỹ phong cảnh. Cái này ở một cái chính là 3 ngày. Thẳng đến đệ tứ thiên buổi sáng, Tiêu Phàm kết thúc thần khóa, hai tay chắp sau lưng trong sân chậm rãi dạo bước, cách đó không xa mỏng trong sương mù, Lạc Nguyệt chậm rãi đi ra. Giữa núi rừng, sương mù rất nặng, không sai biệt lắm cũng nên đến buổi sáng 9 khoảng 10 giờ, mới có thể dần dần tiêu tán. Tiêu chân nhân, thật hăng hái. Lạc Nguyệt xa xa liền lộ ra mỉm cười, cho Tiêu Phàm chào hỏi. Tiêu Phàm liền vội vàng hỏi, Lạc cô nương, già nhi có tin tức rồi sao? Lạc Nguyệt lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, thánh nữ tình huống, ta tạm thời không được biết. Ta là phụng cung chủ chi mệnh, đến mời Tiêu chân nhân tiến về một lần,
không biết Tiêu chân nhân dưới mắt có thuận tiện hay không. Tiêu Phàm không chút do dự, mời Lạc cô nương dẫn đường đi. Được rồi, Tiêu chân nhân mời đi theo ta. Tiêu Phàm ở nhà trệt, cách Thất Diệu cung tổng đàn cũng không xa, vài phút về sau liền đến. Hiện ra tại Tiêu Phàm trước mắt, là một mảnh giả cổ thức kiến trúc, giường cột chạm trổ, tường đỏ ngói xanh, lại là lấy cốt thép xi măng làm căn cơ. Nhà này giả cổ thức kiến trúc, cũng không có thủ vệ xâm nghiêm, thậm chí ngay cả một người gác cổng đều không nhìn thấy, trong viện yên tĩnh, chỉ ngẫu nhiên có chim tước kêu to thanh âm, mười điểm yên ắng tường hòa. Tiêu Phàm tự nhiên mà vậy thả ra thần niệm chi lực, cũng không có ở trong viện tìm tới giấu giếm cao thủ vệ sĩ. Nói cho cùng, hay là thời đại khác biệt, chính đang thịnh thế, tứ hải thái bình, không còn là loại kia đao quang kiếm ảnh, giết chóc không chịu nổi loạn thế quang cảnh, sẽ không động một chút lại xuất hiện giang hồ báo thù, thảm án diệt môn. Đương nhiên, đây càng thêm hiển lộ rõ ràng ra một loại tràn đầy tự tin. Thất Diệu cung tổng đàn, cao thủ nhiều như mây, cứ như vậy môn hộ mở rộng, bày ở đây để ngươi đánh, ngươi cũng không đánh nổi. Lại cần gì thủ vệ, vẻn vẹn vị kia già 70-80 tuổi hoa bà, nếu như không là đụng phải Tiêu Phàm dạng này, bình thường quân nhân, chỉ sợ không có mấy cái có thể tại dưới tay nàng đi đến ba chiêu. Một cây trúc trượng, bảo đảm đánh ngươi ngay cả phương hướng đều không phân biệt được. Lạc Nguyệt dẫn Tiêu Phàm xuyên cửa sang tên, đi tới một gian xương phòng trước đó, dừng bước, khom người nói, sư phụ, Tiêu chân nhân đến. Nguyên lai vị này chẳng những là Thanh Loan cung chủ thư ký, cũng là nàng đích truyền. Tiến đến, trong phòng lặng im một lát, mới truyền đến Lâm Thanh Loan thanh âm, uy nghiêm vẫn như cũ, lại ẩn ẩn mang theo một tia khó mà tận che đậy mỏi mệt chi ý. Nghĩ đến ba ngày này, vị này danh chấn giang hồ Thất Diệu cung đương đại cung chủ, cũng không có một lát nhàn rỗi. Bảo mệnh phù cụ thể kích phát phương thức, Tân Lâm không có cùng Tiêu Phàm nói tỉ mỉ. Nhưng Tân Lâm thụ thương như thế nặng nề, mạnh như Tiêu Phàm, vận dụng bản mệnh chân nguyên cùng căn nguyên huyết mạch, còn nhất định phải mượn nhờ lịch đại tổ sư anh linh phù hộ, mới có thể may mắn vì Tân Lâm duyên thọ nhất viết một đêm. Bảo mệnh phù dù coi như thần diệu muôn phương, muốn đem nó công hiệu hoàn toàn kích phát ra đến, khẳng định cũng muốn tốn công tốn sức, tuyệt không phải đơn giản như vậy liền có thể có hiệu quả. Tiêu chân nhân, mời. Lạc Nguyệt nói, đẩy cửa phòng ra. Tiêu Phàm chậm rãi đi vào, lại chỉ thấy Lâm Thanh Loan vẫn như cũ cùng búi tóc kéo cao, áo đen váy đen, chắp hai tay sau lưng đứng trong phòng, đưa lưng về phía cổng, Tiêu Phàm vào cửa, cũng chưa xoay người lại. Đối mặt với già nhi trưởng bối, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa, lập tức cung cung kính kính hai tay ôm quyền, cung kính thanh âm, vãn bối Tiêu Phàm, gặp qua Thanh Loan cung chủ. Lâm Thanh Loan vẫn không có quay người trở lại, chỉ là khoát tay áo. Lạc Nguyệt nhẹ nhàng hạ thấp người, lui ra ngoài, tại bên ngoài cài đóng cửa phòng. Trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh đến cực điểm, Lâm Thanh Loan không nói lời nào, Tiêu Phàm cũng không nói chuyện. Đi theo ta, ước chừng một thời gian uống cạn chung trà quá khứ, Lâm Thanh Loan bỗng nhiên trầm giọng nói, hay là cũng không quay đầu lại, cất bước liền tiến vào nội thất. Tiêu Phàm không chút do dự, liền đi vào theo. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc, xông vào mũi, một bộ đời cũ làm bằng gỗ trên giường. Tân Lâm lẳng lặng nằm, trên thân che kín một tầng thật mỏng cái chăn, không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thương bạch như tuyết. Già, Tiêu Phàm kìm lòng không đặng kêu lên, bước nhanh tiến lên. Lâm Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, tay vừa nhấc, ngăn lại Tiêu Phàm đường đi, lập tức đi đến trước giường, cuốn lên Tân Lâm cánh tay phải ống tay áo, lộ ra củ sen cánh tay ngọc, không có nửa phân tì vết. Lâm Thanh Loan bỗng nhiên xoay người lại, hung hăng tiếp cận Tiêu Phàm, trong đôi mắt, tràn đầy lửa giận. Là ngươi làm chuyện tốt, đầu này trên tay ngọc, nguyên bản có một viên tiên diễm ướt át thủ cung sa, Tiêu Phàm không chỉ một lần gặp qua, bây giờ lại trơn bóng mềm nhẵn, đỏ tươi thủ cung sa sớm đã vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, một gương mặt lập tức đỏ bừng lên. Chương 427, làm âm chi thể. Tiền bối, thời khắc này Tiêu trưởng giáo, toàn vẹn không có vừa lúc lên núi phách lối, mặt mo phiếm hồng, lắp bắp, nửa ngày nói không ra lời. Hừ. Lâm Thanh Loan lại là trùng điệp hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nhìn qua, vị này trong giang hồ thần bí nhất Thất Diệu cung cung chủ, là thật 10 điểm phẫn nộ, một chút cũng không giống như là giả vờ giả vịt. Người có biết hay không, người dạng này sẽ đem già nhi hại chết. Tiêu Phàm giật nảy cả mình, không lo được đỏ mặt chột dạ, vội vàng hỏi tiền bối, đây là ý gì? Có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi không biết nàng là làm âm chi thể? Lâm Thanh Loan nổi giận đùng đùng hỏi. Làm âm chi thể, Tiêu Phàm lập tức trợn mắt hốc mồm, cái gọi là làm âm chi thể, hắn đương nhiên biết.
Vô Cực Thuật tàng trong điển tịch, từng có ghi chép liên quan. Có được làm âm chi thể nữ tử, trời sinh là đồng tử công tuyệt hảo thể chất, tiến cảnh nhanh chóng, không cùng luân so. Một chút rất khó võ công cùng cái khác kỹ xảo, đối với có được làm âm chi thể người mà nói, độ khó cũng sẽ không quá cao. Khó trách Tân Lâm tuổi còn nhỏ, liền tinh thông thất diệu cung trừ trường sinh thuật bên ngoài cơ hồ tất cả tuyệt kỹ, thực tế là bất thế gia kỳ tài. Nhưng mà làm âm chi thể cũng có cấm kỵ chỗ, đó chính là chủ tu không có đại thành trước đó, không thể phá thân. Một khi phá thân, thì chủ tu đại thành chi nói trở nên xa xa khó vời, phương diện khác ảnh hưởng cũng 10 điểm nghiêm trọng. Nhưng chuyện này, Tiêu Phàm thật không biết, Tân Lâm chưa hề đối với hắn nhắc qua. Người thật không biết, mắt thấy Tiêu Phàm giận xem líu lưỡi, không giống giả mạo, Lâm Thanh Loan lại hỏi một câu, ngữ khí hơi có hỏa hoãn. Tiêu Phàm khom người nói, tiền bối, ta thật không biết. Không phải, coi như lúc ấy tình huống lại nguy cấp, ta cũng tuyệt đối sẽ ngăn cản giả nhi làm như vậy. Giọng thành khẩn vô so, tốt, coi như ngươi không biết, sư phụ ngươi lại là biết đến, năm đó ta thanh chuyện này đối với hắn nói đến thanh thanh sở sở. Cái này lão không, hừ, hắn biết rất rõ ràng chuyện này, lại không nói cho ngươi, kia là hạ quyết tâm muốn hố đổ đệ của ta. Uổng cho các ngươi Vô Cực môn tự phụ chính tông, chuyên môn làm loại này hại người ích ta hoạt động. Bút chướng này, một ngày nào đó, ta sẽ cùng hắn tính toán rõ ràng. Sau một khắc, Lâm Thanh Loan lại trở nên nổi giận đùng đùng, một câu lão bất tử cơ hồ liền muốn thốt ra, cuối cùng bận tâm đến Vô Cực môn cùng Tiêu trưởng giáo mặt mũi, dừng cương trước bờ vực, chỉ nói phân nửa, đem phần sau đoạn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Trong lúc này, Tiêu Phàm chỉ có ây ây mà thôi, nửa câu phản bác chi ngôn đều nói không ra miệng tới. Làm âm chi thể như thế quan trọng, nguyên âm tự nhiên quý giá vô so. Đối với hái nguyên đỏ nam nhân, chỗ tốt là không cần nói cũng biết. Tiêu Phàm cùng Tân Lâm về sau, chẳng những tu la đạo hợp hoan thức nan để giải quyết dễ dàng, tiến cảnh cũng rõ ràng tăng tốc. Cứ việc bởi vì lúc nói ngắn ngủi, cách tu la đạo đại thành còn kém xa lắm, loại này tiến cảnh bên trên nhanh chóng, lại có thể rõ ràng cảm thụ được. Nguyên bản còn cảm thấy hơi kinh ngạc, lại không nghĩ tới, lại là bởi vì được lợi tại Tân Lâm làm âm chi thể. Trong lúc nhất thời, các loại suy nghĩ ùn ùn kéo đến, tại Tiêu Phàm trong óc lượn lờ. Lâm Thanh Loan lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không vội mà mở miệng. Tiền bối, ta muốn vì già nhi tay cầm mạch. Thật lâu, Tiêu Phàm mới rốt cục trấn định tâm thần, thấp giọng nói. Lâm Thanh Loan mặt lạnh lấy không nói lời nào, nhưng cũng không ngăn cản. Tiêu Phàm chậm rãi quá khứ, đi tới Tân Lâm trước giường, thật lâu nhìn chăm chú nàng an tường khuôn mặt, kìm lòng không đặng vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ Tân Lâm mặt tái nhợt gò má. Lâm Thanh Loan trong mắt, cực nhanh hiện lên một vòng thần sắc khác thường, lập tức lại trở nên lạnh như băng. Không mang mảy may cảm giác màu. Tiêu Phàm đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ, khoác lên Tân Lâm mạch trên cổ tay, song mi dần dần nhau. Tân Lâm tình hình dưới mắt phi thường kỳ lạ, nói phức tạp, cũng không phức tạp, hạo nhiên chính khí tại Tân Lâm thể nội thông suốt, rất nhanh liền tại kỳ kinh bát mạch bên trong lưu động một vòng. Nói đơn giản, loại tình huống này cũng không đơn giản. Thật giống như, Tân Lâm tất cả sức sống, đều bị phong bế, cả người chỉ còn lại có một bộ trống không thể xác. Không thể chứa đựng bất luận cái gì tinh hoa, hạo nhiên chính khí tại trong cơ thể nàng một vòng, không có bất kỳ cái gì hao tổn. Cùng loại với chất siêu dẫn, miễn cưỡng muốn hình dung, Tân Lâm tựa hồ ngay tại ngủ đông. Tiền bối, Tiêu Phàm chậm rãi đem tay phải thu hồi lại, nhìn về phía Lâm Thanh Loan, đầy mặt kinh ngạc. Nhìn ra rồi, bảo mệnh phù đã cho nàng ăn vào, đây đã là kết quả tốt nhất. Lâm Thanh Loan vẫn như cũ lạnh như băng nói, nhưng nàng chịu hướng Tiêu Phàm giải thích. Bản thân liền rất nói rõ vấn đề. Dù sao nàng hôm nay chuyên đem Tiêu Phàm mời đi theo, không phải vì chửi mắng hắn dừng lại ra tức giận. Vô Cực môn trưởng giáo chân nhân bản sự như thế nào, chỉ sợ không có người so Lâm Thanh Loan biết được phải rõ ràng hơn. Cứ việc nàng cái này là lần đầu tiên cùng Tiêu Phàm gặp mặt, lại cùng Tiêu Phàm sư phụ chỉ thủy tổ sư đánh qua rất nhiều về quan hệ. Tiêu Phàm có thể bị chỉ thủy tổ sư chỉ định vì truyền nhân y bát, kế tục Vô Cực môn vị trí trưởng giáo. Nhất định đã được đến chỉ thủy tổ sư chân truyền. Tiền bối, ta vẫn còn có chút không hiểu, lúc trước già nhi cùng ta nói tới bảo mệnh phù thời điểm, giống như cũng không có nói lên loại tình hình này. Hừ, người còn không biết xấu hổ nói. Nàng làm âm chi thể không phá, bảo mệnh phù dĩ nhiên không phải loại hiệu quả này. Nhà đầu này, mình biết hậu quả nghiêm trọng, không có chút nào yêu quý mình. Lâm Thanh Loan lại một lần nữa nổi giận đùng đùng, Tân Lâm nguyên đỏ thất lạc, là gần đây sự tình, điểm này. Tự nhiên không gạt được Lâm Thanh Loan. Tân Lâm, chưa đại thành,
mất đi làm âm chi thể, đối thân thể lớn có hại hại. Bất quá chỉ cần có một đoạn thời gian đến khôi phục, tối thiểu nhất không đến mức ảnh hưởng đến bảo mệnh phù công hiệu. Bây giờ ngay cả bảo mệnh phù đều xảy ra ngoài ý muốn tình trạng, rất rõ ràng Tân Lâm bởi vì nguyên đỏ thất lạc nói kỳ quá gần, không có đầy đủ thời gian đến đem điều chỉnh tình trạng cơ thể. Cùng Tiêu Phàm ở cùng một chỗ đã gần 4 năm, trễ đến nay nói mới mất đi tấm thân xử nữ, bởi vậy có thể thấy được, tuyệt đối là Tân Lâm tự nguyện, tuyệt không phải Tiêu Phàm ép buộc gây nên. Mà lại nhất định là gặp cái gì đặc biệt khẩn cấp ngoài ý muốn tình huống, Tân Lâm mới không thể không làm như vậy. Việc này, trách không được Tiêu Phàm, chỉ bất quá mình âu yếm, thất diệu cung đời sau cung chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất một chút tử biến thành bộ dáng như thế, Lâm Thanh Loan nhiều năm dạy bảo chi công, có khả năng hủy hoại chỉ trong chốc lát, sao không gọi Thanh Loan cung chủ giận tím mặt. Tiền bối, Lâm Thanh Loan khoát tay, ngừng lại Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, thanh tiền căn hậu quả đều nói cho ta nghe. Ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ. Được rồi, Tiêu Phàm cũng không có nhiều chỗ do dự, liền đem Đông Đảo Quốc chi hành cùng Tân Lâm thụ thương tình huống, chọn muốn hướng Lâm Thanh Loan làm nói rõ. Việc quan hệ Tân Lâm khôi phục hay không, không phải do Tiêu Phàm đi so đo Lâm Thanh Loan thái độ. Giang Đạo Minh, nói như vậy, già nhi là bị ngươi ngũ sư huynh đả thương. Tiền bối biết Giang Đạo Minh đã từng là vô cực môn. Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc, đừng bảo là người khác, coi như hắn vị này vô cực môn trưởng giáo chân nhân, trước mấy ngày cũng vẫn là lần đầu cùng Giang Đạo Minh gặp mặt. Lâm Thanh Loan thế mà nghe xong liền biết Giang Đạo Minh là hắn ngũ sư huynh, đối vô cực môn tình huống hiểu rõ, xem ra thật 10 điểm xâm nhập. Thất Diệu Cung cùng vô cực môn dây dưa hàng trăm hàng ngàn năm, Thất Diệu Cung chủ quan tâm vô cực môn tình huống, nhưng cũng nói được. Hừ, ta đương nhiên biết, sư phụ ngươi đã từng nói, chỉ cần hắn chịu dừng cương trước bờ vực, liền đem vô cực môn vị trí trưởng giáo truyền cho hắn. Nếu thật là như vậy, nơi nào sẽ có ngươi hôm nay? Lâm Thanh Loan nói, khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai chi ý. Tiêu Phàm không cần suy nghĩ, lập tức nói, nếu như thời gian có thể đảo lưu, vãn bối tình nguyện cái này vị trí trưởng giáo năm đó là truyền cho hắn. Chí ít già nhi liền sẽ không vì vậy mà thụ thương. Lâm Thanh Loan không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ từ Tiêu Phàm miệng bên trong nghe được lời như vậy ngữ, chốc lát, mới lên tiếng, người vừa rồi nói cái gì, người nói Giang Đạo Minh là đã từng vô cực môn. Nói như vậy, người bây giờ không có ý định thừa nhận vị này ngũ sư huynh rồi. Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, vô cực môn quy, môn hạ. Nhất định phải làm nhiều việc thiện, rộng thích âm công. Mặc dù nói, chữ ác chính là làm việc thiện, nhưng Giang Đạo Minh sát tâm quá nặng, những năm gần đây, sát hại không ít vô tội. Lại công nhiên dẫn người tiến công chỉ thủy xem, phàm mỗi một loại này, sớm đã tự tuyệt tại vô cực môn. Coi như hắn trước kia là sư phụ ta, hiện tại cũng đã không thể xem như vô cực môn truyền nhân. Dạng này chuyện trọng đại, chỉ sợ cần sư phụ ngươi mới có thể làm chủ a. Lâm Thanh Loan hỏi. Ngược lại cũng không phải cố ý buồn nôn hơn Tiêu Phàm, mà là bởi vì nàng rất rõ ràng, năm đó chỉ thủy tổ sư tại Giang Đạo Minh trên thân hoa bao nhiêu tâm huyết, đối Giang Đạo Minh ký thác bao lớn hy vọng. Hiện tại, Tiêu Phàm lại muốn đem Giang Đạo Minh trục xuất vô cực môn. Sư phụ lão nhân gia tuổi tác đã cao, hiện tại vô cực môn nói chuyện thường vụ, là ta tại xử trí. Tiêu Phàm chậm rãi nói, thanh âm bình tĩnh như trước lạnh nhạt, ngữ khí lại là 10 điểm kiên định. Không có chút nào khoan nhượng ta mới là vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân. Vô cực môn sự tình, ta quyết định. Lâm Thanh Loan nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, lại hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mắt này, nhìn qua nhã nhặn nho nhã lễ độ, toàn thân thư quyển khí tức, không có chút nào giang hồ đại hào cuồng quyến bá khí, quan trọng trước mắt lại hào nghiêm túc, kia cỗ ngạo khí, là từ thực chất bên trong đầu phát ra. Tiêu Phàm, người cần phải hiểu rõ. Năm đó sư phụ ngươi tiêu vào Giang Đạo Minh trên thân tâm huyết, so hoa trên người ngươi tâm huyết còn nhiều hơn. Hắn so ngươi lớn tuổi 20 tuổi, đang lúc nhân sinh bên trong nhất tráng thịnh thời kỳ, vô luận phương diện nào, đều đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Mà lại, từ ngươi vừa mới nói tình huống kia đến phân tích, hắn không phải đơn thương độc mã, mà là tổ kiến một cái rất tổ chức khổng lồ, thực lực rất mạnh. Ngươi bây giờ làm ra quyết định như vậy, sẽ triệt để chọc giận hắn, từ nay về sau. Các ngươi liền thể bất lưỡng lập. Nói đến đây, Lâm Thanh Loan nhẹ nhàng dừng một chút, lập tức lại tăng thêm một câu. Người này, ta nghe sư phụ ngươi năm đó nói qua, tính tình bướng bỉnh cực kỳ, cho tới bây giờ cũng sẽ không nhận thua. Chỉ thủy tổ sư thế mà lại cùng Lâm Thanh Loan cho tới môn hạ họ cách tính tình, giữa bọn hắn đến cùng là loại quan hệ ra sao, thật đúng là khiến người khó mà suy nghĩ.
chỉ là dưới mắt, Tiêu Phàm tự nhiên không có có tâm tư đi phỏng đoán những thứ này. Tiền bối, Phổ Cực Môn mặc dù thiện chí giúp người, nhưng người ta nhất định phải lấn tới cửa đến, cũng không có gì tốt sợ hãi. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Chương 428, Duy Chân Tổ Sư. Lâm Thanh Loan nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Cuối cùng đây là người ta Vô Cực Môn việc nhà, huynh đệ tương tàn, nguyên vốn cũng không phải là ngoại nhân có thể đưa bình. Tiền bối, già nhi hiện tại loại tình hình này, sau này sẽ như thế nào phát triển? Dưới mắt, Tiêu Phàm chân chính quan tâm, tự nhiên hay là Tân Lâm thương thế bệnh tình. Tiêu Phàm y đạo cao minh, nói theo một ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể nhìn rõ sinh tử luân hồi, nhưng Tân Lâm trước mắt tình huống như vậy, lại là hắn từ chỗ chưa gặp, Vô Cực thuật tàng bên trong, tựa hồ cũng không thấy ghi chép. Cái này cũng rất dễ lý giải, dù sao bảo mệnh phù là Thất Diệu Cung bí mật bất truyền, Thất Diệu Cung lại cùng Vô Cực Môn dây dưa mấy trăm năm, loại này cơ mật, sao có thể tiết lộ cho Vô Cực Môn truyền người biết được. Ta cũng không biết, Lâm Thanh Loan trực tiếp nói. Tiêu Phàm sắc mặt lập tức biến đổi, nói tiền bối cũng không biết. Cái này có gì đáng kinh ngạc, loại tình huống này, ta trước kia cũng chưa từng đụng phải. Làm âm chi thể, vốn lại ít chi lại ít, loại thể chất này, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng ta Thất Diệu Cung truyền thừa hơn ngàn năm, chân chính làm âm chi thể đại thành, cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi. Đều là tiền bối cung chủ, chúng ta Thất Diệu Cung kỳ tài ngút trời, sao có thể bị người tập kích, bản thân bị trọng thương. Lâm Thanh Loan tức giận đáp, thật vất vả, hơn 100 năm mới ra Tân Lâm như thế một cái làm âm chi thể, sinh sinh cho Vô Cực Môn ra hỏa hủy. Tiêu Phàm sắc mặt lại là đỏ lên, lúng túng hỏi, tiền bối, đắt như vậy phái trong điển tịch, cũng tìm không thấy ghi chép liên quan a. Đây cũng là rơi vào đường cùng, ôm cô vọng thử chi ý nghĩ có câu hỏi này. Nhưng cũng không phải là môn phái nào, đều cùng Vô Cực Môn đồng dạng, điển tịch hạo phồn, cùng cực cổ kim. Nhất là giang hồ môn phái. Truyền chính là đao kiếm võ công, có mấy quyển võ thuật bí kíp liền khó lường. Có, mình nhìn, ai ngờ Lâm Thanh Loan trả lời, lại đại xuất Tiêu Phàm ngoài ý muốn, tay một dương, một bản thật mỏng sổ, nhẹ nhàng hướng về Tiêu Phàm bay đi, bình ổn dị thường, thật giống như có một cái bàn tay vô hình tại nâng quyển sổ này, không chậm không nhanh đưa đến Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, không hổ là Thất Diệu Cung đương đại cung chủ, Tân Lâm thụ nghiệp ân sư, cái này trong tay công có thể thực cao minh. Ngẫm lại cũng rất bình thường, cũng không phải cái gì người đều có tư cách trở thành chỉ thủy tổ sư đối thủ, cùng nó đánh cược. Tiêu Phàm đưa tay tiếp được sổ, chỉ cảm thấy một cỗ to đến không hề tầm thường cự lực đánh thẳng mà đến, may mắn Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, lập tức hạo nhiên chính khí lưu chuyển, vô thanh vô tức liền đem sổ bên trên cự lực hóa giải mất. Lâm Thanh Loan song mi có chút một dương, cái này ném một cái chi lực, nhìn như bình thường, kỳ thực bao hàm cực kỳ cao minh nội công thủ pháp, hết thảy tam trọng lực lượng. Nhất trọng mạnh hơn nhất trọng, nội lực hơi kém điểm, có thể ngăn cản đệ nhất trọng lực lượng cũng ngăn không được đệ nhị trọng, may mắn chống nổi đệ nhị trọng lực lượng, cũng tuyệt nghĩ không ra đến tiếp sau còn có lợi hại hơn chiêu số ẩn giấu đi, tầng sức mạnh thứ ba theo nhau mà tới, không phải làm trò cười cho thiên hạ không thể. Cái này Tiêu Phàm tuổi còn trẻ, lại là cử trọng nhược khinh, điềm nhiên như không có việc gì liền đem nàng cái này ném một cái tiện tay hóa giải. Chỉ thủy này lão đầu tử mình lợi hại đến mức không tưởng nổi. Dạy dỗ đến đồ đệ, cũng từng cái như thế cao minh. Khó trách mấy trăm năm qua, Thất Diệu Cung cùng Vô Cực Môn tranh đấu, chưa hề chân chính thắng lợi qua một lần. Nếu như không phải Vô Cực Môn môn quy nghiêm trọng, nghiêm cấm lạm sát, đổi một cái chút môn phái làm đối thủ, Thất Diệu Cung sớm đã có đại phiền toái, nơi nào có thể kéo dài hương hỏa đến nay, đồng thời còn càng thêm hưng thịnh. Tiêu Phàm đem sổ tiếp trong tay, hướng Lâm Thanh Loan khom người một chút, lúc này mới bắt đầu cẩn thận duyệt nhìn. Ánh mắt vừa mới quét qua trang bìa, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, rất là kinh ngạc. Cái này sổ màu lam phong bì, chỉ thêu đóng sách, mặc dù bồi đổi mới hoàn toàn, lại là rõ ràng sách cổ, lấy Tiêu Phàm nhãn lực, tự nhiên có thể thấy rõ ràng, đây mới thực là tống bản sách. Bất quá tống bản sách cố nhiên chân quý, lại không phải Tiêu Phàm giật mình nguyên nhân. Cùng loại tống bản sách, chỉ thủy xem trong mật thất dưới đất, không biết thu giấu bao nhiêu, Tiêu Phàm nếu như thiếu tiền tiêu, tùy tiện cầm một quyển ra. Tại thị trường đồ cổ bên trên liền muốn dẫn phát oanh động. Chân chính để Tiêu Phàm giật mình là, quyển sổ này tên sách, phong bì bên trên lấy chữ Khải Chân Phương viết 6 chữ to Duy Chân Tổ Sư văn tập. Duy Chân Tổ Sư, Lý Duy Chân, Lý Cốc, đời thứ 5 danh tướng. Lý Cốc người này, trong lịch sử cũng vô quá lớn danh khí. Không phải lịch sử fan hoặc là lịch sử chuyên nghiệp học sinh, có rất ít người nghe nói qua đại danh của hắn. Lý Cốc, chữ Duy Chân,
Dĩnh Châu như âm người. 27 tuổi nâng tiến sĩ, trước sau tại đời thứ năm Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu ba triều làm quan. Hậu Chu Rộng Thuận năm đầu thêm hộ bộ thị lang, không lâu mặc cho bên trong sách thị lang, cùng bên trong sách môn hạ hòa trương sự tình, chính thức trở thành Hậu Chu triều đình tể tướng. Tống sử, Lý Cốc truyện ghi chép, Lý Cốc triều cao 8 thước, dung mạo khôi vĩ. Thiếu dũng lực thiện xạ, lấy Nhậm Hiệp vì sự tình. Đời thứ năm vốn chính là một cái loạn thế, đoạn mệnh triều đình một cái tiếp theo một cái, hoàng đế đèn kéo quân như đổi, bởi vì cái gọi là thiên tử, binh hùng tướng mạnh người vì đó, ngắn ngủi năm thời gian mười mấy năm, Trung Nguyên đổi năm cái triều đình, một 14 hoàng đế. Hoàng đế còn như vậy, đại thần liền lại càng không cần phải nói. Cho nên, người bình thường có thể biết Lý Cốc cái tên này, biết hắn là đời thứ năm Hậu Chu tể tướng, phán độ chi muối sắt tam ti sự tình, liền đã rất không tệ. Ngay cả Tiêu Phàm đều không hề nghĩ tới, Lý Cốc danh tự sẽ xuất hiện tại một cái giang hồ môn phái lưu truyền bên trong, mà lại trịnh mà trọng chi gọi là Duy Chân Tổ Sư. Chẳng lẽ Lý Cốc vậy mà cùng trên giang hồ lưu truyền ngàn năm Thất Diệu Cung có liên hệ? Lâm Thanh Loan tự nhiên minh bạch Tiêu Phàm giờ phút này trong lòng kinh ngạc, lạnh nhạt nói, không có gì tốt kinh ngạc, Duy Chân Tổ Sư là bản môn thủy tổ một trong. Bản môn rất bao nhiêu truyền thừa, nhất là tướng mệnh phong thủy thuật bói toán, đều là từ Duy Chân Tổ Sư nơi đó truyền thừa xuống. Thế nhưng là, ta nghe nói quý giáo lấy nữ tính vi tôn, nam tính, đều ở vòng ngoài. Cũng không trách Tiêu Phàm hoang mang không hiểu, như thế một cái nữ tôn môn phái, lại thờ phụng một vị nam tính thủy tổ, làm gì đều có chút quái dị. Đây là chúng ta việc nhà. Lâm Thanh Loan một câu liền đem Tiêu Phàm nghi vấn chắn trở về. Tiền bối, theo ta được biết, Già Nhi cũng không hiểu được tướng mệnh phong thủy thuật bói toán. Tiêu Phàm cũng không có bị hù sợ, tiếp tục kiên nhẫn truy vấn ngọn nguồn. Tình huống này, Tiêu Phàm thân là Vô Cực môn trưởng giáo chân nhân, lại là nhất định phải hỏi rõ ràng. Cho tới nay, Thất Diệu Cung đều bị xem như là chính tông giang hồ truyền thừa, Lâm Thanh Loan bây giờ lại nói cho hắn, tướng mệnh phong thủy thuật bói toán, cũng là Thất Diệu Cung truyền thừa. Trước mấy ngày Hoa bà chính miệng đối Tiêu Phàm nói, cung chủ đã sớm tính tới thánh nữ có kiếp nạn này. Cái này thuật bói toán thế nhưng là khá là ghê gớm, công lực cực kỳ cao thâm. Mà Tân Lâm làm Thất Diệu Cung thánh nữ, cung chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất, lại đi theo Tiêu Phàm bên người 4 năm. Tiêu Phàm không phải hoài nghi Tân Lâm tại làm nội ứng, Già Nhi tuyệt sẽ không lừa hắn, nói sẽ không huyền học, khẳng định chính là sẽ không. Nhưng mà, đã Thanh Loan cung chủ huyền học tạo nghệ cao minh như thế, vì cái gì không truyền cho y bát của mình truyền nhân? Trong lúc này, đến cùng có nguyên nhân gì? Tiêu chân nhân, không nghĩ tới người bệnh đa nghi còn rất nặng. Người dạng này lung tung hoài nghi, xứng đáng Già Nhi sao? Lâm Thanh Loan khóe miệng hiện lên một vòng mỉa mai ý cười, khinh thường nói. Tiêu Phàm lại cũng không hổ thẹn, khom người một chút, cũng không nói chuyện. Chuyện này, Lâm Thanh Loan hẳn là cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Đây là công sự, cùng hắn cùng Già Nhi ở giữa tình cảm không quan hệ. Rất đơn giản, Già Nhi là luyện võ kỳ tài, lại cũng không thích hợp học tập huyền học. Các ngươi Vô Cực môn, không phải mọi thứ đều giảng cứu cái duyên phân a. Lâm Thanh Loan lời giải thích này, nghe vào có chút qua loa, không thế nào đáng tin cậy, Tiêu Phàm lại lập tức liền tin tưởng. Lấy Lâm Thanh Loan thân phận địa vị, cùng biểu hiện ra phong độ khí phái, quyết không đến mức tại hắn một cái vãn bối trước mặt nói ngoa khi dễ. Nếu quả thật có khó khăn khó nói, Lâm Thanh Loan liền sẽ trực tiếp từ chối Tiêu Phàm, thật giống như vừa mới nói việc nhà. Không nói cho ngươi chính là không nói cho ngươi, nhưng tuyệt không nói láo. Tiêu Phàm bắt đầu đọc qua trong tay sổ, tên sách Duy Chân Tổ Sư văn tập, khẳng định không phải Lý Cốc tự viết, mà là hậu nhân biên soạn. Sổ. Dù coi như là lấy văn ngôn văn tả liền, cái này sổ nội dung, cũng sẽ không thái quá phong phú. Sổ bên trong quả nhiên ghi lại là một chút có quan hệ tướng mệnh phong thủy thuật bói toán, dùng từ 10 điểm tinh luyện, không có nửa chữ nhiều dư. Cân nhắc đến đây là Thất Diệu Cung bí kíp, mặc dù là Lâm Thanh Loan tự tay giao cho hắn, Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều xem những nội dung này. Chỉ bất quá nhìn liếc qua một chút, một hai hàng chữ nhìn ở trong mắt, liền đã để Tiêu Phàm rất là kinh ngạc. Lý Cốc ghi lại những này huyền học nội dung, vậy mà rất có ý mới, hắn trước kia chưa từng tiếp xúc qua, nhưng là một phen tư lược, lại càng nghĩ càng có đạo lý. Mặc kệ là cái gì học thuật, mỗi vị đại sư lý giải đều là mỗi người mỗi vẻ. Tướng mệnh sử thượng, chưa từng có Lý Cốc đại danh, nhưng mà Lý Cốc lại là thật sự tướng mệnh đại sư. Tống sử Lý Cốc chuyện bên trong có minh xác ghi chép, khiết đan chủ bệnh, lại nói ta đi về phía nam lúc, người nói người vị ta tất không được bắc trả, người gì thuật mà biết. Nay ta tật rất,
như có thể cứu ta, thì gây nên ngươi phú quý. Cốc nói, thực vô thuật, cái làm người chỗ hãm mà thôi. Cốc khí sắc bất nạo, tốt rộng chi. Chốc lát Đức Quang nói chết, Vĩnh Khang kế lập, hậu tấn trời phúc năm bên trong, Liêu Quá Tông Hoàng đế ra luật Đức Quang xuôi nam diệt tấn, tù binh tấn thiếu đế thạch nặng quý, Lý Cốc đương nhiệm Từ Châu Thứ Sử, liền khẳng định ra luật Đức Quang tuổi thọ sắp hết. Kết quả chính như Lý Cốc lời nói, hủy diệt hậu tấn không bao lâu, ra luật Đức Quang liền băng hà. Đồng dạng là tống xử Lý Cốc chuyện ghi chép, Chu Hiển Đức bên trong, Hỗ Năm lấy văn chương lừng danh, trụ cột mật sứ Vương Phát Tiến khiến biết chế cáo. Trừ sách chưa xuống, Phát Nghệ bên trong sách nói chi. Cốc nói, tư nhân bạc mệnh, lo không khác hưởng mà thôi. Phát nói, công tại Hoành Thạch chi địa, khi lấy tài tiến vào người, gì phải nói mệnh mà di mới. Năm liền biết chế cáo, rời Hàn Lâm học sĩ, nhiều lần tốt. Thế vị Phát có thể tiến sĩ, Cốc có thể biết người. Cái này Hỗ Năm, đứng đắn là hậu Chu Rộng Thuận năm bên trong Trạng Nguyên, hậu Chu Hiển Đức năm bên trong, đồng dạng là Trạng Nguyên công Vương Phát đảm nhiệm trụ cột mật sứ. Đối Hỗ Năm 10 điểm thưởng thức, đề cử hắn đảm nhiệm bên trong thư xá người biết chế cáo, lại bị Hố tướng Lý Cốc ngăn chặn, chậm chạp không chịu bổ nhiệm. Vương Phác tự mình đi hỏi nguyên nhân, Lý Cốc liền minh bạch nói cho hắn, nói Hỗ Năm là đoản mệnh chi tướng, sợ hắn không thể đảm nhiệm chức vụ này. Vương Phác đối này rất xem thường, liền kém nói thẳng Lý Cốc giả thần giả quỷ, nói hưu nói vượt, kiên trì muốn bổ nhiệm Hỗ Năm vì biết chế cáo, Lý Cốc không tiếp tục phản đối, ai ngờ không bao lâu Hỗ Năm liền thật chết rồi, tốt tuổi chưa qua 36 tuổi. Vương Phác Vương Văn Bá là đời thứ năm hậu Hán Càn phù hộ 3 năm Trạng Nguyên, trong lịch sử đại đại hữu danh, so Lý Cốc danh khí phải lớn hơn nhiều, sử năm hắn thuở nhỏ thông minh cảnh mẫn, chăm chỉ hiếu học, tinh thông âm luật, cũng tinh nghiên mệnh lý tinh tướng chi học. Bất quá từ cố sự này xem ra, Lý Cốc mới thật sự là đại tướng sư, mà lại đối với mình tướng thuật phi thường tự tin. Thân là tể tướng, không cho quan viên bổ nhiệm lý do vậy mà là tư nhân bạc mệnh, thế mà còn tại tể tướng làm việc địa điểm chính sự đường, ngay trước đoàn người trước mặt, trực tiếp đem lý do này báo cho thụ nhất hoàng đế Sài Vinh tín nhiệm trụ cột mật sứ. Nếu như không phải đối với mình tướng nhân chi thuật tự tin về phần cực điểm, gì dám như thế. Dạng này một vị đại tướng sư, đúng là Thất Diệu Cung thủy tổ một trong, xem ra sau này đối Thất Diệu Cung nhất định phải một lần nữa nhận biết mới được. Chương 429, Ma Cừu Đại Quốc Sư. Duy Chân Tổ Sư quyển sổ này ghi lại phần lớn là Lý Cốc tự mình sáng tác văn chương, mà Bảo Mệnh Phù liền ghi chép trong danh sách tử bên trong. Đối một thiên này ghi lại, Tiêu Phàm thấy hết sức chăm chú, song mi dần dần dương lên, trên mặt lộ ra nét mừng. Lại nguyên lai Bảo Mệnh Phù chính là Duy Chân Tổ Sư thân sáng tạo, cũng di về sau thế. Như thế rất phù hợp Lý Cốc đại tướng sư thân phận. Vô Cực Môn cũng không ít phù lục phương pháp chế luyện truyền thừa xuống. Tiêu Phàm phó đông đảo thời điểm, liền cho Uyển Thiên Thiên lưu lại một chút phù lục, thay thế mình tiếp tục vì nàng loại trừ thể nội âm sát khí. Duy Chân Tổ Sư thân bút ghi lại chỉ là Bảo Mệnh Phù phương pháp luyện chế, cố nhiên để Tiêu Phàm có cảm giác mới mẻ cảm giác, nhưng chân chính để Tiêu Phàm chú ý, thì là quyển sổ này biên soạn người, tại phù lục bên trong thêm chú một cái cố sự. Từ mặt chữ đến xem, quyển sổ này là từ Thất Diệu Cung hậu bối biên soạn, hẳn là Tống Sơ nhân sĩ, cách Lý Cốc sinh hoạt đời thứ năm những năm cuối cách xa nhau không xa. Vì vậy có thể đem Lý Cốc sáng tác biên soạn thành sách, lưu truyền hậu thế. Phụ lục bên trong thêm chú quy tắc này cố sự, miêu tả tình hình cùng Tân Lâm tình hình dưới mắt cơ hồ giống nhau như đúc. Một vị có làm âm chi thể Thất Diệu Cung nữ, thuở nhỏ tu tập đồng tử công, tại thần công chưa đại thành thời điểm, cùng nam nhân hợp hoan phá thân, lập tức thân chịu trọng thương, ăn vào Bảo Mệnh Phù về sau, mặc dù bảo trụ tính mệnh, lại biến thành người thực vật. Nguyệt sư, lấy Thanh Linh Đan, ăn vào, chính là càng. Nhìn đến đây, Tiêu Phàm đại hỉ, lập tức ngẩng đầu nói, tiền bối, cái này, Thanh Linh Đan. Không dễ dàng như vậy, còn không có cùng Tiêu Phàm nói hết lời, Lâm Thanh Loan một câu liền đem hắn chắn trở về. Mặc kệ có bao nhiêu khó, ta đều sẽ nghĩ biện pháp. Xin tiền bối chỉ rõ, Tiêu Phàm kiên định nói, luyện chế Thanh Linh Đan, đơn thuốc, liền ghi chép tại phía sau, người tự mình xem đi. Vâng, Tiêu Phàm đáp ứng một tiếng, vội vàng lại chuyên chú vào sách nhỏ. Tại phụ lục về sau, quả nhiên ghi chép có Thanh Linh Đan phối phương cùng phương pháp luyện chế, Tiêu Phàm càng xem càng là kinh hãi. Cái này phối phương bên trên ghi lại dược vật cũng không phải quá nhiều, chỉ có 32 vị, nhưng trong đó mười mấy vị, đều là hiếm thấy hiếm có thiên địa linh vật. Lấy Tiêu Phàm nghe nhiều biết rộng cùng tại y thuật bên trên cực cao tạo nghệ, mấy vị thuốc cũng chỉ nghe tên, nhưng chưa từng thấy qua chân chính vật thật.
Mà lại cái này mấy vị thuốc, tựa hồ cũng sớm đã tuyệt tích, thậm chí có tuyệt tích mấy trăm năm lâu lão cổ đồng. Muốn góp đủ cái này phối phương bên trên ghi lại dược vật, nó độ khó cùng càn khôn đại hoàn đan tướng so, cũng không kém bao nhiêu. Mà Tiêu Phàm lần trước luyện chế càn khôn đại hoàn đan, chủ yếu dựa vào chính là vô cực môn lịch đại tổ sư tích lũy xuống kỳ tài diệu dược, Tiêu Phàm tự tay thu tập được dược liệu, vẫn chưa tới phối phương một. Đây là hơn 10 năm trước, Tiêu Phàm cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Nếu như lần trước không có luyện chế càn khôn đại hoàn đan, cái này phối phương bên trên đại bộ phận phân dược liệu, ngược lại là có thể góp đủ. Trầm ngâm thật lâu, Tiêu Phàm mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Thanh Loan, trầm giọng nói, tiền bối, cái khác dược liệu không nói trước, chính là cái này, linh ngọc, thất thải, cùng, xích viêm thảo, ba loại, sớm đã tuyệt tích. Nhất là, xích viêm thảo, căn cứ điển tịch ghi chép. Sinh trưởng tại cực nhiệt chi quốc cực âm chi địa, quốc gia chúng ta giống như từ xưa liền không có sản xuất, xích viêm thảo, ghi chép. Cái này văn tập bên trên cũng nói được rõ ràng, xích viêm thảo, là nam rất đan mạn quốc tiến vào hiến cho hoàng đế cống phẩm. Hiện tại chỉ sợ là rất khó tìm được. Lâm Thanh Loan lạnh lùng nói, ta bảo ngươi tới, không phải nghe ngươi tố khổ. Xích viêm thảo, là luyện chế, thanh linh đan, chủ dược, không có, xích viêm thảo, liền không có, thanh linh đan. Khác dược liệu còn có thể tìm vật thay thế, xích viêm thảo, là tuyệt đối không thể thay thế. Xích viêm thảo sinh trưởng tại cực nhiệt chi quốc cực âm chi địa, đồng thời hấp thu thiên địa tinh hoa, âm dương nhị khí, là khó gặp thiên địa kỳ vật, lấy xích viêm thảo làm chủ dược, thanh linh đan mới có thể luyện chế ra tới. Lâm Thanh Loan lời nói lạnh như băng, trong đầu nhưng cũng thầm giật mình, nguyên lai tưởng rằng thời thế hiện nay, chỉ có chính mình mới biết được xích viêm thảo loại vật này. Không nghĩ tới Tiêu Phàm một ngụm liền nói rõ xích viêm thảo ảo diệu. Người này tuổi còn trẻ, coi là thật uyên bác cực kỳ. Vô cực môn lãnh tụ thuật pháp giới nhiều năm, tuyệt không phải may mắn bố trí. Đối Lâm Thanh Loan mỉa mai, Tiêu Phàm không thèm để ý chút nào, lại từ vị này Thanh Loan cung chủ nghe được đến một tia hy vọng, vội vàng nói tiền bối, người nói là, xích viêm thảo còn có thể tìm tới. Đương nhiên, Tiêu Phàm lập tức tinh thần đại chấn, bỗng nhiên rất thẳng người. Hừ. Người cũng không nên cao hứng quá sớm. Xích viêm thảo, mặc dù không có tuyệt tích, muốn lấy được nó, cũng không hề dễ dàng, ta sợ ngươi không có can đảm kia. Tiêu Phàm liền nhẹ nhàng cười một tiếng, nói tiền bối, ngươi không cần dùng phép khích tướng. Chỉ cần có thể cứu giả nhi, mặc kệ là núi đao biển lửa hay là đầm rồng hang hổ, ta đều sẽ đi sông. Thật sao, trước đừng đem lại nói như vậy đây. Lâm Thanh Loan vẫn như cũ lạnh lùng nói, mang theo rõ ràng không tin ngữ khí. Từ Duy Chân Tổ sư văn tập ghi chép đến xem, Thất Diệu Cung khai phái chi sơ, nhưng thật ra là nam tính vi tôn, khai phái thủy tổ đa số là nam tính. Về phần về sau vì cái gì dần dần diễn biến thành nữ tôn môn phái, nguyên nhân cụ thể không được biết, nhưng chắc hẳn phát sinh cực đoan đại sự, mới tạo thành dạng này chuyển biến cực lớn. Không tin nam nhân, cơ hồ thành Thất Diệu Cung nhân vật trọng yếu chung nhận thức, liền xem như Tân Lâm. Cùng Tiêu Phàm ở giữa cũng trải qua một cái từ cao độ đề phòng đến dần dần mở rộng cửa lòng dài dằng dặc quá trình. Bây giờ Tiêu Phàm nói đến như vậy tình thâm ý trọng, Lâm Thanh Loan lại chỉ là nói vậy thôi. Tiêu Phàm cũng không biện bạch, chỉ nói là nói, xin tiền bối chỉ rõ. Tốt, ta cũng đừng ngươi đi lên núi đao xuống biển lửa, cũng khỏi phải ngươi đi sông đầm rồng hang hổ, liền cho ngươi đi đan mạn quốc một chuyến. Đi ma cưu đại quốc sư trang viên, thanh, xích viêm thảo, hái trở về. Ngươi dám đi không? Lâm Thanh Loan chậm rãi nói, tiếp cận Tiêu Phàm hai mắt, ánh mắt sáng ngời, nguyên bản lãnh đạm khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc vô so. Dù là Tiêu Phàm nhất quán trấn định tự nhiên, nghe vậy cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Ma cừu đại quốc sư, cứ việc Tiêu Phàm là người nước Hoa, lại cũng đã được nghe nói vị này đại quốc sư uy danh hiển hách. Ma cừu là Đan Mạn quốc đại danh đỉnh đỉnh giảm nhiều đầu sư, nhiều năm trước kia. Liền bị Đan Mạn quốc nguyên thủ quốc gia tối cao Su Đăng trao tặng đại quốc sư vinh dự danh hiệu, đồng thời có một đoạn thời gian ở lâu Su Đăng vương cung, đảm nhiệm tối cao Su Đăng cùng vương cung trung cực thủ hộ giả. Bình thường đến nói, chỉ có nước nọ danh xưng hàng đầu thuật thứ nhất giảm nhiều đầu sư, mới có tư cách thu hoạch được dạng này vinh hạnh đặc biệt. Đan Mạn quốc chỗ Nam Dương quần đảo, là hơn một cái dân tộc nhiều tôn giáo quốc gia. Vô luận là đạo Islam, Phật giáo, đạo giáo hay là Ấn Độ giáo. Tại Đan Mạn quốc đều có riêng phần mình tín đồ. Đương nhiên, đạo Islam giáo đồ nhiều nhất, nhưng mà, từ xưa đến nay, Đan Mạn quốc dân gian thần bí nhất, cũng nhất được người tôn kính, nhất bị người kính sợ nghề nghiệp, nhưng xưa nay đều chỉ có một loại hàng đầu sư. Cái gọi là hàng đầu thuật, vẫn luôn bị truyền đi thần hồ kỳ thần, có đóng chân tướng,
có bao nhiêu loại truyền thuyết, nhưng trước mắt bị đại đa số người hái tin, hay là nói hàng đầu thuật nguồn gốc từ châu Á Miêu Cương cổ thuật, lưu truyền đến Đông Nam Á địa khu về sau, cùng nơi đó lưu hành vu thuật đem kết hợp, không ngừng diễn biến, liền thành lúc sau hàng đầu thuật. Hàng đầu thuật danh mục phong phú, thủ pháp cao minh. Nguyên bản hết thảy thuật pháp đều vô chính tà chi phân, vì đang vì tà chỉ để ý thi pháp chi người tâm họ. Tỷ như Tiêu Phàm cùng Giang Đạo Minh, đều là vô cực môn truyền nhân, đồng dạng thuật pháp cao thâm, võ nghệ cao cường, nhưng chỉ thủy tổ sư nhưng thủy chung không chịu đem vị trí trưởng giáo truyền cho Giang Đạo Minh, chính là duyên tại Giang Đạo Minh sát nghiệt quá nặng, cùng vô cực môn làm việc thiện tích đức môn quy giáo nghĩa không hợp. Bởi vì hàng đầu thuật luyện tập quá trình thập phần thần bí, người bình thường không được biết, nhiều năm trước tới nay, liền bị càng truyền càng thần, mà lại hàng đầu thuật tự thành hệ thống, cùng bất luận cái gì hiện đại khoa học nguyên lý đều cũng không tương thông, tăng thêm bộ phân tâm thuật bất chính hàng đầu sư vì bản thân tư lợi, hạ xuống đầu hại người. Vì vậy hàng đầu thuật tại Nam Dương một vùng, phổ thông trong lòng dân chúng, đều là thần bí mà đáng sợ. Trên thực tế, cũng là phi thường thần bí đáng sợ. Cùng trung thổ võ thuật đồng dạng, hàng đầu thuật cũng chia làm rất nhiều bè cánh. Khác biệt bè cánh ở giữa hàng đầu sư, thường xuyên sẽ thi pháp tranh đấu, lẫn nhau có thắng bại. Vì vậy Đan Mạn quốc giảm nhiều đầu sư, đều là đánh ra đến, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Hàng đầu sư ở giữa đấu pháp, mức độ nguy hiểm cực cao, người bị thua thường thường sẽ vứt bỏ tính mệnh, hồi phi yên diệt. Bởi vậy chân chính lớn có danh tiếng hàng đầu sư, không có chỗ nào mà không phải là đấu pháp cao thủ. Mà Cừu bị Đan Mạn quốc hoàng thất chính thức sắc phong làm đại quốc sư, như vậy hắn coi như không phải Đan Mạn quốc hàng đầu thuật đệ nhất cao thủ, cũng kém không nhiều. Cái này đại quốc sư mũ cũng không phải tốt như vậy mang. Hàng đầu sư ở giữa tranh đấu, xa xa so hiện giai đoạn châu Á võ lâm bè cánh ở giữa tranh đấu muốn tấp nập được nhiều, cũng thảm liệt được nhiều. Thứ nhất hàng đầu sư đại biểu cho vô thượng vinh quang, cái nào hàng đầu sư bè cánh không muốn cái này cực kỳ tôn vinh danh hiệu. Lịch đại đại quốc sư đều chỉ có một người, mà lại là trung thân chế, cái khác hàng đầu sư muốn thu hoạch được cái này vinh dự, chỉ có một con đường có thể đi đại quốc sư chi vị, xuất hiện trống chỗ. Nói một cách khác, muốn cùng tiền nhiệm đại quốc sư quy thiên mà đi, mới có thể sinh ra mới đại quốc sư. Một chút tự phụ hàng đầu thuật cực kỳ cao minh giảm nhiều đầu sư, thường thường không phục người khác thu hoạch được cái này thứ nhất hàng đầu sư danh hiệu, chủ động hướng đại quốc sư đưa ra khiêu chiến. Đại quốc sư căn bản liền không thể cự tuyệt mặc kệ ngươi có hay không nhận khiêu chiến, người ta trực tiếp hướng ngươi thi pháp. Ngươi không nghênh chiến, cũng chỉ có chết. Bình thường đến nói, loại này đấu pháp chính là sinh tử chi chiến, một khi triển khai, không phân ra sinh tử thắng bại tuyệt sẽ không kết thúc. Bên thắng chính là đại quốc sư, người thua 100% phải chết đường một đầu, không có bất kỳ cái gì may mắn chỗ trống. Ma Cừu trở thành Đan Mạn quốc đại quốc sư, đã 30 năm. Cái này 3 trong 10 năm. Không biết tiếp thụ qua bao nhiêu khiêu chiến, cùng bao nhiêu giảm nhiều đầu sư đấu pháp qua. Lúc đến nay nói, Đan Mạn quốc đại quốc sư vẫn như cũ là hắn, thứ nhất hàng đầu sư địa vị vững như bàn thạch. Nói cách khác, cho tới bây giờ, Ma Cừu đại quốc sư chưa trải qua bất kỳ lần nào thất bại, là chân chính bách chiến bách thắng, đánh khắp Đan Man vô địch thủ. Hiện tại, Lâm Thanh Loan lại muốn Tiêu Phàm đi Ma Cừu đại quốc sư tự mình dừng chân trang viên đi hái xích viêm thảo. Chương 430, bói toán. Tiền bối, Ma Cừu đại quốc sư trong trang viên, có trồng xích viêm thảo. Tiêu Phàm trên mặt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức trịnh trọng hỏi. Cái này xích viêm thảo quý giá như thế, lại trồng tại giảm nhiều đầu sư trong trang viên, chắc hẳn đối giảm nhiều đầu sư mà nói, cũng có trọng yếu công dụng. Nghiêm chỉnh mà nói, không phải Ma Cừu trong trang viên có trồng xích viêm thảo, mà là bởi vì cái chỗ kia có thể sinh trưởng xích viêm thảo, Ma Cừu mới ở nơi đó xây trang viên. Xích viêm thảo hấp thu thiên địa linh khí, âm dương tinh hoa, rất bao nhiêu lợi hại hàng đầu thuật, đều muốn dựa vào, xích viêm thảo, luyện chế đan dược phối hợp mới có thể luyện thành. Tiêu Phàm thầm giật mình, quả nhiên như cùng hắn đoán trước như thế. Bất quá, Tiêu Phàm lập tức lại đưa ra cái thứ hai nghi vấn, chẳng lẽ tại Đan Mạn quốc chỉ có Ma Cừu đại quốc sư trong trang viên mới sinh trưởng, xích viêm thảo. Lâm Thanh Loan lạnh nhạt nói, Đan Mạn quốc có thể lớn bao nhiêu địa phương. Xích viêm thảo, loại này thiên địa linh vật, lại không phải giống cỏ dại đồng dạng, khắp nơi đều có thể sinh trưởng, nhất định phải là tại cực nhiệt chi quốc cực âm chi địa mới có thể dài ra. Cực nhiệt chi quốc cùng cực âm chi địa, vốn là rất mâu thuẫn. Đan Mạn quốc đại bộ phận phân quốc gia ở vào xích đạo phụ cận, cực nhiệt chi quốc là hoàn toàn xứng đáng, nhưng mà càng như vậy, cực nhiệt chi quốc trong quốc gia cực âm chi địa thì càng khó tìm. Nhất là quan trọng chính là,
cũng không phải là tất cả cực nhiệt chi quốc cực âm chi địa đều có thể sinh trưởng ra xích viêm thảo. Thường thường tầm 10 chỗ phù hợp địa điểm, mới trùng hợp có một chỗ mọc ra xích viêm thảo. Xích viêm thảo, trừ đối hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ hà khắc bên ngoài, còn có một cái chỗ đặc biệt liền là sinh trưởng chu kỳ rất dài. Không sai biệt lắm muốn 2 chừng 10 năm mới có thể chân chính thành thục. Không có hoàn toàn thành thục, xích viêm thảo, thuốc họ dược hiệu muốn giảm bớt đi nhiều. Bởi vì cái này đồ vật đối với hàng đầu sư đặc biệt trọng yếu, được xưng là đan mạn quốc, thần dược, nhiều năm qua, thành thục, xích viêm thảo cơ bản đều bị giảm nhiều đầu sư lấy ánh sáng. Một chỗ cực âm chi địa, chỉ có thể sinh trưởng một gốc xích viêm thảo, mà lại bị ngắt lấy về sau, ít nhất phải khôi phục 3-40 năm độ phì của đất, mới có thể tái sinh mọc ra cây thứ hai, xích viêm thảo đến, còn cần cơ duyên xảo hợp mới được. Vì tranh đoạt thành thục, xích viêm thảo, không biết bao nhiêu hàng đầu sư ra tay đánh nhau, sử dụng bạo lực. Ta liền biết, tại ma cưu trong trang viên sinh trưởng ra, xích viêm thảo, về phần địa phương khác có phải là còn có, xích viêm thảo, sinh trưởng, ta cũng không phải là rõ ràng như vậy. Tin tức này, cũng là chúng ta thất diệu cung hải ngoại 89.000% kế mới dò xét nghe được, ma cưu đối ngoại nghiêm mật phong tỏa tin tức, sợ người khác biết hắn trong trang viên có, xích viêm thảo. Tiêu Phàm nhẹ nhàng hít một hơi. Ngay cả ma cưu đại quốc sư đều muốn trăm phương ngàn kế phong tỏa tin tức, rất rõ ràng, thứ nhất hàng đầu sư cũng sợ hãi bị người nhớ thương. Cái này xích viêm thảo đối với hàng đầu sư trọng yếu bực nào, có thể nghĩ. Thậm chí có khả năng để cái khác hàng đầu sư bí quá hóa liều, vì xích viêm thảo, chủ động hướng ma cưu đại quốc sư khởi xướng khiêu chiến. Thanh linh đan, phối phương bên trên những dược vật khác, ta đều có thể phối tề, duy chỉ có xích viêm thảo, không có. Ngươi quyết định rồi sao? Lâm Thanh Loan nhìn về phía Tiêu Phàm, trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo không tín nhiệm thần sắc. Tiêu Phàm không có nhiều lời, nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ cần xích viêm thảo là sinh trưởng ở trên địa cầu, kia liền như là Tiêu Phàm mình lời nói. Dù là lên núi đao xuống biển lửa, sông long đàm náo hang hổ, Tiêu Phàm cũng sẽ không nháy chớp mắt một cái. Lâm Thanh Loan ánh mắt rốt cục thoảng qua lên chút biến hóa. Đáng tiếc, vì ta tìm hiểu đến tin tức này tên kia hải ngoại, vừa vặn có sự tình khác đang bận. Hoàn toàn không thể phân thân, không phải ngược lại là có thể cho ngươi giúp đỡ chút. Đa tạ tiền bối ý đẹp, không có người hỗ trợ, chỉ có thể tự lực cánh sinh, có lẽ phải nhiều tìm chút thời giờ. Lâm Thanh Loan sắc mặt lại là trầm xuống, nói, ngươi cho rằng ngươi có rất nhiều thời gian có thể lãng phí sao? Già nhi trước mắt loại tình huống này, đã là tốt nhất, nhưng là ta cũng duy trì không được quá lâu. Nhiều nhất một cái tháng A, nếu như một tháng sau còn không có chế biến ra, thanh linh đan. Sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, ai đều không thể nào đoán trước. Duy chân tổ sư văn tập bên trong cũng nói được rõ ràng, là Nguyệt Sư. Một tháng, Tiêu Phàm trầm ngâm, chốc lát, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Thanh Loan. Tiền bối, ta cần mượn một gian thanh tịnh gian phòng, tạm dùng một chút. Có thể, lần này, Lâm Thanh Loan ngược lại là rất sảng khoái, cũng không hỏi Tiêu Phàm mượn mật thất dùng một lát, ý muốn như thế nào. Tiêu Phàm đứng người lên, đi tới Tân Lâm trước giường. Chậm rãi ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng lấy nàng gương mặt, mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương chi sắc, lập tức trong tay hàn quang lóe lên, một viên sáng như tuyết liễu diệp phi đao tránh hiện ra, tại Tân Lâm trên ngón giữa nhẹ nhàng một đâm, cực nhanh thu hồi lại. Lâm Thanh Loan sau mi có chút một dương, vẫn là không có mở miệng hỏi. Tiêu Phàm thân là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, làm như vậy khẳng định từ có thâm ý. Lập tức Lâm Thanh Loan đi tới cửa, phân phó Lạc Nguyệt lĩnh Tiêu Phàm đi mật thất. Thất diệu cung tổng đàn, có rất nhiều cung cấp vắng người mặc minh tưởng, nội công thanh tĩnh mật thất. Lạc Nguyệt khom người lĩnh mệnh, rất nhanh liền đem Tiêu Phàm lĩnh tiến vào một gian an tĩnh tiểu trong phòng. Lạc cô nương, ta muốn ở chỗ này cách làm, có thể sẽ dẫn động một ít thiên tượng, mời Lạc cô nương thay ta ngăn lại những người khác, không muốn lầm xông tới, vạn nhất hình thành ngộ thương, liền không tốt. Tiêu Phàm rất chân thành đối Lạc Nguyệt nói. Lạc Nguyệt thoảng qua khẽ giật mình, lập tức nhẹ gật đầu, nói, được rồi. Tiêu chân nhân cứ việc yên tâm thi pháp, sẽ không có người qua tới quấy rầy. Bất quá Tiêu chân nhân cũng phải chú ý, nơi này là ta giáo tổng đàn sở tại địa, Tiêu chân nhân cách làm, dẫn động thiên tượng không nên quá kịch liệt, nhất là không thể gây thương người. Cái này chắc chắn sẽ không, Lạc cô nương yên tâm tốt. Vậy là tốt rồi, phân phó xong Lạc Nguyệt, Tiêu Phàm tiện tay cài đóng cửa phòng. Căn này mật thất phối trí rất đơn sơ, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí cùng gia cụ. Phàm là có thể gây nên người chú ý đổ vật, một mực không có. Đà tọa nhập định, nội tức, tối kỵ nhiễu loạn tâm thần. Ngược lại vừa vặn phù hợp Tiêu Phàm yêu cầu,
Lập tức Tiêu Phàm tại cứng rắn tấm khoanh chân ngồi xuống, lấy ra càn khôn đỉnh, nhẹ nhàng gác lại trước người, trong tay hàn quang lóe lên, Liễu Diệp Phi đao lại nổi lên, treo tại càn khôn đỉnh phía trên, nội lực hơi thúc dục bức, một viên đỏ thắm huyết châu lập tức nhỏ xuống đến trong đỉnh, Tiêu Phàm lại đưa tay trái ra ngón giữa, Liễu Diệp Phi đao tại trên đầu ngón tay nhẹ nhàng một đâm, một giọt máu tươi cũng nhỏ vào càn khôn đỉnh bên trong. Những này quá trình, cùng máu tướng thuật giống nhau y hệt. Bất quá lần này, Tiêu Phàm không phải muốn cho Tân Lâm thôi diễn máu tướng, mà là muốn dùng càn khôn đỉnh xem bói. Tân Lâm cùng Tiêu Phàm nói đêm sinh hoạt chung một chỗ, lại có vợ chồng chi thực, giữa hai người cứ việc không có liên hệ máu mủ, lại hơn xa so với bình thường người thân quan hệ phải mật thiết được nhiều. Tiêu Phàm phải vì Tân Lâm tương lai xem bói, trời cơ che đậy chi lực rất nặng, không thể không bắt đầu dùng bảo vật trấn giáo càn khôn đỉnh, mượn nhờ bảo đỉnh chi lực, đến khám phá che đậy trời cơ. Loại này thuật bói toán, thoát thai từ máu tướng thuật, cũng là vô cực môn đặc hữu bí thuật. Cái khác lưu phái đại thuật sư, dù coi như sẽ loại bí thuật này, không có càn khôn đỉnh phụ trợ, xem bói được đến tin tức cũng sẽ phi thường mơ hồ, độ chính xác rất là giảm xuống. Lạc Nguyệt miệng thảo luận phải lạnh nhạt, kỳ thật trong lòng rất là tò mò. Vô cực môn trưởng giáo chân nhân tự mình tại Thất Diệu Cung tổng đàn sở tại địa cách làm, cái này tại Thất Diệu Cung trong lịch sử, rất có thể hay là lần đầu. Lạc Nguyệt rất muốn tìm tòi hư thực, chỉ là cân nhắc đến hậu quả thực tế quá mức nghiêm trọng, mới liều mạng đè nén xuống lòng hiếu kỳ. Ước chừng 30 phút sau quang cảnh, thủ tại cửa ra vào Lạc Nguyệt rõ ràng cảm giác được trong mật thất thiên địa nguyên khí cuồn cuộn nhấp nhô, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Cùng Tân Lâm không giống, Lạc Nguyệt cứ việc không phải làm âm chi thể, tại huyền học một đạo, lại là người hữu duyên. Đi theo Lâm Thanh Loan học tập thuật pháp nhiều năm, tại thuật pháp bên trên có phần có thành tựu. Bất quá Thất Diệu Cung là giang hồ truyền thừa, không phải thuật pháp truyền thừa, lấy võ học chi đạo làm chủ, thuật pháp chi đạo chỉ là bổ sung luyện tập. Tân Lâm dù không hiểu thuật pháp, tương lai Thất Diệu Cung chủ chi vị, lại tất nhiên muốn truyền thụ cho nàng. Đương nhiên, cung chủ sẽ không thuật pháp, Thất Diệu Cung thuật pháp chi đạo cũng sẽ không như vậy thất truyền. Tỷ như Lạc Nguyệt tương lai sẽ đem nàng sở học, truyền thụ cho Tân Lâm về sau cung chủ người thừa kế. Chỉ là Lạc Nguyệt ngay cả nằm mơ đều không nghĩ tới. Hòa nói cách làm, lại có thể dẫn phát kịch liệt như vậy thiên địa nguyên khí lăn lộn dị tượng. Vị này vô cực môn tuổi trẻ trưởng giáo chân nhân, tại thuật pháp bên trên tạo nghệ, đến cùng cao thâm đến mức nào. Lạc Nguyệt đương nhiên càng sẽ không nghĩ tới, cái này kỳ thật đã là Tiêu Phàm kiệt lực áp chế thiên địa dị tượng kết quả, nếu không, loại này không có khai thác mảy may ra cố biện pháp phổ thông tĩnh thất, chỗ nào có thể trải qua chịu được thi triển có thể so máu tướng thuật bói toán dẫn dắt nguyên khí dị biến. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Phàm mới rốt cục từ trong mật thất đi tới, nhìn qua, sắc mặt so sánh với lúc trước càng thêm tái nhợt một phân, khí tức trên thân cũng hơi có yếu bớt. Ngay cả Lạc Nguyệt đều có thể cảm nhận được Tiêu Phàm khí tức yếu bớt, có thể thấy được lần này thi pháp, tiêu hao tinh lực thực tế không ít. Tiêu Phàm thần tình nghiêm túc vô so, chỉ là hướng Lạc Nguyệt hơi gật đầu, liền nhanh chân hướng về Tân Lâm phòng ngủ đi đến, xem ra xem bói đoạt được kết quả, cũng không khiến người cao hứng. Lạc Nguyệt vội vàng theo sát phía sau. Lâm Thanh Loan ngồi tại bên cạnh bàn, chậm rãi thưởng thức nước trà, thấy Tiêu Phàm vào cửa, lạnh nhạt hỏi, như thế nào? Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, rất không thuận lợi. Quẻ tượng biểu hiện, đâu chỉ là không thuận lợi mà thôi, một nước vô ý, thậm chí có họa sát thân. Dù sao lần này muốn mặt đúng, là toàn bộ Đông Nam Á thần bí nhất giảm nhiều đầu sư, Đan Mạn quốc nước sư cấp bậc cao nhân. Trong truyền thuyết, hàng đầu thuật lại là quỷ dị như vậy huyết tinh, khiến người ta khó mà phòng bị. Lâm Thanh Loan nhìn xem hắn, không lên tiếng. Xin tiền bối chuẩn bị cái khác dược liệu, vãn bối cái này liền chạy tới Đan Mạn Quốc. Trong vòng một tháng, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều sẽ cho tiền bối một cái giá thỏa mãn. Tiêu Phàm hướng Lâm Thanh Loan nhẹ nhàng khẽ khom người, chậm rãi nói. Giá thỏa mãn, trừ phi ngươi đạt được, xích viêm thảo, nếu không, làm sao cho ta hài lòng bàn giao. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lại nếu không nói, đi đến trước giường, cúi người xuống. Tại Tân Lâm trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, lập tức trên mặt hiện lên một vòng vẻ dứt khoát, xoay người, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Dừng lại, Tiêu Phàm mới vừa đi ra cửa phòng, một thân ảnh nhàn rỗi tránh hiện ở trước mặt hắn, một tiếng gào to, ngăn lại đường đi của hắn. Ngữ khí rất là bất thiện. Chương 431, đi cửa nhỏ. Kỳ thật không muốn cùng Hoa bà một tiếng này hô quát, Tiêu Phàm từ lâu đứng vững bước. Đến không phải Hoa bà một người. Tiếng bước chân nườm nượp mà đến, trọn vẹn 5-6 tên nữ tử đứng tại Hoa bà bên người,
trong đó liền bao quát lần trước cùng Hoa bà bà ở chung một chỗ hai tên phụ nữ trung niên, mắt lom lom nhìn qua Tiêu Phàm. Tuy nói là một đám nữ tử, không có nửa cái nam nhân, nhưng khí thế loại này rào rạt tư thế, bình thường nam nhân thật là có điểm sợ hãi đầu. Từ đám nữ nhân này trên thân lộ ra khí tức để phán đoán, đều đều thân thủ cao cường, không có kẻ yếu. Xem chừng tại Thất Diệu Cung, đám nữ tử này cũng là lực lượng trung kiên, khó trách có can đảm xông thẳng tới nơi này, ngăn lại Tiêu Phàm đường đi. Tiêu chân nhân, cái này muốn đi rồi. Hoa bà bà nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Phàm, cười lạnh hỏi. Lão thái thái này tuổi tác tuy cao, lại là gừng quế chi họ, già di cay, một đôi mắt tinh quang lấp lóe, thẳng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, nóng nảy nổ. Hoa bà bà có gì chỉ giáo? Tiêu Phàm lạnh nhạt hỏi, nhìn ra được, Tiêu Thật tâm tình của người ta cũng chưa chắc rất tốt, lời nói đến khách khí, ngữ điệu lại có mấy phân cứng đờ. Tân Lâm tình hình như thế, Tiêu Phàm tâm tình tự nhiên không tốt lên được. Dưới mắt, mỗi một khắc thời gian đối Tiêu Phàm mà nói, đều là rất quý giá, thực tế chỉ hoãn không dậy nổi. Tân Lâm chỉ có thể chờ hắn một tháng. Tiêu chân nhân nói đến là đến, nói đi là đi, quả thực chính là đem chúng ta Thất Diệu Cung như không có gì. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, trên giang hồ nơi nào còn có Thất Diệu Cung nơi sống yên ổn. Hoa bà bà cười lạnh, nói, lại có, chúng ta Thất Diệu Cung thánh nữ, bởi vì ngươi mà thụ dạng này trọng thương, hiện tại sinh tử chưa biết, Tiêu chân nhân chẳng lẽ không nên cho chúng ta một cái công đạo a? Nói, Hoa bà bà giơ lên trúc trượng, trên mặt đất một đòn nặng nề. Đầu này trúc trượng, rõ ràng là mới làm, Hoa bà bà trước kia dùng quen thuộc đầu kia trúc trượng, bị Tiêu Phàm hét dài một tiếng liền hủy đi. Mới làm trúc trượng, nơi nào có trúc già trượng dùng như vậy hợp tay. Vừa nhìn thấy đầu này mới tiệm trúc trượng, Hoa bà bà liền càng thêm tức giận. Tại Thất Diệu Cung, Hoa bà bà có thể xưng nguyên lão, niên kỷ so Lâm Thanh Loan còn phải lớn hơn nhiều, nhất định phải toán sư cửa xếp hạng lời nói, Hoa bà bà hay là Lâm Thanh Loan sư tỷ. Tại cái này lão quân núi sống mấy chục năm, sóng to gió lớn kinh lịch phải nhiều, còn không có giống ba ngày trước như vậy ném qua mặt. Kỳ thật dựa theo chỉ thủy tổ sư cùng Thanh Loan cung chủ ước định, Tân Lâm cái này 7 năm ở giữa, là cho Tiêu Phàm khi cận vệ, vô luận thụ thương nặng cỡ nào, đều là bảo Tiêu vốn phân, Hoa bà bà cái này chất vấn, hảo hảo vô lý. Nhưng như vậy, Tiêu Phàm sao có thể nói ra đến. Liên tâm bên trong đều tuyệt sẽ không có ý nghĩ như vậy. Tại Tiêu Phàm trong lòng, Tân Lâm là người yêu của hắn, là hắn muốn liều mình bảo hộ người yêu. Hoa bà bà, ta hiện tại đang muốn đi cho già nhi xin thuốc, thời gian cấp bách, mời Hoa bà bà cùng các vị tha lỗi nhiều hơn. Tự tiện xông vào Thất Diệu Cung sự tình, cùng già nhi sau khi khỏi bệnh, lại cho Hoa bà bà giải thích. Tiêu Phàm duy trì lễ phép, ôm quyền, chậm rãi nói. Hắc hắc, người trẻ tuổi, người cũng khỏi phải ép buộc ta. Già nhi là ta nhìn lớn lên, tay ta nắm tay dạy qua nàng kiếm pháp. Nàng hiện tại cái dạng này, ta so ngươi đau lòng. Như vậy đi, ta cũng không chậm trễ ngươi vì nàng xin thuốc thời gian. Nhưng ngươi là khách không mời mà đến, không mời mà tới. Thất Diệu Cung tổng đàn đại môn không thể vì ngươi mà ra, ngươi từ cửa nhỏ đi thôi. Chúng ta không ngăn cản ngươi. Tiêu Phàm không khỏi cười. Lão thái thái này, sợ là không biết nàng đang cùng ai nói chuyện a. Đường đường vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân, làm sao có thể đi cửa nhỏ. Tiêu Phàm mặc dù họ cách ôn hòa, lại cũng không đại biểu hắn sẽ không hề có đạo lý từ bỏ nguyên tắc của mình. Vô cực môn thuật pháp lãnh tụ địa vị, tuyệt không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hoa bà bà, các vị sư tỷ, cáo từ. Tiêu Phàm cười cười, nhanh chân hướng về phía trước, đón kia một đống nữ nhân thẳng đi qua. Từ đầu đến cuối, trong phòng Lâm Thanh Loan đều không có lên tiếng, đã không có ngăn cản Hoa bà bà, cũng không có đối Tiêu Phàm nói chuyện, thật giống như một người đứng xem, tránh ở một bên xem náo nhiệt. Hoa bà bà biến sắc, hai mắt tinh quang đại phóng. Tiêu Phàm đây là căn bản liền không có đưa các nàng để vào mắt a. Mắt thấy Tiêu Phàm sải bước đi gần, Hoa bà bà không thể kìm được, bỗng nhiên cắn răng một cái, quát, đã ngươi nhất định phải cùng chúng ta đối nghịch, vậy liền không có ý tứ, đắc tội. Hai tay vung lên, trong tay trúc trượng hô một tiếng, hướng về Tiêu Phàm đỉnh đầu mãnh kích mà hạ. Tiếng gió rít gào, lão bà bà này cứ việc đã năm hơn cổ hy, nhìn qua sớm đã đến gần đất xa trời. Ngay cả đứng cũng không vững, lại là nữ lưu hạng người, ai biết một khi xuất thủ, lại là như thế uy mãnh tuyệt luân, vừa lên đến chính là sát chiêu, không có nửa phân chủ nghĩa hình thức. Lần trước, Tiêu Phàm xuất kỳ bất ý lấy cùng loại sư hống công phu, đánh Hoa bà bà bọn người một trở tay không kịp, không đánh mà thắng chi binh. Hoa bà bà thừa nhận, đơn thuần đọ sức nội lực,
các nàng ai đều không phải Tiêu Phàm đối thủ. Nhưng chiêu thức giống nhau, Tiêu Phàm cũng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần xử a. Cái kia cũng quá bôi nhỏ hắn Vô Cực Môn trưởng giáo chân nhân thân phận. Đường đường Vô Cực Môn trưởng giáo, lật qua lật lại liền sẽ một chiêu như vậy, chỉ biết sắt cuống họng giống, khó coi không khó coi. Lần này, nói cái gì đều muốn buộc hắn xuất thủ, nghiêm túc cùng đoàn người đọ sức một phen. Coi như vẫn như cũ đánh không lại, tối thiểu cũng phải thật tốt sờ dò xét hắn mảnh. Ai ngờ hoa bà hay là mất được rồi, chiêu số chỉ làm một nửa, trúc trượng còn tại giữa không trung, thấy hoa mắt, vậy mà liền mất Tiêu Phàm bóng dáng. Hoa bà giật nảy cả mình, vội vàng hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh đem nện đi ra trúc trượng cho thu hồi lại, một cỗ đại lực bỗng nhiên phản kích lại, trong lúc nhất thời ngực khí huyết cuồn cuộn, thật là khó chịu. Dựa theo vật lý học nguyên lý, nàng toàn lực công kích Tiêu Phàm làm bao nhiêu lực khí, hiện tại thu hồi lại, lực phản kích liền lớn bấy nhiêu. Kém một chút liền tự mình cho mình đả thương. Dừng lại, trở về, ai nha, ngay sau đó, chính là liên tiếp gào to thanh âm cùng binh khí giao va chạm thanh âm. Mỗi người đều là nhìn xem Tiêu Phàm hướng mình đi tới, đều là vừa phát nửa chiêu liền không gặp Tiêu Phàm bóng người. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như hoa bà đồng dạng nội lực thâm hậu, có thể đem nện đi ra binh khí tại nửa đường bên trên ngạnh sinh sinh thu hồi lại. Lập tức binh binh bang bang một trận loạn hưởng, người một nhà cùng người một nhà giao thủ với nhau, hiện trường loạn cả một đoàn. Tiêu Phàm cũng đã đến đoàn người sau lưng, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi hướng cửa chính đi đến, từ đầu đến cuối, hắn đều là thong dong như vậy không bức bách, phảng phất vừa rồi kia như quỷ như mị thân pháp, căn bản cũng không phải là hắn xuất ra, mà là một cái huyễn ảnh đang trêu chọc làm lớn nhà. Mắt thấy Tiêu Phàm ra đại môn, thản nhiên mà đi, hoa bà bọn người từng cái giận xem líu lưỡi, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Nếu không phải tận mắt lời nói, đoàn người thực tế không thể tin được. Trên đời này lại còn có thần kỳ như vậy vô so thân pháp bộ pháp, cứ như vậy hướng về đoàn người đi tới, quả thực là đánh không trúng hắn. Lại thoáng chớp mắt, Tiêu Phàm ngay tại ngoài cửa lớn chuyển qua một ngã rẽ, lại cũng không nhìn thấy. Hoa bà không khỏi giận tím mặt, lớn tiếng nói, cung chủ, vì cái gì không giáo huấn một chút hắn. Các nàng cố nhiên lưu không được Tiêu Phàm, Thanh Loan cung chủ không giống. Thất Diệu cung cung chủ cùng môn hạ đệ tử chi ở giữa chênh lệch, là rõ ràng. Mặc dù cũng không phải là mỗi vị cung chủ đều thân phụ làm âm chi thể, lại không có chỗ nào mà không phải là thiên phú kiệt xuất kỳ tài. Thanh Loan cung chủ nếu như thân tự xuất thủ, Tiêu Phàm còn có thể nhẹ nhàng như vậy đi rơi. Xem toàn bộ Thất Diệu cung như không, quả thực khinh người quá đáng. Thanh Loan cung chủ khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, sư tỷ, còn nhớ rõ năm đó Chỉ Thủy chân nhân a. Hoa bà biến sắc, trùng điệp hừ một tiếng. Chỉ Thủy tổ sư là các nàng thế hệ này Thất Diệu cung đệ tử ác mộng, thật giống như một cái vạn trượng chi cao đại sơn, vắt ngang tại đoàn người trước mặt, xuyên thẳng vân tiêu, cả đời này nằm mơ đều khó mà vượt qua. Vừa nhắc tới Chỉ Thủy tổ sư, ngay cả kiệt ngạo bất tuần hoa bà trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Năm đó, Chỉ Thủy tổ sư cứ việc không có giống Tiêu Phàm dạng này, xông vào Thất Diệu cung tổng đàn, xem như cho đoàn người đều lưu lại chút mặt mũi. Nhưng trên thực tế, Thất Diệu cung tại Chỉ Thủy tổ sư trong tay cũng không có chiếm được nửa chút lợi lộc. Bị bất đắc dĩ, đem bản phái thánh nữ, cung chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất đưa cho người ta đồ đệ đi làm cận vệ kiêm nha hoàn, coi là mỗi người đều có thể tâm bình khí hòa tiếp nhận a. May mắn Chỉ Thủy tổ sư lập tức liền đem vị trí trưởng giáo truyền cho Tiêu Phàm, để Thất Diệu cung chúng nữ trong lòng kìm nén kia cỗ ác khí, hoặc nhiều hoặc ít lắng lại mấy phân. Vô Cực môn trưởng giáo chân nhân thân phận địa vị đáng tôn sùng cỡ nào? Tân Lâm một mực đi theo hắn, cũng không tính quá bôi nhọ. Tiêu Phàm mặc dù trẻ tuổi, sớm đã được Chỉ Thủy chân nhân chân truyền, ta không có cùng hắn trực tiếp giao thủ, cũng có thể cảm giác được, người trẻ tuổi kia tu vi, không tại thời kỳ toàn thịnh Chỉ Thủy chân nhân phía dưới. Các ngươi lưu không được hắn, cũng không mất mặt. Nói đến đây, Lâm Thanh Loan thoảng qua dừng một chút, tùy theo ung dung nói, đừng bảo là các ngươi, trên thế giới này có thể lưu được hắn người, thật đúng là rất rất ít. Lần này, có phải là có thể luyện ra, thanh linh đan, già nhi có phải là có thể bình yên vô sự, đều xem hắn. Dưới mắt tình huống này, hắn mỗi một khắc thời gian, mỗi một phân thể lực, đều là quý giá, quyết không thể tùy tiện lãng phí. Chỉ bằng một mình hắn, hoa bà sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nhíu mày hỏi. Hiển nhiên, hoa bà biết Lâm Thanh Loan phân phó Tiêu Phàm một cái dạng gì nhiệm vụ. Duy chân tổ sư văn tập bên trên các loại ghi chép, chắc hẳn hoa bà cũng là bái đã học qua. Đây chính là hàng đầu thuật quốc sư, nếu không, thông chi Tiểu Yến các nàng, cho hắn đánh người trợ giúp. Việc quan hệ Tân Lâm an nguy,
thậm chí quan hệ đến toàn bộ Thất Diệu Cung tương lai, Hoa bà bà cũng không thể không cưỡng chế trong lòng mình đối Tiêu Phàm bất mãn tại phẫn uất, trịnh trọng kỳ sự hướng Lâm Thanh Loan đề nghị. Cái gọi là Tiểu Yến các nàng, hẳn là Lâm Thanh Loan vừa mới đề cập tới Thất Diệu Cung hải ngoại đệ tử. Lâm Thanh Loan lại là nhẹ nhàng cười khổ một tiếng, nói, sư tỷ, vô dụng. Tiểu Yến các nàng tìm hiểu một chút bên ngoài tin tức vẫn được, muốn giúp đỡ Tiêu Phàm đại ân, cơ bản không có khả năng. Tiêu Phàm gì cùng dạng người, mà Cửu Đại Quốc Sư lại là gì cùng dạng người. Loại này cấp bậc tuyệt đỉnh cao thủ đấu pháp, Tiểu Yến các nàng sao có thể nhúng tay phải đi vào. Không cẩn thận, chính là phấn thân toái cốt đại họa. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn, đánh cược một keo giả nhi vận khí đi. Người trẻ tuổi kia đối giả nhi, tựa như là thật lòng. Chương 432, người biết chuyện. Lĩnh Nam bỏ bớt sẽ, Nam Phương thành phố. Kim Dê khách sạn quán cà phê. Tiêu Phàm sống một mình một góc, trước mặt gỗ hồ đào bàn trà nhỏ bên trên, trưng bày một chén nhiệt khí lượn lờ trà xanh, Tiêu trưởng giáo rất chân thành lật xem một bản tiếng Anh sổ. Đây là nước Mỹ quốc gia địa lý học xuất bản quốc gia địa lý. Nhà lữ hành tạp chí, kỳ này tạp chí cường điệu giới thiệu Đan Mạn quốc giáp 6 đảo địa lý tình huống, cùng nơi đó thổ dân một chút phong thổ dân tình. Nam Dương quần đảo thổ dân chủng tộc nhiều, cấm kỵ chi thần bí, đoán chừng là thế giới số 1, Phi Châu cổ lão thổ dân đều xa còn lâu mới có thể tới tướng so. Chỉ là bởi vì Nam Dương quần đảo bị đại dương vây quanh, rất ít có người lữ hành cùng nhà thám hiểm xâm nhập quá bộ lạc thổ dân trung tâm, vì vậy kỳ danh không rõ. Rời đi lão quân núi về sau, Tiêu Phàm liền ngựa không dừng vó đi về phía Nam Phương đuổi. Cho tới bây giờ, hắn đối sẽ phải gặp phải thế cục, ép căn bản không hề cái gì nhận biết. Mà Cưu Đại Quốc Sư cùng hắn trang viên, giờ phút này tại Tiêu trưởng giáo trong đầu, vẫn chỉ là hai cái ký hiệu, không có chút nào trực quan nhận biết. Mà Cưu Đại Quốc Sư đến cùng là cái hạng người gì, thuộc tại chủng tộc gì, hắn trang viên ở vào giáp 6 đảo nơi nào, Tiêu Phàm hoàn toàn không biết gì. Mà Cưu Đại Quốc Sư bản thân là ở lại trong hoàng cung, hay là ở tại trong trang viên, Tiêu Phàm cũng vẫn là hoàn toàn không biết gì. Chỉ là căn cứ lẽ thường phỏng đoán. Mà Cưu nếu là Đan Mạn quốc hoàng thất khâm phong đại quốc sư, hoàng thất cùng hoàng cung đương nhiên thủ hộ giả, như vậy hẳn là ở lại trong hoàng cung mới đúng. Tiêu Phàm tại Nam Phương thành phố dừng lại, là vì chờ Cơ Khinh Sa. Quẻ tượng biểu hiện, lần này Nam Dương chuyến đi, thế mà cùng Cơ Khinh Sa có quan hệ. Tiêu Phàm mặc dù tạm thời không biết nguyên nhân, hay là cho Cơ Khinh Sa gọi điện thoại, đồng thời minh xác yêu cầu Cơ Khinh Sa đi Nam Phương thành phố cùng hắn hội hợp. Dưới tình huống bình thường, Tiêu Nhất Thiếu sẽ không như vậy vô lễ. Nếu là mình muốn cầu cạnh Cơ Khinh Sa, như vậy đương nhiên Tiêu Phàm hẳn là chạy tới kinh sư hoặc là cửa sắt thành phố, tiến đến tiếp Cơ Khinh Sa, nào có để người ta ngàn dặm xa xôi đuổi tới Nam Phương thành phố cùng mình gặp mặt đạo lý. Chỉ là tình huống trước mắt đặc thù, Tân Lâm chỉ có thể chờ hắn một tháng, Tiêu Phàm bây giờ không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn, chỉ có thể ủy khuất Cơ Khinh Sa một lần. Cũng may Cơ Khinh Sa khéo hiểu lòng người, không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Lập tức lên đường chạy tới Nam Phương thành phố, một câu đều không có hỏi nhiều. Tiêu Phàm chiêu mộ quá gấp, tất nhiên có chân chính chuyện khẩn cấp. Tiêu Phàm thì lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng thời gian, tận lực hiểu rõ Đan Mạn quốc tình huống. Nước Mỹ quốc gia địa lý học xuất bản tạp chí, chân thực họ vẫn còn rất cao, tương đối có tham khảo ý nghĩa. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết, dù coi như là quốc gia địa lý xuất bản nhà lữ hành tạp chí, cũng chỉ có thể giảng thuật một chút ra mao. Quốc gia địa lý học sẽ nhân viên tạm thời, không có khả năng xâm nhập đến nơi đó thổ dân tụ cư rừng cây chỗ sâu đi, càng không khả năng tiến vào Ma Cưu Đại Quốc Sư trong trang viên. Nhưng kỳ này nhà lữ hành tạp chí, thật đúng là để Tiêu Phàm có đại thu hoạch. Trên tạp chí, thế mà đăng Ma Cưu Đại Quốc Sư ảnh chụp. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một chương chụp ảnh chung, Đan Mạn quốc hoàng thất thành viên chủ yếu cùng hoàng cung trọng yếu chấp sự người chụp ảnh chung. Ma Cưu Đại Quốc Sư tại chương này chụp ảnh chung bên trong. Vị trí 10 điểm đột xuất, liền đứng tại Đan Mạn quốc Su Đăng bên phải, bên trái thì là Đan Mạn quốc Hoàng hậu. Hoàng thất thành viên khác, bao khỏa Su Đăng mấy vị hoàng tử cùng công chúa ở bên trong, chỗ đứng vị trí cũng không bằng Ma Cưu Đại Quốc Sư như vậy dễ thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Ma Cưu Đại Quốc Sư tại Đan Mạn quốc địa vị, là đáng tôn sùng cỡ nào. Từ trên tấm ảnh nhìn, Ma Cưu Đại Quốc Sư vóc dáng không cao, người cũng tương đối thon gầy, giữ lại một bộ hoa dâm sợi dâu. Tu bổ đến mức rất chỉnh tề, mang theo Đan Mạn quốc truyền thống đồ trang sức, dung mạo cũng không xuất chúng. Nhưng kia cố bế nghễ quần hào cao ngạo chi khí, dù coi như là tại trong tấm ảnh cũng thanh thanh sở sở biểu hiện ra. Thậm chí đứng tại chính bên trong vị trí,
bị mọi người như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh Đan Mạn quốc Su Đăng, trên khí thế cũng kém xa Tít Táp. Đây là giết ra đến ngạo khí, đã đánh bại vô số lợi hại hàng đầu sư về sau, cho dù ai cũng sẽ là loại thần thái này. Qua nhiều năm như vậy, cũng không biết có bao nhiêu đầu tính mệnh, phá hủy ở Ma Cưu Đại Quốc Sư trên tay. Tiêu Phàm cẩn thận chu đáo lấy Ma Cưu Đại Quốc Sư ảnh chụp, người này song mi tà phi nhập tấn, đôi mắt sát khí lộ ra ngoài, không hề nghi ngờ, Ma Cưu là loại kia cực kỳ tự tin thậm chí bảo thủ họ cách. Loại này họ cách người, đàm phán thủ pháp trên cơ bản đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng, tuyệt không phải có thể bị người dùng ngôn ngữ thuyết phục người. Tiêu Phàm song mi, nhẹ nhàng nhào. Chí ít cho tới bây giờ, hắn còn không có muốn cùng Ma Cưu Đại Quốc Sư cứng đối cứng lưỡi lê thấy đỏ dự định. Cư Nam Dương thứ nhất hàng đầu sư chi vị rủ xuống 30 năm, chưa bại một lần nhân vật, không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý cùng hắn sử dụng bạo lực. Dù coi như là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, cũng không tốt tùy tiện dưới dạng này quyết tâm. Chỉ cần có một phần khả năng, Tiêu Phàm đều muốn tranh thủ cùng Ma Cưu Đại Quốc Sư đàm phán. Nhìn xem có đồ vật gì có thể đả động vị này thứ nhất hàng đầu sư, cùng hắn trao đổi xích viêm thảo. Nhưng Ma Cưu Đại Quốc Sư loại này tướng mạo, lập tức để Tiêu Phàm cảm giác được, đàm phán độ khó tăng lên gấp bội. Một ít, chuyện gì vội vã như vậy a? Đang chìm ngâm ở giữa, chóp mũi làn gió thơm phun trào, giày cao gót gõ sàn nhà thanh thúy tiếng vang, đã đến trước mặt, Cơ Khinh Sa mang theo thanh âm khàn khàn, nghe vẫn như cũ như vậy họ cảm giác mê người. Cơ Khinh Sa một thân hợp thể đồ công sở. Đưa nàng ngạo nhân dáng người bao khỏa phải lồi lõm sáng long lanh, đường cong tất trình, đẹp không sao tả xiết. Từ vừa vào cửa, Cơ Khinh Sa liền hấp dẫn quán cà phê cơ hồ mọi ánh mắt, vô luận nam nữ, đều kìm lòng không đặng nhìn sang. Trong mắt nam nhân tất cả đều là hâm mộ, nữ trong mắt người thì tràn đầy đố kỵ. Cơ Khinh Sa mặc kệ đi tới chỗ nào, đều là các nữ nhân đố kỵ đối tượng. Loại kia đoan trang cùng vũ mị, cao quý cùng yêu dã hỗn hợp lại cùng nhau khí chất, đối với bất kỳ nam nhân nào đều là không thể chống cự trung cực sát chiêu. Tiêu Phàm buông xuống tạp chí, hướng Cơ Khinh Sa cùng theo sát phía sau Phạm Nhạc nhẹ gật đầu, cũng không có cái gì lời khách khí. Cơ Khinh Sa tại Tiêu Phàm đối diện ngồi xuống, Phạm Nhạc đang đánh hoành tương bồi. Trẻ tuổi tuấn lãng nhân viên tạp vụ lập tức cùng đi qua, ân cần xin hỏi. Cơ Khinh Sa điểm cà phê, Phạm Nhạc điểm trà xanh. Tiêu Phàm đem nhà lữ hành tạp chí nhẹ nhàng đẩy lên Cơ Khinh Sa trước mặt, nhẹ nói, ngươi xem một chút cái này tấm hình. Cơ Khinh Sa mỉm cười, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng vung mạnh, ngay tại trên tấm ảnh đảo qua, gương mặt xinh đẹp lập tức biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn về phía Tiêu Phàm, thấp giọng nói, không phải đâu, một ít, người muốn đi tìm Ma Cưu Đại Quốc Sư. Cơ Khinh Sa thông minh cơ trí, là không thể nghi ngờ. Quét qua chương này chụp ảnh chung, lập tức liền biết, Tiêu Phàm mục tiêu là Ma Cưu Đại Quốc Sư, không phải những người khác. Quốc gia tông giáo cục một cái nhàn rỗi phó trưởng phòng. Cùng Đan Mạn quốc nguyên thủ quốc gia ở giữa, không có khả năng phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Nhưng vô cực môn đương đại trưởng giáo chân nhân tại thuật pháp giới địa vị, lại cơ bản cùng Ma Cưu Đại Quốc Sư tại hàng đầu giới địa vị tương đương, xem như cùng một tầng cấp đại cao thủ. Nếu như không phải muốn cùng Ma Cưu Đại Quốc Sư phát sinh một loại nào đó gặp nhau, Tiêu Phàm sẽ không vô duyên vô cớ khẩn cấp triệu hoán nàng chạy đến Nam Phương thành phố gặp mặt, càng sẽ không giải thích được đem chương này chụp ảnh chung cho nàng nhìn. Chỉ là Cơ Khinh Sa thực tế có chút không tưởng tượng ra được, Tiêu Phàm có chuyện gì, cần cùng Ma Cưu Đại Quốc Sư phát sinh gặp nhau. Người biết hắn, lúc này, đến phiên Tiêu Phàm giật mình, Cơ Khinh Sa động tác mới vừa rồi quá nhanh, cơ hồ chỉ quét ảnh chụp một chút, lập tức liền mở miệng xin hỏi, Tiêu Phàm cơ bản có thể khẳng định, Cơ Khinh Sa không có đi nhìn dưới tấm ảnh những cái kia văn tự chú thích. Kia liền chỉ có một cái khả năng Cơ Khinh Sa đã sớm gặp qua Ma Cưu Đại Quốc Sư, chỉ ít thấy qua hình của hắn không chỉ một lần hai lần. Ma Cưu Đại Quốc Sư rõ ràng không phải Đông Phương giống người Mông Cổ, mà là thuộc về Nam Dương thổ dân chủng tộc, thật giống như người ngoại quốc nhìn người Hoa đồng dạng, thô thô xem xét, tướng mạo đều không khác mấy. Người Hoa nhìn Nam Dương thổ dân chủng tộc, tướng mạo cũng không có khác nhau lớn gì, nhất là Đan Mạn quốc rất nhiều nam nhân, đều không ngoại lệ giữ lại râu quai nón, liền càng khó phân biệt hơn nhận. Một chút liền nhận ra, kia nhất định phải đối người này quen thuộc dị thường. Cơ Khinh Sa liền cười lên. Nói ta không biết hắn, nhưng ta đối với hắn rất quen thuộc. Ta trước kia, chính là tại Đan Mạn quốc du học. Tại Đan Mạn quốc du học, Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc. Đầu năm nay, người nước Hoa ra nước ngoài học cũng không hiếm thấy, thậm chí ẩn ẩn trở thành một loại nào đó thời thượng cùng trào lưu. Rất nhiều người tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy, nhưng bình thường mà nói,
đoàn người đều lựa chọn đi bên kia bờ đại dương nước Mỹ, Canada, hoặc là Thái Bình Dương bên trên Australia cùng New Zealand, nếu không phải là châu Âu. Có rất ít người đi Đan Mạn quốc du học, Tiêu Phàm chỉ biết, Cơ Khinh Sa là tại ra nước ngoài học lúc, vội vàng chạy về quốc nội tiếp trưởng Cơ Thị tập đoàn cùng nàng lão tử lưu lại khổng lồ dưới mặt đất Vương quốc. Về phần Cơ Khinh Sa là tại quốc gia nào du học đào tạo sâu, nhưng không có hỏi thăm qua. Nhưng Tiêu Phàm không nghĩ tới là tại Đan Mạn quốc du học. Đan Mạn quốc có cái gì tốt chuyên nghiệp, có thể hấp dẫn Cơ Khinh Sa dạng này người. Dù coi như lúc kia, Cơ Khinh Sa phi thường trẻ tuổi, thậm chí là tuổi nhỏ, nhưng Hà Lạc phái dòng chính truyền nhân, quyết không thể cùng những cái kia chân chính cái gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải nói nhập làm một. Cơ Khinh Sa đi Đan Mạn quốc du học, nhất định có không tầm thường lý do. Cơ Khinh Sa tự nhiên lý giải Tiêu Phàm nghi hoặc, cười cười, nói, một ít, có lẽ ngươi không phải rõ ràng như vậy, Đan Mạn quốc tông giáo, xa xa so với chúng ta trong nước muốn hưng thịnh. Đạo giáo tại Đan Mạn quốc địa vị cũng không thấp, nhất là tại giáp sáu đảo rơi giả bang, đạo giáo thế lực phi thường lớn, một chút cổ lão đạo gia điển tịch. Ở trong nước sớm đã thất truyền, nhưng ở rơi giả bang Hoa Nhân Đại học trong thư viện, ngẫu nhiên còn có thể tìm tới nguyên trang chính bản. Đều là năm đó những cái kia sông Nam Dương người Hoa tiên tổ tùy thân mang theo dẫn đi. Chúng ta Hà Lạc phái hai bản cổ tịch, chính là tại rơi giả bang Hoa Nhân Đại học thư viện tìm tới. Thì ra là thế, khó trách Cơ Khinh Sa muốn đi Đan Mạn quốc du học, kỳ thật liền là hướng về phía bên kia đạo giáo hưng thịnh cùng cổ lão điển tịch đi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đưa tay chỉ kia tấm hình, hỏi cùng vị này đại quốc sư, lại có quan hệ gì? Cơ Khinh Sa sắc mặt lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Mắt nhìn Ma Cưu đại quốc sư ảnh chụp, nhẹ nhàng hít một hơi, bộ ngực đầy đặn cao cao phồng lên, chậm rãi nói, Ma Cưu đại quốc sư nguyên quán, ngay tại rơi giả bang. Hắn là rơi giả bang thổ dân rơi giả người, tinh thần đồ đằng. Chương 433, rắc rối phức tạp lạc giả thành. Tiêu Phàm song mi nhào càng chặt hơn, ngươi không phải nói, rơi giả bang đạo giáo thế lực phi thường lớn a? Đã rơi giả bang đạo giáo thế lực phi thường lớn. Như vậy như thế nào lại xuất hiện một vị uy chấn Đan Mạn quốc 30 năm thứ nhất hàng đầu sư? Có vị này thứ nhất hàng đầu sư, đạo giáo thế lực như thế nào lại phát triển an toàn? Há không nghe giường nằm chi bên cạnh không cho người khác ngủ ngáy? Tiêu Phàm nhưng không tin tưởng lắm, tại như vậy vắng vẻ địa phương, hai đại giáo phái có thể ở chung hòa thuận, hai bên cùng ủng hộ. Cơ Khinh Sa bưng lên nhân viên tạp vụ đưa tới cà phê uống một ngụm, thấp giọng nói cái gọi là thế lực phi thường lớn. Là một cái tương đối khái niệm. Rơi giả bang địa vực 10 điểm rộng rãi, là giáp 6 ở trên đảo lớn nhất một cái bang, nhân khẩu số lượng cũng rất nhiều. Lạc Gia Thành là người Hoa chỗ tụ họp, người cũng biết, đồng bào của chúng ta ở nước ngoài, đơn đả độc đấu đều là tốt, đoàn kết tinh thần hơi kém chút. Tại Lạc Gia Thành người Hoa khu quần cư, đạo giáo thế lực rất lớn. Trải qua mấy chục năm không ngừng tranh đấu, đem Phật giáo thế lực đuổi ra Lạc Gia Thành. Nhưng là cùng nơi đó thổ dân hàng đầu thế lực tương đối, liền kém xa. Rơi giả bang là toàn bộ Đan Mạn quốc hàng đầu thế lực cường đại nhất bang, các loại hàng đầu bè cánh san sát, đại đại nho nhỏ hàng đầu bè cánh, không sai biệt lắm có 1-20 cái đi. Người Hoa ngay tại chỗ nhân khẩu đông đảo, bình thường đến nói, lại tương đối giàu có, xem như hiện thực xã hội trung kiên giai tầng, cùng kiến trúc thượng tầng quan hệ cũng phi thường tốt. Không ít hàng đầu bè cánh cùng giảm nhiều đầu sư đều nguyện ý cùng nơi đó người Hoa lãnh tụ giữ gìn mối quan hệ. Ma Cưu đại quốc sư xuất thân hàng đầu sư bè cánh, lấy nơi đó thổ dân ngôn ngữ đến xưng hô, gọi, không cổ phái, tại lúc ấy cũng không tính là đại phái, nhiều nhất xem như một trong đó chờ hàng đầu sư lưu phái, đừng bảo là cùng những cái kia thời kỳ cường thịnh giảm nhiều đầu lưu phái đánh đồng, coi như cùng Lạc Gia Thành toàn chân đạo tương đối mà nói, thế lực cũng có vẻ không bằng. Về sau bởi vì ra Ma Cưu dạng này một thiên tài giảm nhiều đầu sư, tại đấu pháp bên trong, thất bại rơi giả bang cơ hồ toàn bộ đại lưu phái đỉnh tiêm hàng đầu sư, không cổ phái, mới bỗng nhiên tấn mãnh phát triển, lúc đến nay nói, đã trở thành rơi giả bang thứ nhất giảm nhiều đầu lưu phái, môn nhân đông đảo. Bất quá liền xem như dạng này, không cổ phái cũng vẫn là khó mà tại rơi giả bang nhất thống thiên hạ. Từ xưa đến nay, Đan Mạn quốc thứ nhất hàng đầu sư, đi ra không ít. Cơ hồ không có người nào có thể chân chính nhất thống giang hồ. Cái khác bè cánh giảm nhiều đầu sư, cũng không phải ăn chay. Đơn đả độc đấu có lẽ không phải, thứ nhất hàng đầu sư, đối thủ, nếu là bị bức gấp, mọi người liên thủ nhất trí, thứ nhất hàng đầu sư, mạnh hơn, cũng khó có thể ngăn cản. Cho nên, chỉ cần không phải quá bén nhọn mâu thuẫn, hàng đầu bè cánh ở giữa, bình thường đều là lấy hiệp thương thủ đoạn đến giải quyết.
Cơ Khinh Xa không chậm không nhanh nói, đem rơi giả bang các loại hàng đầu lưu phái cùng đạo giáo lưu phái tình huống, làm cái nói rõ đơn giản. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, nghe vào, có điểm giống là tam quốc hỗn chiến ý tứ. Xác thực có như vậy chút ý tứ. Hoa người nắm giữ trong tay to lớn tài phú, ngay tại chỗ các phái thế lực bên trong, cũng là một cái rất lớn thẻ đánh bạc. Dù sao tại xã hội hiện đại, kiến trúc thượng tầng là cùng tài phú liên thủ. Hàng đầu xưa tại Đan Mạn quốc nhận phổ biến tôn trọng, cũng không đại biểu bọn hắn có thể không nhìn thế lực khác. Tổng thể đến nói, là một loại tương hỗ y tồn, lại tranh đấu lẫn nhau quan hệ. Tam quốc cuối cùng nhất thống, Đan Mạn quốc hàng đầu bè cánh cùng cái khác tông giáo lưu phái, muốn nhất thống, cơ hồ là không thể nào. Tiêu Phàm nói, rơi giả bang đạo gia truyền thừa, là Long Môn phái nhánh sông. Đạo giáo Long Môn phái, là toàn chân giáo chi nhánh, Minh Thanh thời kỳ cực độ cường thịnh, một trận trở thành toàn chân đạo đại biểu. Đạo giáo lưu phái, Long Môn nửa thiên hạ, cái này nhất lưu phái, tôn toàn chân đạo Trường Xuân chân nhân Khâu Sử Cơ vì tổ sư. Đội tổ tại đạo giáo lưu phái bên trong địa vị cực kỳ cao thượng, từng bị Gen Ta tổ thành Cát Tư Hãn tôn xưng là thần tiên, chiếu mệnh đội tổ trưởng quản thiên hạ đạo giáo. Cơ Khinh Xa nhẹ gật đầu, nói, là Long Môn phái chi hệ, mà lại truyền thừa 10 điểm chính tông. Đúng, một ít, làm sao bỗng nhiên đối Ma Cừu Đại Quốc sư cảm thấy hứng thú như vậy rồi. Nói đến đây, Cơ Khinh Xa trong mắt toát ra một vòng ý tò mò, còn kèm theo một tia loáng thoáng tâm tình khẩn trương. Ta không phải đối Ma Cừu Đại Quốc sư cảm thấy hứng thú, mà là đối với hắn trong trang viên một gốc dược thảo cảm thấy hứng thú. Dược thảo, sẽ không là, Xích Viêm Thảo, a. Không đợi Tiêu Phàm nói xong, Cơ Khinh Xa liền kém một chút lên tiếng kinh hô, gấp vội vươn tay che lại đỏ chói miệng nhỏ, Vũ Mị hai mắt trợn thật lớn, thẳng vào nhìn qua Tiêu Phàm, mảy may cũng không che giấu mình kinh ngạc. Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng một dương, hỏi ngược lại, ngươi cũng biết, Xích Viêm Thảo. Thật sự chính là, Xích Viêm Thảo. Cơ Khinh Xa càng thêm trợn mắt hốc mồm, giật mình thần sắc, ngay cả Tiêu Phàm đều âm thầm nhíu mày. Tiêu Phàm trong lòng rất rõ ràng, Cơ Khinh Xa cũng không phải bên ngoài đồng hồ xem ra như thế kiểu diễm vũ mị nhược nữ tử. Thủ đoạn cao minh lợi hại, bình thường cái gọi là tinh anh nam sĩ, căn bản liền khó mà nhìn theo bóng lưng. Mà bây giờ bất quá là nâng lên Xích Viêm Thảo, người còn tại Nam Phương thành phố, cách Đan Mạn quốc kém lấy cách xa vạn dặm, Cơ Khinh Xa thế mà liền đã khẩn trương như vậy, giống như sợ cái kia Ma Cừu Đại Quốc sư ở xa nghìn dặm xa liền nghe tới bọn hắn mưu đồ. Chố mắt thật lâu, Cơ Khinh Xa mới thở phào một hơi, nở nụ cười khổ, đem thanh âm ép tới thấp hơn, nói, một ít, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta khuyên ngươi hay là ngẫm lại biện pháp khác đi. Xích Viêm Thảo, thực tế không phải thích hợp mục tiêu. Xích Viêm Thảo, thật trọng yếu như vậy. Tiêu Phàm lông mày nhau càng chặt hơn. Cơ Khinh Xa ngập nước đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm, thần sắc trên mặt cực độ nghiêm túc, chậm rãi nói, một ít, ta chỉ có thể nói, đối bất kỳ một cái nào hàng đầu sư mà nói, Xích Viêm Thảo, không phải trọng yếu, là không phải thường phi thường trọng yếu. Thật giống như ta lạc giáp, nếu như tính mệnh du quan thời điểm, ta vẫn là sẽ vứt bỏ rơi, nhưng, Xích Viêm Thảo, có hàng đầu sư cho dù chết, cũng sẽ không buông tay. Vì cái gì, lần này, ngay cả Tiêu Phàm đều có chút không hiểu. Một gốc dược thảo, coi như lại chân quý lại nghịch thiên, chẳng lẽ còn có thể so mạng của mình càng đáng tiền. Thế nhưng là Cơ Khinh Xa nhất quán đều không phải loại kia sẽ nói chuyện giật gân họ cách, nói đến trịnh trọng như vậy việc, có thể thấy được lời nói không ngoa. Bởi vì, tại hàng đầu thuật bên trong, Xích Viêm Thảo, nguyên vốn là có khởi tử hồi sinh công năng. Vô luận cái nào hàng đầu bè cánh, nếu có, Xích Viêm Thảo, luyện chế đan dược phụ trợ, cao thâm đến đâu lại chật vật hàng đầu thuật đều có thể luyện thành. Một ít, không biết người đối hàng đầu thuật lý giải, xâm nhập đến loại trình độ nào. Thỉnh giảng, Tiêu Phàm nghe được 10 điểm nghiêm túc, mặc dù hắn đối hàng đầu thuật cũng có chỗ nhận biết, nhưng rõ ràng không thể cùng Cơ Khinh Xa tướng so, Cơ Khinh Xa thế nhưng là tại Lạc Già Thành sinh hoạt qua một đoạn thời gian, thân thể sẽ tuyệt đối so Tiêu Phàm tại trong sách vở được đến ấn tượng càng thêm trực quan. Hàng đầu thuật rất lợi hại, nhưng theo ta được biết, hàng đầu thuật phản phệ cũng là các đại thuật pháp lưu phái bên trong cường liệt nhất. Càng cao minh hơn càng lợi hại hàng đầu thuật, phản phệ chi lực cũng càng mạnh. Có không ít hàng đầu sư, không phải chết tại đấu pháp bên trong, mà là chết tại mình hàng đầu thuật phản phệ phía dưới. Tỷ như, quỷ hàng, bình thường hàng đầu sư là không được, chỉ có cao minh giảm nhiều đầu sư mới có thể, xúc quỷ. Bất quá liền xem như giảm nhiều đầu sư, bình thường cũng chỉ nuôi một đôi quỷ, nhiều, hàng đầu sư điều khiển không được, liền sẽ bị âm quỷ phản phệ. Xích Viêm Thảo, liền có loại này thay cướp công năng.
Nếu như tại Cao Minh hàng đầu thuật thời điểm ngoài ý muốn nổi lên, có một viên, xích viêm thảo, luyện chế đan dược nơi tay, liền có thể đem phản phệ chi lực chuyển di ra ngoài, mình trốn qua một kiếp. Nếu là một gốc hoàn chỉnh, xích viêm thảo, kia càng là bảo vật vô giá. Liền xem như bị mất mạng tại chỗ, chỉ cần đem hoàn chỉnh, xích viêm thảo, sinh ăn vào, cũng có thể lập tức khởi tử hồi sinh. Quá tốt, còn không có cùng Cơ Khinh Sa nói xong, Tiêu Phàm liền thấp giọng hô một tiếng, đầy mặt vui mừng. Cơ Khinh Sa lập tức liền đầy mắt tiểu tinh tinh, một thiếu, nàng thực tế khó có thể lý giải được, không biết Tiêu Phàm lúc này lớn tiếng gọi tốt là cái có ý tứ gì. Cơ Tổng, không nói gạt ngươi, xích viêm thảo, công hiệu càng mạnh, ta liền càng cần, đối giả nhi đến nói, hiệu quả liền sẽ càng tốt. Tân cô nương, nàng làm sao rồi, Cơ Khinh Sa lập tức toát ra 10 điểm chú ý thần sắc. Tiêu Phàm cũng không giấu giếm, lập tức đem Tân Lâm thụ thương tiền căn hậu quả cùng mắt tình hình trước mắt hướng Cơ Khinh Sa làm nói rõ. Thì ra là thế, Cơ Khinh Sa thì thào nói, trách không được vài ngày trước, Tử Vi Đế Tinh cùng Sao Thiên Lang đều xuất hiện dị tượng, thiên địa lực lượng tứ ngược, ngay cả ở xa cửa sắt Cơ Khinh Sa đều quan trắc đến, lại không nghĩ rằng là Tiêu Phàm cùng đồng môn sư huynh đệ tại cùng người khác đấu pháp. Cũng chỉ có dạng này một cùng một đại thuật sư cùng nhau xuất thủ, mới sẽ tạo thành như thế hiếm thấy thiên địa dị tượng. Thế nhưng là một ít, xích viêm thảo, đối hàng đầu sư trọng yếu như vậy, mặc kệ ngươi mở ra điều kiện ra sao, mà cựu đại quốc sư đều sẽ không đáp ứng. Cái này căn bản liền không tại nhưng đàm phán phạm trù bên trong. Cơ Khinh Sa lập tức nhắc nhở, nàng cũng biết, nếu là Tân Lâm gặp nạn, như vậy muốn ngăn cản Tiêu Phàm tiến về Đan Mạn Quốc, liền rất không thực tế. Cho dù là núi đao biển lửa, đều ngăn không được Tiêu Phàm bước chân. Tiêu Phàm hỏi ngược lại, trừ ma cựu đại quốc sư trang viên, Đan Mạn Quốc địa phương khác, liền không có xích viêm thảo sản xuất ha. Cơ Khinh Sa đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, suy nghĩ sau một lát, mới khẽ lắc đầu, nói, xích viêm thảo, loại này thiên địa linh vật, liền xem như Đan Mạn Quốc cũng rất ít sinh trưởng, ta tại Lạc Già Thành sinh sống hơn 3 năm, cũng chưa nghe nói qua địa phương khác có sinh trưởng, xích viêm thảo. Mà lại coi như địa phương khác có, xích viêm thảo, chỉ sợ cũng sớm đã có giảm nhiều đầu sư thủ hộ. Những này giảm nhiều đầu sư, coi như không bằng ma cưu đại quốc sư, chênh lệch cũng sẽ không quá xa, đồng dạng rất khó đối phó. Trọng yếu nhất chính là, xích viêm thảo, nếu như không có thành thục, công hiệu liền muốn giảm bớt đi nhiều. Bất kể nói thế nào, cũng nên đến Đan Mạn Quốc, đến Lạc Già Thành, mới có thể biết xác thực tình huống. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, kiên định nói, là chuyện như vậy, chuyện này, nên sớm không nên chậm trễ. Chúng ta đi thôi, chúng ta, Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi. Cơ Khinh Sa liền cười, cắt nước xong đồng liếc Tiêu Phàm một chút, mỉm cười nói, một ít, không nghĩ tới ngươi cũng có giả vờ giả vịt thời điểm. Ngươi ngàn dặm xa xôi bảo ta tới nơi này, không phải liền là muốn để ta cùng ngươi cùng một chỗ Đan Mạn Quốc a? Không nói những cái khác, tối thiểu ngươi cần một cái dẫn đường a. Tiêu Phàm không khỏi trong lòng ấm áp, từ Cơ Khinh Sa vừa rồi ngôn từ cùng thần sắc ở giữa liền có thể nhìn ra, Cơ Khinh Sa đối ma cưu đại quốc sư kiêng kỵ phi thường. Nhưng là bây giờ, lại không chút do dự cùng hắn cùng đi Đan Man. Ta phản đối, một thanh âm, rất đột ngột vang lên. Chương 434, Phạm Nhạc cố sự. Lối ra này phản người thích hợp, thế mà là Phạm Nhạc. Cùng Tân Lâm đồng dạng, Phạm Nhạc là Cơ Khinh Sa cận vệ, nhưng Phạm Nhạc so Tân Lâm còn trầm mặc ít nói, còn càng giống một cái chân chính bảo tiêu. Trên cơ bản, Tiêu Phàm mỗi lần cùng Cơ Khinh Sa gặp mặt, Phạm Nhạc đều đi theo Cơ Khinh Sa bên người, lại rất ít nói chuyện. Thậm chí, ngay cả Tiêu Phàm dạng này giảng cứu lễ tiết người, nhiều khi đều sẽ xem nhẹ Phạm Nhạc tồn tại. Không nghĩ tới lúc này, Phạm Nhạc bỗng nhiên mở miệng, mà lại mới mở miệng chính là cứng rắn ta phản đối ba chữ. Phạm Nhạc cứ như vậy đứng tại Cơ Khinh Sa đối diện, không khách khí chút nào ngăn chặn Cơ Khinh Sa đường đi. Phạm Nhạc, Cơ Khinh Sa thở dài, Tiêu một ít, ngươi chưa từng đi Lạc Già Thành, không có được chứng kiến Đan Mạn Quốc hàng đầu sư, ngươi không biết sự lợi hại của bọn hắn. Nhưng là ta biết, muốn đi Lạc Già Thành, chính ngươi đi. Phạm Nhạc không để ý tới Cơ Khinh Sa, hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Phàm, gọn gàng dứt khoát động nói, không có nửa phân quanh co lòng vòng, cũng không có nửa phân khách khí. Hắn là Cơ Khinh Sa bảo tiêu, không phải Tiêu Phàm bằng hữu, hắn chỉ đối Cơ Khinh Sa phụ trách. Phạm Nhạc, đừng nói. Cơ Khinh Sa song mi có chút nhăn lại, mang theo mấy phân không vui nói. Tiêu Phàm thành khẩn nói, Phạm tiên sinh, ta biết ngươi muốn đối Cơ Tổng phụ trách. Nhưng là, ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như Cơ Tổng gặp được cái gì nguy hiểm, ta nhất định sẽ trước bận tâm đến nàng.
Phạm Nhạc lập tức hỏi ngược lại, dù là bởi vậy lấy không đến, Xích Viêm Thảo cũng sẽ không tiếc. Trong giọng nói, mang theo rõ ràng không tin chi ý. Tiêu Phàm trầm ngâm, chốc lát, kiên định nói, đúng. Nếu quả thật gặp được tình hình như vậy, ta nhất định sẽ trước bận tâm đến cơ tổng an nguy. Tân Lâm sinh tử cố nhiên 10 điểm quan trọng, nhưng muốn Tiêu Phàm hy sinh cơ khinh xa sinh mệnh đi đổi lấy Xích Viêm Thảo, nhưng cũng làm trái Tiêu Phàm họ gốc, càng thêm làm trái vô cực môn môn quy. Nếu thật là như vậy, coi như cuối cùng Tân Lâm không việc gì, Tiêu Phàm cũng sẽ trong lòng áy náy. Đây là một người họ gốc, rốt cuộc miễn cưỡng không tới. Thật muốn như vậy, Tân Lâm làm sao bây giờ? Phạm Nhạc lại muốn truy hỏi kỹ càng sự việc, ngữ khí kiên định, hào không dao động. Tiêu Phàm từ tốn nói, Phạm tiên sinh, người tu đạo, coi trọng nhất chính là một cái, duyên chữ. Nếu như già nhi tướng mệnh như thế, ta sẽ dốc hết toàn lực đi cứu nàng. Sống hay chết, ta không thèm để ý. Cơ khinh xa khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên nói, một ít, ta tình nguyện giờ này khắc này, nằm tại bệnh người, là ta. Sinh vì nữ thân, có thể được Tiêu Phàm nam nhân như vậy thề nguyền sống chết, còn cầu mong gì? Phạm Nhạc cũng bắt đầu trầm mặc, sau một lát, trầm giọng nói, vậy thì tốt, cùng đi. Không được, người không thể đi. Lần này, phản đối là cơ khinh xa, so Phạm Nhạc vừa rồi ngữ khí còn bền hơn quyết, chém đinh chặt sắt, không có chút nào khoan nhượng. Người đi, ta liền đi. Phạm Nhạc cũng là không chút do dự nói. Không được, cơ khinh xa sắc mặt, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Tiêu Phàm nhíu mày hỏi, cơ tổng, Phạm tiên sinh, có cái gì cấm kỵ a? Phạm Nhạc không lên tiếng, cơ khinh xa mắt đẹp bốn phía vung mạnh, lập tức nói, một ít, đi phòng ngươi rồi nói sau. Bên này quỷ dị tình hình, đã gây nên trong quán cà phê khách nhân khác chú ý, nhao nhao hướng bên này chú mục, không biết phát sinh loại chuyện nào, còn tưởng rằng là ba người ở giữa xảy ra tranh chấp. Được, Tiêu Phàm tối hôm qua ở giữa đuổi tới Nam Phương thành phố, vào ở Kim Dê khách sạn xa hoa phòng xếp. Một ít, người khả năng không biết, Phạm Nhạc quê quán chính là Lạc Gia Thành. Tại xa hoa phòng xếp trong phòng khách, cơ khinh xa ngồi tại Tiêu Phàm đối diện, nói lời kinh người. Lại là một cái không tưởng được, khó trách xem bói về sau, quẻ tượng sẽ trực tiếp chỉ hướng cơ khinh xa, ở trong đó, quả nhiên là có nguyên nhân. Tiêu Phàm nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói, xem ra, trong lúc này cố sự còn rất quanh co. Nói đến liền lời nói dài, Lạc Gia Thành bốn người đại hoa gia tộc. Phạm gia xếp hạng thứ hai. Phạm gia đồ dùng trong nhà siêu thị, toàn Đan Mạn Quốc mỗi cái thành phố lớn đều có. Thậm chí xung quanh nước láng giềng không ít thành phố lớn, đều có thể nhìn thấy Phạm gia đồ dùng trong nhà siêu thị. Phạm gia giàu có, coi như tại toàn bộ Đan Mạn Quốc, đều đứng hàng đầu. Phạm Nhạc, vốn là Phạm gia tất cả gia sản duy nhất pháp định người thừa kế. Cơ khinh xa chậm rãi nói. Phạm Nhạc vẫn như cũ đứng ở sau lưng nàng, thần sắc bình tĩnh. Thật giống như cơ khinh xa nói là người khác cố sự. Kia về sau phát sinh loại nào biến cố. Nghe cơ khinh xa nói như vậy, Tiêu Phàm tâm trong cơ bản có chút phổ. Tranh đoạt tài sản, vốn là cổ xưa nhất kiều đoạn, từ có xã hội loài người bắt đầu, tài sản chính là có thể nhất dẫn phát nhân loại liệt căn họ đồ vật một trong. Bất quá cho nên chuyện phát sinh tại Lạc Gia Thành, có khả năng sẽ còn gia tăng một chút để người không tưởng tượng được tình tiết. Đoạt sinh, Phạm Nhạc Đường ca Phạm Anh. Cũng muốn kế thừa Phạm gia tài sản. Nếu như Phạm Nhạc từ bỏ quyền kế thừa, như vậy Phạm Anh chính là nhất đương nhiên người thừa kế. Khổng lồ như vậy gia sản, Phạm tiên sinh ứng nên sẽ không dễ dàng từ bỏ đi. Vật chất xã hội, ai đều sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế một bút tài sản. Tiêu Phàm hỏi, Phạm tiên sinh vị này Đường ca Phạm Anh, cũng là người trong đồng đạo A. Phạm Nhạc võ công cao cường, làm người cơ cảnh, tuyệt không giống như là loại kia sẽ tùy tiện làm người ngồi, mà bây giờ. Hắn đi theo cơ khinh xa bên người, không có trở về Lạc Gia Thành, liền đã hoàn toàn nói rõ vấn đề. Tại trận này tài sản tranh đoạt chiến bên trong, Phạm Anh mới là bên thắng. Một ít, Phạm Nhạc là Long Môn phái truyền nhân chính tông, toàn chân đạo võ thuật bác đại tinh thâm, Phạm Nhạc sớm đã được chân truyền. Cơ khinh xa nghiêm mặt nói, Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Cơ khinh xa nói không sai, toàn chân đạo truyền thừa võ thuật, xác thực có thể xưng bác đại tinh thâm. Luyện đến cực kỳ cao thâm cảnh giới, thậm chí so một ít tiểu thuyết võ hiệp miêu tả còn muốn lợi hại hơn ba phân. Có quan hệ toàn chân giáo võ thuật, vô cực thuật tàng bên trong cũng có đề cập, Tiêu Phàm có chỗ đọc lướt qua. Mặc dù chỉ là làm cái tham khảo tác dụng, nhưng cũng được ích lợi không nhỏ. Nhất là đồi tổ truyền lại tiên thiên huyền công, càng là đạo giáo chí cao vô thượng thần công một trong.
Đáng tiếc đây là Long Môn phái tối cao nội công tâm pháp, từ không tùy tiện truyền ra ngoài. Mấy trăm năm qua, lấy vô cực môn chi năng, cũng chỉ thu tập được một chút tàn khuyết không đầy đủ tâm đắc, chưa hề thu tập được cả bộ. Nếu như có thể đạt được một thiên hoàn chỉnh toàn chân giáo tiên thiên huyền công tâm pháp, cùng hạo nhiên chính khí ấn chứng với nhau, Tiêu Phàm tin tưởng, tất nhiên sẽ rất có ích lợi. Tiên thiên huyền công là chính tông nhất đạo giáo thần công, mà hạo nhiên chính khí thì càng thêm thiên hướng về nho gia. Giữa hai bên, tất có thể bổ sung chỗ. Luận sự, Phạm Anh cũng là luyện võ kỳ tài, võ thuật tu vi, coi như không so Phạm Nhạc càng mạnh, cũng không kém bao nhiêu. Hắn so ta thiên phú cao hơn. Phạm Nhạc bỗng nhiên ngắt lời nói, ngữ khí hay là 10 điểm bình tĩnh. Cơ Khinh Sa khẽ vuốt cằm, tựa hồ đối với Phạm Nhạc cái này đánh giá, cũng 10 điểm tán thành, lập tức nói, mấu chốt người này tâm thuật bất chính, đối tiền tài tài bảo cái này vật ngoài thân, coi quá nặng. Cùng đạo gia thanh tĩnh vô vi cảnh giới cách biệt quá xa, coi như thiên phú lại cao, cũng khó có thể đạt tới chân chính tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới. Cho nên hắn liền đi đường tắt. Đường tắt, là hàng đầu thuật, đúng, chính là hàng đầu thuật. Phạm Anh âm thầm gia nhập, không cổ phái, bái tại Zino giảm nhiều đầu sư môn hạ. Zino là ma cừu đại quốc sư thân truyền, tại rơi già bang cũng là có ít giảm nhiều đầu sư một trong, bị cho rằng là có hy vọng nhất kế thừa ma cừu y bát người. Đại quốc sư hòa nói ở lại trong hoàng cung, Zino tỏa chấn, ma cừu trang viên, xử lý, không cổ phái, nói chuyện thường vụ. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, không cổ phái, cũng thu người hoa a. Đối đan mạn quốc hàng đầu sư bẻ cánh, Tiêu Phàm biết xác thực có hạn. Cũng không biết bọn hắn có thứ gì dạng cấm kỵ, có phải là cùng châu Á đồng dạng, có hoa gì có khác. Thu, không cổ phái, hàng đầu sư cùng tín đồ, mặc dù đại bộ phận phân là rơi giả bang dân bản địa, nhưng cũng thu chủng tộc khác đồ đệ cùng tín đồ. Bất quá bình thường mà nói, những này chủng tộc khác đồ đệ, đều rất khó chiếm được chân truyền, chỉ có thể là ngoại vi đệ tử. Ngoại vi đệ tử, Tiêu Phàm nhìn Phạm Nhạc một chút, nói, thần sắc có chút nửa tin nửa ngờ. Đối Tiêu Phàm ý tứ trong lời nói, Cơ Khinh Sa lòng dạ biết rõ. Nếu như Phạm Anh vẻn vẹn chỉ là một cái không cổ phái ngoại vi đệ tử, liền có thể đem Long Môn phái truyền nhân chính tông Phạm Nhạc đánh bại, cái này không cổ phái hàng đầu thuật, cũng không tránh khỏi cường hãn quá không hợp thói thường. Phạm Anh là ngoại lệ, hắn có tiền, lại là giảm nhiều đầu sư, cũng giống vậy yêu tiền. Đan Mạn quốc hàng đầu sư, tại vật chất hưởng thụ bên trên cũng không bảo thủ. Cơ Khinh Sa lập tức giải đáp Tiêu Phàm nghi vấn trong lòng. Phạm Anh lúc kia mặc dù còn không phải Phạm gia tài phú cách xù người thừa kế, nhưng đã là Phạm gia con cháu, đối với nơi đó dân chúng bình thường mà nói, đó cũng là đại phú quý người, cung phụng một chút tài vụ cho Zino, Zino tự nhiên đối với hắn mắt khác đối đãi. Theo ta được biết, hiện tại Phạm Anh đã là Lạc Gia thành nổi danh nhất nhìn người hoa hàng đầu sư. Ngay tại chỗ hoa người bên trong, có được một nhóm lớn tín đồ. Mọi người nhao nhao đầu nhập đến môn hạ của hắn, hy vọng đạt được hắn che chở. Phạm Anh người này, năng lực là không nhỏ. Cùng nơi đó người hoa lãnh tụ quan hệ cũng chỗ phải rất không tệ, Lạc Gia thành Long Môn phái trưởng giáo chân nhân, càng là cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Phạm gia nằm trong tay hắn, những năm này một mực cao tốc phát triển, không sai biệt lắm đã cùng xếp hạng thứ nhất hoàng gia sánh vai cùng. Người hoa hàng đầu sư, Cơ Khinh Sa nói, người hoa hàng đầu sư tại Đan Mạn quốc cũng không hiếm thấy. Không ít người hoa đều nguyện ý bái nhập hàng đầu sư môn hạ. Bất quá hàng đầu sư cũng không phải tùy tiện thu đồ, mấu chốt còn phải xem thiên phú. Thiên phú xuất chúng đồ đệ, không ít hàng đầu sư tranh cướp giành giật muốn đâu. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, ngươi không để Phạm tiên sinh về Lạc Gia thành, là sợ Phạm Anh biết sao. Cơ Khinh Sa nhìn Phạm Nhạc một chút, nhẹ nói, hắn không có thể về Lạc Gia thành. Hắn bên trong hàng đầu, nhất định phải rời xa Lạc Gia thành, cách càng xa càng tốt. Một khi tiếp cận Lạc Gia thành, lập tức liền sẽ phát tác. Nói như vậy, Phạm Anh hoặc nhiều hoặc ít còn có chút kiêng kỵ. Tiêu Phàm nói, chiếu Cơ Khinh Sa miêu tả, Phạm Anh lúc trước không có đối Phạm Nhạc hạ tử thủ. Tiêu Phàm nhưng không tin, kia là Phạm Anh lương tâm phát hiện, đoán chừng hay là có kiêng kỵ húy, không dám dưới cái này tử thủ. Chương 435, máu hàng. Hắn nhưng không có cái gì kiêng kỵ, là mệnh ta lớn mà thôi. Phạm Nhạc từ tốn nói. Cơ Khinh Sa nói, chúng ta Hà Lạc phái đạo thuật, đối hàng đầu thuật hay là có nhất định tác dụng. Lúc kia, Phạm Anh hay là học nghệ không tinh, nếu như là Zino thân tự xuất thủ, ta khẳng định không có cách nào. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu. Trên cơ bản, hắn xem như rõ ràng Cơ Khinh Sa cùng Phạm Nhạc ở giữa tại sao lại hình thành loại quan hệ này. Chỉ không biết là Phạm Nhạc cùng Cơ Khinh Sa nhận biết phía trước,
Phạm Anh đối Phạm Nhạc rơi hàng đầu ở phía sau, hay là Phạm Nhạc bên trong hàng đầu về sau rất trùng hợp bị Cơ Khinh Xa cứu. Bất quá đây không phải trọng điểm, Tiêu Phàm cũng không có như vậy bát quái muốn đi truy vấn ngọn nguồn. Hổ thẹn chính là, ta học nghệ không tinh, lúc ấy không có cách nào đem hàng đầu hoàn toàn loại trừ rơi. Nhiều năm như vậy, hàng đầu sớm đã sâu tận xương tủy, lại nghĩ biện pháp gì đều tác dụng không lớn. Cũng may cái này hàng đầu là có phạm vi hạn chế, chỉ cần rời đi xa xa Lạc Giả Thành, rời đi xa xa rơi hàng đầu người, liền sẽ không đại phát làm. Cơ Khinh Xa lại tăng thêm vài câu nói rõ. Cái gọi là sẽ không đại phát làm, cũng không phải là không phát tác, đoán chừng hay là cần Cơ Khinh Xa không ngừng mà cho cách làm loại trừ mới có thể ngăn lại tình hình tiến một bước chuyển biến xấu. Phạm Nhạc từ đầu đến cuối đi theo Cơ Khinh Xa, cái này cũng hẳn là mấu chốt nhất nguyên nhân, ít nhất là một trong. Thật giống như Uyển Thiên Thiên tại tương đối dài trong một khoảng thời gian, nhất định phải đi theo Tiêu Phàm bên người. Tốt tại trải qua Tiêu Phàm dốc lòng trị liệu, Uyển Thiên Thiên thể nội âm sát khí đã loại trừ hơn phân nửa. Cùng Chỉ Bân lúc giao thủ lưu lại nội thương cũng đã cơ bản khỏi hẳn, tiếp qua mấy tháng, hẳn là có thể đại công cáo thành. Chỉ không biết nói Phạm Nhạc bên trong hàng đầu, cần phải bao lâu mới có thể hoàn toàn loại trừ, hoặc là nói. Cả đời đều khó mà triệt để loại trừ rơi. Chúng cái gì hàng đầu thuật, máu hàng một loại, cùng cổ độc có chút tương tự. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói, Phạm tiên sinh, ta cho ngươi hào một chút mạch. Cơ Khinh Xa có chút kinh ngạc nói, một thiếu, trung y đối vu cổ chi thuật. Cũng hữu hiệu dùng a. Tiêu Phàm cười cười, nói, vạn pháp đều thông. Mặc kệ là dạng gì thuật pháp, cuối cùng luôn luôn muốn làm dùng cho nhân thể mới có thể có hiệu lực. Vô luận tốt xấu, đều là đạo lý giống nhau. Phạm Nhạc lúc này tiến lên, hướng Tiêu Phàm vươn cánh tay phải của mình. Tại Tần Quan Bớt Dương Tây khách sạn, Tiêu Phàm vì Uyển Thiên Thiên chữa thương, loại trừ âm độc, Phạm Nhạc cũng coi là tận mắt nhìn thấy. Đối Tiêu Phàm y thuật, ngược lại là còn có mấy phân tin được. Chỉ ít Tiêu Nhất Thiếu không phải loại kia giả thần giả quỷ Mông Cổ đại phu. Tiêu Phàm đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ, khoác lên Phạm Nhạc mạch trên cổ tay, sau một lát, song mi liền nhẹ nhàng nhau. Phạm Nhạc mạch tượng rất kỳ lạ, lấy Tiêu Phàm kinh nghiệm chi phong phú, lại cũng rất ít hào qua dạng này mạch. Phạm tiên sinh, mời đổi tay trái. Không sai biệt lắm một thời gian uống cạn chung trà quá khứ. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Phạm Nhạc không nói một lời, đưa cánh tay trái ra. Thật lâu, Tiêu Phàm hỏi, Phạm tiên sinh, loại này hàng đầu thuật. Long môn phái, tiên thiên huyền công, hoàn toàn không thể chịu cự a. Tại Phạm Nhạc mạch tượng bên trong, Tiêu Phàm phát giác được rất rõ ràng tiên thiên huyền công vận hành dấu hiệu. Chính như Cơ Khinh Xa lời nói, Phạm Nhạc là chính tông long môn phái truyền nhân. Muốn là hoàn toàn không thể chịu cự, ta lúc ấy liền không có cách nào chống đến lụa mỏng trụ sở. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, quả nhiên cùng hắn dự liệu đồng dạng. Phạm tiên sinh, ta cần mượn trong cơ thể ngươi một giọt máu dùng một lát. Tiêu Phàm nói, trong tay hàn quang lóe lên, một viên sáng như tuyết liễu diệp phi đao nổi lên. Phạm Nhạc phản xạ có điều kiện đem tay trái cực nhanh thu về, nhìn Cơ Khinh Xa một chút, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ chi sắc. Cơ Khinh Xa bận bịu tức nói, một ít, không phải chúng ta không tin được ngươi, thực tế cái này máu hàng chi thuật quỷ dị vô so, một giọt máu là đủ tản lái đi. Vạn nhất khống chế không nổi, sẽ rất phiền phức. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, máu hàng chi thuật lại quỷ dị, một giọt máu cũng không làm đại sự. Ngữ khí nhu hòa bên trong lộ ra mơ hồ vẻ ngạo nhiên. Nam Dương hàng đầu thuật cố nhiên thần bí khó lường, chẳng lẽ vô cực môn trưởng giáo chân nhân, chính là ăn chay không thành. Tại Nam Dương hàng đầu sư trong mắt, chỉ sợ vô cực môn thuật pháp thần kỳ, càng tại hàng đầu thuật phía trên. Cơ Khinh Xa lại cùng Phạm Nhạc liếc nhau, cái này mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã một thiếu có nắm chắc. Chúng ta đương nhiên không có ý kiến. Ngôn từ ở giữa, mang lên mấy phần chờ mong chi ý. Phạm Nhạc năm đó cùng Cơ Khinh Xa là đồng học, tại cùng một chỗ Hoa Nhân Đại học cầu học, hai người đều tinh nghiên võ thuật, thân thủ cao cường, tự nhiên mà vậy trở thành bằng hữu. Lúc trước Phạm Nhạc bên trong máu hàng về sau, kịp thời tìm được Cơ Khinh Xa, Cơ Khinh Xa thi pháp khống chế lại Phạm Nhạc thể nội huyết độc. Khi đó, Cơ Khinh Xa tu luyện Hà Lạc phái thuật pháp chưa có thành tựu, chỉ có thể áp chế huyết độc. Không có cách nào loại trừ. Sau đó Phạm Nhạc lập tức rời đi Lạc Giả Thành, Cơ Khinh Xa tiếp tục cách làm, vì hắn chấn áp máu hàng, nhưng thủy chung không cách nào đem huyết độc hoàn toàn loại trừ bên ngoài cơ thể. Bây giờ rất nhiều năm trôi qua, Cơ Khinh Xa tại Diệp Cô Vũ nơi đó đạt được Hà Lạc phái tiền bối tông sư lưu lại điển tịch, tu vi lớn tiến vào. Đáng tiếc Phạm Nhạc bên trong máu hàng thuật đã thâm nhập ngũ tạng lục phủ, cùng hắn kỳ kinh bát mạch xoắn suýt cùng một chỗ,
Cơ Khinh Sa nghĩ hết biện pháp, cũng là không thể làm gì. Vô cực môn thuật pháp lãnh tụ, Tiêu Phàm tu vi tinh thâm, có lẽ có biện pháp vì Phạm Nhạc triệt để trị tận gốc huyết độc cũng chưa biết. Lấy Cơ Khinh Sa đối Tiêu Phàm hiểu rõ, không có 7-8 phần nắm chắc, Tiêu Phàm sẽ không nói ra như vậy tới. Liễu Diệp tiểu đao nhẹ nhàng đâm rách Phạm Nhạc ngón tay, cực nhanh thu về. Phạm Nhạc lập tức chăm chú nắm ngón giữa, thần sắc khẩn trương, như lâm đại địch, tựa hồ sợ cái này huyết độc lập tức tản lái đi. Tiêu Phàm đem chữ màu đỏ càn khôn đỉnh lấy ra ngoài, liền đặt tại trước mặt khay trà bằng thủy tinh bên trên, cũng không tị hiểm Cơ Khinh Sa cùng Phạm Nhạc. Vô cực môn lịch đại trưởng giáo, đều là như vậy đại khí bàng bạc, không giống có chút của mình quý giang hồ môn phái, che che lấp lấp, tiểu bên trong hẹp hòi, tựa hồ sợ người khác đem môn phái bên trong tuyệt kỹ trộm học được. Có thể bị người tùy tiện học trộm tuyệt kỹ, còn có thể tán dương kỹ a. Cơ Khinh Sa cùng Phạm Nhạc đều không hẹn mà cùng đứng dậy, khuôn mặt ngưng trọng, nhất là Cơ Khinh Sa, càng là không chớp mắt tiếp cận kia chữ đỉnh nhỏ màu đỏ, thần sắc trên mặt lại là giật mình vừa cảm động. Đã sớm nghe nói Càn Khôn đỉnh là vô cực môn chấn giáo tam bảo đứng đầu, vô luận tại ai nghĩ đến, loại này một cùng một trọng bảo, khẳng định là thích đáng đảm bảo, tuyệt đối sẽ không tùy ý lấy ra gặp người, càng sẽ không tùy tiện đưa ra cho người trong đồng đạo nhìn. Tiêu Phàm cái này không chỉ là khí quyển, mà là thật coi nàng là hảo bằng hữu. Nội lực thúc dục, một giọt máu từ Liễu Diệp tiểu đao bên trên nổi lên, còn chưa hoàn toàn ngưng tụ, một cỗ đặc biệt mùi tanh lợi dụng tràn ngập ra, huyết châu nhan sắc cũng cùng người bình thường khác biệt, màu đỏ sậm huyết châu mặt ngoài, ẩn ẩn chớp động lên một tia xanh biếc chi sắc, đồng thời không ngừng đang huyết châu mặt ngoài du động, lấp lóe không yên, tựa như vật sống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ huyết châu bên trong thoát thân mà ra. Tiêu Phàm nhẹ nhàng một tiếng lạnh hừ, nhắc tới cũng kỳ, chỉ thấy kia một tia linh động dị thường xanh biếc chi sắc, bỗng nhiên giống như nhận một loại nào đó cực kỳ đả kích nặng nề, lập tức liền trở nên ngốc trệ vô so, lẳng lặng bám vào tại huyết châu mặt ngoài, không nhúc nhích. Cơ Khinh Sa cùng Phạm Nhạc kìm lòng không đặng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được chấn kinh thậm chí vẻ kinh ngạc. Loại này xanh biếc chi sắc, bọn hắn không xa lạ chút nào, chính là Phạm Anh dưới tại Phạm Nhạc trên thân máu hàng, cực kỳ quỷ dị tà ác, Cơ Khinh Sa đã từng cùng ý đồ rút ra một tia ra, cẩn thận nghiên cứu, ai ngờ cái này huyết độc rời tách Phạm Nhạc thể nội, liền là dương nanh múa vuốt, muốn đối Cơ Khinh Sa bất lợi, Cơ Khinh Sa phế sức chín châu hai hổ, thật vất vả mới đưa cái này huyết độc cho trấn áp xuống, từ đó về sau, lại không dám tùy tiện nếm thử. Ai ngờ Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng, cũng không thấy hắn lại có động tác khác, cái này máu hàng thuật liền bị áp chế phải mảy may không thể động đậy. Thuật pháp sự cao thâm, thật là khiến người lại kinh lại đeo. Huyết châu nhỏ xuống tại Càn Khôn đỉnh bên trong, còn không đợi Tiêu Phàm bắt đầu thi pháp, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc liền phiêu dương ra, đem huyết châu bên trên kia cỗ đặc biệt mùi tanh hoàn toàn áp chế xuống, rốt cuộc ngửi không thấy. Tiêu Phàm tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải cũng chỉ như kích, hướng về phía trước một điểm, một đạo tinh thuần pháp lực rót vào Càn Khôn đỉnh bên trong, nguyên bản nhàn nhạt mùi thuốc lập tức liền trở nên nồng đậm vô so, Cơ Khinh Sa cùng Phạm Nhạc vừa nghe phía dưới, liền lòng mang lớn sướng. Tiêu Phàm cong lại gảy nhẹ, năm ngón tay như vòng, từng đạo pháp lực cuồn cuộn không tuyệt rót vào trong đỉnh, thân đỉnh bên trên hỗn độn đồ án dần dần lưu chuyển, một đạo lớn hơn một xích tiểu nhân huyết hồng sắc hỗn độn đồ, tại Càn Khôn đỉnh miệng đỉnh phía trên ngưng tụ thành hình, vây quanh miệng đỉnh, xoay chậm chậm. Phạm Nhạc cũng còn thôi, Cơ Khinh Sa thần sắc đã trở nên lại là chuyên chú lại là khẩn trương, gấp nhìn chằm chằm Càn Khôn đỉnh, con mắt đều không nháy mắt một chút, tiêm tiêm tố thủ thậm chí bóp thành nắm tay nhỏ, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay biến thành màu xanh trắng. Bỗng nhiên ở giữa, Càn Khôn đỉnh tiểu xảo thân đỉnh nhẹ nhàng chấn động, trong đỉnh phát ra rít lên một tiếng, lại là thê lương lại là phẫn nộ, nghe được lòng người bên trong một hàn, ngay sau đó một cái màu xanh lục mặt quỷ bỗng nhiên từ miệng đỉnh vọt ra. Cái này mặt quỷ bất quá hai thốn lớn nhỏ, tràn đầy vẻ kinh hoàng, tựa hồ hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm, vội vã trốn ra phía ngoài đi, thoáng qua ở giữa, liền hung hăng đâm vào miệng đỉnh phía trên huyết hồng sắc mì hoành thánh đồ trên bàn. Mặt quỷ lập tức lại là một tiếng hét thảm, lập tức liền liều mạng vặn vẹo giằng co, dốc hết toàn lực muốn tránh thoát hỗn độn đồ án trói buộc. Chỉ tiếc hết thảy đều là phí công mà thôi. Càn Khôn đỉnh là vô cực môn truyền thừa hơn ngàn năm vô thượng thần khí, mặc dù giờ phút này xa xa chưa từng phát huy ra toàn bộ uy lực, cũng không phải cái này khu mặt quỷ có thể đối kháng được. Tiêu Phàm cũng không có vội vã cách làm tiêu diệt cái này mặt quỷ, mà là khống chế Càn Khôn đỉnh, một mực trói buộc chặt mặt quỷ, mặc cho nó tại hỗn độn đồ án bên trong tả xung hữu đột, vì như thế mới có thể quan sát phải càng tỉ mỉ chút.
Cái này mặt quỷ bất quá là bám vào tại một giọt máu phía trên, có thể vì cực kỳ có hạn, bất quá một lát quang cảnh, liền đình chỉ vặn vẹo, ngơ ngác định ở nơi đó, không nhúc nhích, như có lẽ đã gần mệt kiệt lực, lại cũng vô lực dẫy giụa. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, tật, một tiếng quát nhẹ, cũng chỉ như kích, lại là một đạo pháp lực đánh vào càn khôn đỉnh bên trong. Miệng đỉnh huyết hồng sắc hỗn độn đồ án mãnh quang hoa đại phóng, kia mặt quỷ gào thét một tiếng, nháy mắt ngay tại hỗn độn đồ án bên trong hôi phi yên diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.